Quan thần, hạ tưởng. Tập 106. Bành Dũng liền nhức đầu, và cũng nổi giận lôi đình, yêu cầu đuổi toàn bộ phóng viên đi. Không ngờ còn có một phóng viên không thức thời, rẻ đám người ra và đến trước mặt Bành Dũng, muốn phỏng vấn. Trưởng ban thư ký Bành, nghe nói sự cố lần này có gần 300 người chết. Huyện An công bố với bên ngoài là 15, vậy rốt cuộc con số tử vong thật sự là bao nhiêu? Bành Dũng đang lúc tức giận, thấy phóng viên hùng hổ hăm dọa chỉ sợ thiên hạ không loạn, thì đầu lập tức nóng lên, nói một câu. Anh là phóng viên vùng nào? Ai phê chuẩn cho anh đến phỏng vấn? Có bao nhiêu người chết tôi làm sao mà biết được? Tôi đâu có bị chôn vùi dưới đó. Anh không thấy tôi đang bận ứng cứu khẩn cấp hay sao? Tránh sang một bên, đừng gây vướng bận nữa. Phóng viên theo đuổi không thôi. Trưởng ban thư ký, cũng phải có một con số đại khái chứ. 15 người và 300 người cách nhau đến 20 lần. Xin ông hãy nói tôi biết, tại sao lại có sự khác biệt như thế? Bành Dũng cũng là sành sỏi trong quan trường, nhưng chưa bao giờ thấy sự cố lớn như thế. Khi phóng viên truy vấn, lại nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng về sau, máu dồn lên, liền nói ra một câu kích động. Nói với anh á, sáng nay tôi ăn gì có cần nói với anh không? Tôi dậy lúc mấy giờ, đi ngủ lúc mấy giờ có phải nói với anh không? Anh có phải là phóng viên của tỉnh Yến không? Là phóng viên của tỉnh Yến thì tôi sẽ bảo tòa báo khai trừ anh ngay. Điều mà Bành Dũng không ngờ đến chính là, chính vì câu nói này mà đã gây ra họa lớn. Hơn nữa chỉ trong một đêm thì đã nổi danh cả nước là trưởng ban thư ký ăn nói ngông cuồng. Bành Dũng càng thật không ngờ chính là, sự cố lớn về an toàn của huyện An lại trực tiếp gây ra khói thuốc súng long trời lở đất cho thế cục của tỉnh Yến. Lúc Hạ Tưởng và Hoàng Đắc Ích đi đến hiện trường phân đạt kỳ, Tiêu Ngũ dẫn theo người đang giằng co với đám của Mã Quân. Mã Quân người đông thế mạnh, mắt y đỏ lên, mắt trái mắt phải đều sưng vù. Hiển nhiên là Phó Tiên Tiên xuống tay đủ độc. Hạ Tưởng nhìn thấy cũng bất giận, cái mà hắn thích nhất chính là tính cách dám làm dám chịu của Phó Tiên Tiên. Mã Quân tụ tập khoảng 30-40 tên côn đồ lưu manh. Hơn nửa là dân vùng lân cận. Đưa ra khẩu dụ là đền bù đất chưa thỏa đáng, yêu cầu xưởng may phân đạt lì phải bồi thường v.v. Tóm lại, lý do rất đầy đủ. Trên thực tế tiền chuyển nhượng đất phân đạt kỳ hoàn toàn là cho vay. Ngân hàng đã sớm phê chuẩn cho vay, tiền vốn đã đến tài khoản của thôn, còn về cán bộ thôn có thủ đoạn trung gian gì hay không thì không rõ. Nhưng có một điều, xưởng may phân đạt kỳ là xí nghiệp trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ đầu đến cuối vốn không có sự tiếp xúc với thôn mà toàn là Ủy ban Nhân dân ra mặt. Bởi vậy, người dân nông thôn cũng thế, côn đồ cũng thế, không có lý do cũng không có tư cách gây rối ở phân đạt kỳ. Tiêu Ngũ ít người, Mã Quân thế mạnh người đông nhao nhao ồn ào muốn Phó Tiên Tiên trả công đạo, phải xin lỗi y. Bởi vì Phó Tiên Tiên ra đòn rất độc. Phó Tiên Tiên đồng ý xin lỗi y mới là lạ, chỉ hận không đá y thêm một cái nữa để giải hận. Phó Tiên Tiên không coi Mã Quân ra gì, cái gì chứ, bộ dạng như là quả táo méo, còn muốn có ý với cô. Cô nhìn mà đã thấy buồn nôn, tát y hai cái còn là nhẹ đấy, cô còn muốn đá vào chỗ hiểm của y một cái cho y tàn phế mới hay. Hạ Tưởng mới đến hiện trường, còn chưa ra lệnh thì điện thoại đã vang lên. Là Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong nổi giận đùng đùng. Hạ Tưởng, anh phải bảo vệ Tiên Tiên cho tốt, đợi tôi ra tay diệt cái tên Mã Quân này. Đồ khốn khiếp, phải cho mù cái mắt chó của y. Phó Tiên Phong tức giận rồi. Hạ Tưởng không có thời gian nói nhiều với Phó Tiên Phong. Phó chủ nhiệm Phó, xin yên tâm, giao Tiên Tiên cho tôi. Hạ Tưởng bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nghĩ kỹ lại dường như xuất phát điểm của lời nói vừa nãy của hắn không phải là với lập trường của một bí thư thành ủy, mà là lập trường cá nhân. Thôi, không nghĩ nhiều thế nữa. Về công về tư thì đều không thể để cho Phó Tiên Tiên bị chút, thương tổn, gì, cũng không thể để cho xưởng may phân đạt kỳ bị tấn công được. Hạ Tưởng vừa mới ngắt điện thoại của Phó Tiên Phong lại liền nhận được điện thoại từ tỉnh, nghe vài câu thì sắc mặt thay đổi, huyện An xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng. Chương 1192, đã ra tay thì phải có mưu kế. Chỉ suy nghĩ một lát, Hạ Tưởng trong nháy mắt liền đưa ra một quyết định trọng đại. Cơ hội đến rồi. Một cơ hội lớn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này không ra tay thì còn đợi đến lúc nào nữa. Hắn quyết định thật nhanh và ra mệnh lệnh cho Hoàng Đắc Ích.
tất cả những người tụ tập gây rối loạn ở hiện trường phải bắt hết không chừa một ai. Sông Tố của Tần Đường và Tỉnh Yến, mảnh đất yên bình nổi sóng gió. Hoàng Đắc Ích sửng sốt, bí thư Hạ một câu nói thôi là đã quyết định tính chất rồi. Căn bản là cách làm không để lối thoát, anh ta chần chừ một chút, vẫn là nhắc nhở một câu. Bí thư Hạ, quan hệ của Mã Quân có chút phức tạp, bây giờ anh ta rất gần với Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tường không tiếp lời của Hoàng Đắc Ích. Hành động đi. Hoàng Đắc Ích biết rằng, cuộc chiến đã được khai hỏa rồi. Nếu bí thư Hạ đã quyết tâm thì anh ta cũng không thể mềm mỏng được. Ngay lúc đó liền ra mệnh lệnh. Mọi người chú ý, bắt hết tất cả. Mệnh lệnh vừa được đưa ra thì mười mấy anh cảnh sát liền lập tức hành động, bắt đầu bắt người. Mã Quân đang kiêu ngạo, nghĩ thầm rằng ít nhất cũng phải gây ra một sự kiện tập thể. Thứ nhất là để lấy lại thể diện, muốn Phó Tiên Tiên phải bẽ mặt. Thứ hai là nói gì thì cũng phải xả cơn tức giận. Mẹ nó chứ, lại để cho một con bé nó đánh. Tuy là tay của mấy bà đó rất mềm, nhưng lại không đúng chỗ. Y chưa từng bị phụ nữ đánh vào mặt bao giờ. Làm lớn lên một chút cũng tốt, càng làm lớn hơn thì Hạ Tưởng lại càng mất mặt. Xưởng may Phân Đạt Kỳ là Nam Hân Vũ bao che. Nam Hân Vũ cũng chẳng có gì to tát, Mã Quân cũng chẳng coi cô ta ra gì. Chủ yếu cũng là từ sau khi y trở về thì luôn không thuận lợi. Bố vợ đã xuống đài rồi, chỗ dựa lớn nhất nay chẳng còn nữa. Trương Quốc Vĩ thấy y gặp chuyện thì sẽ đùa cợt, bây giờ chỗ dựa lớn nhất của y chính là Ngưu Lâm Quảng. Hôm nay, y không phải là đang đòi lại sự tôn nghiêm của một người đàn ông, mà còn muốn mượn cơ hội này gây sức ép để cho Hạ Tưởng biết tay. Mẹ nó chứ, không ngờ lại tước đoạt đi cái ghế vàng cao quý chủ tịch hội đồng nhân dân của bố vợ y. Thật là đồ khốn khiếp. Trước khi gây rối, anh ta cũng đã gọi điện thoại cho Gia Cát Phách Đạo, nhưng không xin chỉ thị của Trương Quốc Vĩ. Bởi vì Trương Quốc Vĩ thích pha trò, ý của Gia Cát Phách Đạo là tập hợp nhân dân trong thôn và mấy tên lưu manh cùng ra mặt. Với khẩu hiệu đòi lại đất công để gây rối, trong thành phố thường sẽ không đả kích quá võ đoán. Rốt cuộc là Gia Cát Phách Đạo thông minh, Mã Quân liền hiểu thấu ngay. Y cũng đã lăn lộn ở Tần Đường này mấy chục năm, có lề lối gì mà không hiểu. Dưới sự chỉ điểm của Gia Cát Phách Đạo, tập hợp một nhóm người vây lấy xưởng may, chuẩn bị làm ầm ĩ lên một phen. Từ trước đến nay những con chó chạy đến trước mặt thì luôn có kẻ chủ nhân dắt xích đằng sau. Điều đáng tiếc là Mã Quân lại không biết vai trò của mình là gì, chỉ biết tiên phong xông lên, giải cơn bực tức. Làm sao mà biết được rằng khi xảy ra chuyện thì chủ nhân phía sau đó lại buông tay, chủ nhân thoát thân, còn con chó thì khó mà tránh được vận mệnh bị đánh đập đánh chết. Bí thư Hạ ra mệnh lệnh chết, Hoàng Đắc Ích cũng nổi cơn độc ác. Hoàng Đắc Ích nổi cơn độc ác, thì cảnh sát càng mạnh tay hơn. Sau khi đi vào đám người, tay giơ lên côn hạ xuống, thì một người liền ngã xuống. Mấy tên côn đồ lưu mạnh thì làm sao lại sợ cảnh sát được. Cảnh sát vừa động thủ là chúng trả đòn ngay. Chủ yếu là có Gia Cát Phách Đạo làm chỗ dựa đằng sau. Tuy rằng lần trước Gia Cát Phách Đạo bị trừng trị một phen, nhưng mấy ngày sau thì lại khỏe như vâm, sinh khí dồi dào, lại khôi phục uy danh ở Tần Đường. Hiện tại ngay cả bí thư Hạ cũng phải nể ông ta vài ba phần. Vì thế nên có rất nhiều người ỷ vào ông ta, liền dám đánh lại cảnh sát. Cảnh sát đều là đội cảnh sát phòng chống bạo lực, cầm mũ giáp, tấm chắn, mang theo côn. Còn mấy tên lưu manh thì tay cầm côn gỗ, không hề yếu thế mà xông lên đánh nhau với cảnh sát. Mã Quân vừa thấy hỗn chiến thì đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại nghĩ, càng ầm ĩ lên thì càng tốt. Lại nhìn ra phía xa thì nhìn thấy Hạ Tưởng đứng bên ngoài chắp tay sau lưng, bận tối mắt mà vẫn thong dong đứng nhìn. Anh ta vừa thấy Hạ Tưởng liền như gặp mặt kẻ thù, mắt đỏ lên, liền cho rằng Hạ Tưởng chính là ở sau lưng Hạ độc thủ mới khiến cho một bàn tay y suýt chút nữa là bị phế bỏ. Hơn nữa Hạ Tưởng còn tước đi ngai vàng chủ tịch hội đồng nhân dân của bố vợ y, nên có thù không đợi trời chung. Mã Quân càng nghĩ càng giận, càng phẫn nộ, lấy tay sờ thì sờ ngay thấy khẩu súng mà Gia Cát Phách Đạo đưa cho. Y vừa quay về thì Gia Cát Phách Đạo đã tặng cho y một khẩu súng tinh xảo. Giống với súng dùng cho phụ nữ. Y vẫn còn không muốn cầm nhưng Gia Cát Phách Đạo liền cười nhạt nói một câu. Nam nhi hà bất đái ngô câu, thu thủ quan sơn ngũ thập châu, làm trai phải mang ngô câu kiếm. Lấy lại 50 châu bị giặc chiếm. Mã Quân, Tần Đường gần đây không hòa bình lắm. Có súng trong tay thì tôi cũng thấy yên tâm cho anh. Ít nhất thì đến lúc mấu chốt, chúng ta cũng không thể để người khác gây tổn thương được, đúng không?
một câu nói suýt nữa làm cho Mã Quân cảm động đến rơi nước mắt. Mã Quân nào biết được suy nghĩ của Gia Cát Phách đạo cơ chứ? Có một số người kích động mà dễ mất kiểm soát, đưa súng cho anh ta đồng nghĩa với việc đẩy anh ta vào bờ vực sơ sẩy súng cướp cò. Mã Quân bây giờ cũng đã lôi súng ra, y ở cách Hạ Tưởng chừng 30 mét, miễn cưỡng ở trong tầm bắn hiệu quả. Bây giờ mọi người đang loạn, không ai chú ý đến y, nên y liền nhẹ nhàng nhắm trúng Hạ Tưởng, sau đó động vào chỗ bóp cò. Dù sao thì cũng là trong cảnh hỗn loạn, bắn xong chạy đi thì ai bắt được y cơ chứ? Tiêu Ngũ đang bảo vệ sự an toàn của Phó Tiên Tiên không chú ý tới hành động của Mã Quân. Nhìn thấy Hạ Tưởng sắp bị Mã Quân đánh lén thành công, thì một cảnh sát đang đánh nhau với một tên du côn, liền phát hiện ra ngòi súng đen ngòm trong tay Mã Quân, nhìn lại thì thấy nòng súng đang chĩa thẳng về bí thư thành ủy ở đằng xa, liền lo lắng. Anh ta đẩy tên du côn ra, hét lên một tiếng. Bí thư Hạ, có người bắn lén. Lời còn chưa dứt hẳn thì người đã ngã xuống. Băng, một tiếng súng vang lên. Cảnh sát đè lên người Mã Quân, máu tươi chảy ra ròng ròng từ người anh ta. Tiêu Ngũ mới phát hiện ra tình hình thì ngay lập tức liền đỏ mắt, xông tới trước, không nói năng gì liền lập tức một chân đá vào thái dương của y khiến y xỉu tại chỗ. Sau đó vội vàng nâng anh cảnh sát dậy, nhìn thấy phần ngực của anh cảnh sát bị trúng đạn, máu tươi chảy ra, đã hôn mê bất tỉnh liền hô lên một tiếng khẩn thiết. Anh bạn, anh em tốt, Tiêu Ngũ cảm ơn anh. Cảnh sát bị trúng đạn rồi. Tất cả cảnh sát phút chốc châm lên lửa giận, vừa nãy khi ra tay thì vẫn còn nể tình, sợ đả thương đối phương. Bởi vì bọn họ biết rằng đối phương là người của Ngưu Lâm Quảng, không thể động vào được. Bởi vì Ngưu Lâm Quảng thì ngay cả nhân thân của cảnh sát cũng dám uy hiếp. Nhưng bây giờ thì nóng mắt lên rồi, người anh em của mình đã bị thương ngã xuống, hơn nữa lại còn là bị trúng đạn, thực sự quá là coi trời bằng vung rồi. Cảnh sát liền phẫn nộ, ra tay rất độc. Trong chốc lát, tất cả các tên lưu manh côn đồ đều ngã xuống đất. Hoàng Đắc Ích chạy vọt sang. Hạ Tưởng cũng bất chấp sự an nguy của mình, bỏ qua sự tôn nghiêm của một bí thư thành ủy cũng vọt qua. Nhóm cảnh sát vây lấy bí thư Hạ và cục trưởng Hoàng. Mấy tên côn đồ, đứa chạy, đứa thoát, đứa bị bắt, tất cả tan rã. Hạ Tưởng đến trước mặt anh cảnh sát, hai tay cầm lấy tay anh ta, nói một cách cảm động. Anh đã cứu tôi, từ giờ về sau anh chính là ân nhân của tôi. Hạ Tưởng lửa giận trong lồng ngực hừng hực bùng lên, hắn chỉ biết việc Mã Quân ra tay chắc chắn có người sắp xếp đằng sau. Được bí thư thành ủy gọi là ân nhân, tất cả cảnh sát đều cảm động. Điều khiến bọn họ càng cảm động hơn chính là, bí thư Hạ và cục trưởng Hoàng đích thân đỡ lấy cáng cứu thương. Tên anh cảnh sát đó là Uông Viễn Bình, mới tham gia công tác, vẫn còn tính trẻ con. Tuy là hai mắt nhắm nghiền nhưng răng vẫn cắn chặt, vẻ mặt bất khuất. Đưa Uông Viễn Bình lên xe cứu thương xong, Hạ Tưởng cố ý dặn dò thêm nhất định phải chữa trị tốt, không tiếc gì cả, phải làm cho Uông Viễn Bình được bình an. Uông Viễn Bình bị thương ở phần bụng, đâm xuyên dạ dày, có nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc mọi người bận rộn thì Mã Quân bất ngờ tỉnh dậy, thấy rằng tình thế không ổn liền muốn chạy thoát. Nhưng Tiêu Ngũ đã phát hiện ra, muốn đi sang cản đường. Nhưng không ngờ một cảnh sát bên cạnh đã xông đến kéo anh ta lại. Tiêu Ngũ không hiểu, làm sao vậy, lẽ nào lại cố ý để cho Mã Quân chạy? Hoàng Đắc Ích rõ ràng là nhìn thấy nhưng lại giả vờ không thấy, chỉ lo cùng Hạ Tưởng trấn an Uông Viễn Bình. Nhìn thấy Mã Quân sắp ra khỏi tầm mắt rồi, thì bỗng nhiên liền có người hô to lên một tiếng. Can phạm chạy trốn. Lại có một cảnh sát khác hô lớn. Đứng lại, nếu không đứng lại tôi sẽ bắn. Mã Quân cho rằng cảnh sát chỉ là hù dọa y mà thôi nên chạy càng nhanh. Không ngờ mới chạy được vài bước thì súng nổ. Hơn nữa còn không phải là một phát mà là ba phát. Cũng không biết là ai nổ súng, chắc chắn là xạ thủ giỏi. Phát súng thứ nhất vào chân trái, thứ hai vào chân phải, thứ ba là sau lưng. Mã Quân lập tức ngã ngay ra đất, hôn mê. Lúc này Tiêu Ngũ mới hiểu, hóa ra cảnh sát cũng có tài bắt thả tào, đánh hay lắm, đánh thật là đã. Anh ta chỉ cảm thấy cơn tức giận trong đầu phút chốc liền tan biến, cũng không kìm nổi mắng ra một câu thô tục. Mẹ nó chứ, đến cục thì cũng phải phế mày đi. Đồ chó chết Mã Quân đã bị xe cứu thương lôi đi. Có 4-5 cảnh sát đi cùng, nửa cuối cuộc đời của y, đừng nói là chơi gái, mà có đứng cũng không đứng lên được nữa. Chuyện của Mã Quân đã dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền đột ngột ở Tần Đường.
Hạ Tưởng trở lại thành ủy liền ngay lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Sắc mặt của hắn tức giận, không những đập bàn trước tất cả mọi người, mà còn lần đầu tiên lo lắng cho trật tự trị an ở Tần Đường. Hơn nữa còn do Phạm Tiến, Lương Thu Duệ cùng với Hoàng Đắc Ích lập tức tiến hành một hành động trấn áp trong phạm vi toàn thành phố, tất cả những chốn vui chơi giải trí, phòng nhảy, phòng ca hát, trung tâm tắm hơi đều thuộc phạm vi điều tra lần này. Trương Quốc Vĩ chấn kinh rồi. Trương Quốc Vĩ tuy không thích Hạ Tưởng nhưng cũng không thô lỗ đến mức ra tay ngầm với Hạ Tưởng. Điều ông ta muốn là thủ đoạn chính trị chứ không phải bắn lén. Mã Quân tự mình làm bậy, không thể sống được. Điều may mắn là gần đây ông ta không gần gũi với y. Suy nghĩ một cái y là biết ngay thủ đoạn của Gia Cát Phách Đạo. Bởi vì Mã Quân còn chưa đủ trình độ đáng để Ngưu Lâm Quảng ra lệnh. Nguy rồi, vội ý không cẩn thận, liền bị Hạ Tưởng nắm bắt lấy cơ hội, mượn thế để nói chuyện của mình. Nhưng vấn đề là, Hạ Tưởng trong lúc mấu chốt thăng lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa hắn ta ở Tần Đường vẫn chưa đứng vững, nếu mà cứ thế gióng trống khua chiêng chân áp, lẽ nào muốn công khai hóa mâu thuẫn với Ngưu Lâm Quảng. Nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn người, Trương Quốc Vĩ từ trong sâu thẳm nội tâm cũng không muốn giữ Hạ Tưởng và Ngưu Lâm Quảng xảy ra xung đột trước, bởi vì không có lợi cho việc thực hiện kế hoạch của ông ta. Nhưng trước mắt tình hình là như vậy, nên ông ta chỉ có thể trên danh nghĩa chỉ trích Mã Quân là có hành vi vi phạm pháp luật, hoàn toàn đồng ý với kiến nghị trấn áp của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng kiêm nhiệm uy nghiêm của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lại lấy việc Mã Quân nổ súng làm lý do. Dưới cơn thịnh nộ lần đầu tiên tiến hành nắm lấy toàn bộ tiết tấu, ngồi ở giữa, giận mà sinh uy nghiêm, đã mơ hồ có được khí thế của nhân vật số một Tần Đường. Không ít ủy viên thường vụ âm thầm suy đoán thế đi lên của Bí Thư Hạ. Chỉ sợ không thể ngăn cản được. Nhưng lại cũng có người nghĩ, giai đoạn hiện tại rằng co với Ngưu Lâm Quảng, không quá lý trí, thời cơ cũng không đúng. Chẳng may Ngưu Lâm Quảng nổi điên làm ầm ĩ lên trong phạm vi toàn thành phố khiến cho Tần Đường loạn lạc, thì tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại sự của việc Bí Thư Hạ lên chức ủy viên thường vụ. Bí Thư Hạ làm sao vậy? Làm sao lại vội vã như thế? Chương 1193, nhìn xa trông rộng, cờ đi ba bước. Hạ Tưởng sẽ trong lúc mất đi lý trí, đưa ra phán đoán sai lầm. Sẽ không, trong lòng hắn đã có tính toán. Sau buổi họp, hắn và Phạm Tiến, Lương Thu Duệ, Hoàng Đắc Ích thảo luận một hồi, xác định rõ cách thức hành động. Hạ Tưởng hiểu rất rõ ràng, Ngưu Lâm Quảng không thể so bì với Nga Ni Trần. Nga Ni Trần có thực nghiệp, tuy rằng đã lấm bùn đen, nhưng thật sự là người có năng lực. Đó là lý do vì sao hắn đi càn quét trốn ăn chơi ở thành phố Lang, có thể trực tiếp đả kích đến Nga Ni Trần. Nhưng Ngưu Lâm Quảng không có thực nghiệp, ở bên ngoài thì có công ty Trung Thiên thực nghiệp, trên thực tế về danh nghĩa gã căn bản không có bất kỳ thực nghiệp gì, chỉ dựa vào dọa nạt bắt chẹt và thu phí bảo hộ, làm xăng làm bậy tại Tần Đường mấy năm, gom góp tích lũy được của cải 1 tỷ, và cả rất nhiều tội ác. Nhưng một mặt cũng xác thực kinh tế Tần Đường quả thật phát đạt, công nghiệp giải trí cũng hừng hực khí thế. Hành động lần này của Hạ Tưởng rõ ràng là muốn kiểm tra nghiêm khắc trốn ăn chơi, kỳ thật là mượn việc kiểm tra, âm thầm bảo hộ những trốn ăn chơi không bị Ngưu Lâm Quảng bắt chẹt trong thời gian vừa qua, nhằm cắt đứt con đường tiền tài của Ngưu Lâm Quảng, để thử thăm dò điểm yếu của Ngưu Lâm Quảng. Đây là mục đích quan trọng thứ nhất của Hạ Tưởng. Mục đích quan trọng thứ hai, mượn việc kiểm tra trốn ăn chơi, thăm dò sơ qua phân bổ thế lực của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường, nhờ vậy có thể phỏng đoán được thực lực kinh tế của gã, cũng như nguồn thu nhập chủ yếu, lưu lại để về sau lúc ra tay thì sử dụng. Mục đích quan trọng thứ ba, để Tiêu Ngũ đi theo đội ngũ cảnh sát, thăm dò toàn bộ ngóc ngách trốn ăn chơi của Tần Đường, và tận dụng mọi khả năng để thiết lập mối quan hệ, coi như kế hoạch dài hạn về sau, hay một cách chính xác mà nói, phải đào hầm thật sâu vì Ngưu Lâm Quảng. Hễ việc gì có nghi ngờ thì phòng ngừa chu đáo, sớm định liệu. Một mục đích quan trọng cuối cùng, là muốn dùng cây dọa khỉ, Mã Quân lần này khó lòng thoát chết, đặt Mã Quân vào chỗ chết, là cảnh tỉnh trực tiếp với người đứng đằng sau sự việc, đồng thời việc kiểm tra trốn ăn chơi là cảnh cáo mạnh mẽ ở sau lưng. Một sáng một tối, hai tay đều phải đánh, hai tay đều phải cứng rắn, là thủ đoạn thành thục của Hạ Tưởng. Không tin là không thể mượn lúc gió đông phong nổi lên để xem Tần Đường biến thiên như thế nào. Hạ Tưởng táo bạo như vậy, là bởi vì hắn nhận được điện thoại của Trung Nghĩa Bình. Trung Nghĩa Bình đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện cảnh ở lân cận huyện An, đối với sự cố của huyện An rõ như lòng bàn tay, hơn nữa đội công trình cũng có người thân cận của y, biết được số người tử vong chính xác là 302 người.
Lúc Hạ Tưởng nghe được con số thì hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thật là một công trình chiến tích, thật là một cuộc chạy đua tốc độ gấp rút đã dẫn tới tai nạn khủng khiếp động trời này. Hắn biết rõ, sự việc, không che đậy được nữa, nhất định sẽ cát bụi mịt mù, nhất định sẽ tạo thành một cuộc tấn công trực tiếp đối với cục diện chính trị của tỉnh Yến. Bởi vì Hạ Tưởng hiểu rõ quỹ tích vận mệnh của Tôn Tập Dân, bởi vì khi có lũ, lịch sử sẽ có quán tính mạnh mẽ, sẽ không thay đổi theo ý chí của con người. Cục diện chính trị của tỉnh Yến, vừa mới yên ả được không lâu, lại sắp nghênh đón một lần rung chuyển mãnh liệt. Ngay sau khi Hạ Tưởng phân công nhiệm vụ xuống phía dưới, ngay lúc Hoàng Đắc Ích đích thân chấp hành nhiệm vụ, ngay thời điểm Tiêu Ngũ bí mật đi theo đội ngũ cảnh sát tiến hành đại kế triệt để của Hạ Tưởng, thì trong tỉnh đã nghênh đón đợt sóng tấn công thứ nhất. Sự cố an toàn đặc biệt trọng đại của huyện An, bị người ta tập trung đăng báo đưa tin trước tiên không phải là số người tử vong, mà là ngôn luận của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Bành Dũng. Trong một đêm, hình ảnh trưởng ban thư ký Bành An nói ngông cuồng đã được truyền khắp nơi. Trương Quốc Vĩ thực ra cũng biết sự cố an toàn trọng đại của huyện An trước tiên, y không để tâm, bởi vì tỉnh Yến hàng năm đều có rất nhiều sự cố an toàn lớn nhỏ phát sinh, hơn phân nửa đều chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hơn nữa huyện An ở gần tỉnh thành như vậy, thành phố Yến và trên tỉnh chắc chắn sẽ lại đè xuống giấu giếm, trên dưới đồng lòng, sự cố chắc chắn sẽ bị giấu giếm gắt gao và sẽ tiêu diệt ngay khi vừa mới manh nha. Y hiện tại lo lắng chính là, dụng ý Hạ Tưởng đột nhiên làm to chuyện muốn kiểm tra trốn ăn chơi đích thực là nằm ở đâu. Lấy trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ không ra chiêu lừa đảo, nhưng hành động này của hắn nhất định có thâm ý sâu sắc, rốt cuộc lưỡi kiếm chỉ về hướng nào. Trương Quốc Vĩ suy nghĩ nát óc vẫn không có lời giải đáp, ánh mắt của y đương nhiên không thể nhìn xa trông rộng bằng Hạ Tưởng, ít nhất trong ván cờ lâu dài, phải chậm hơn 3 bước. Điện thoại vang lên, Trương Quốc Vĩ vừa nhìn dãy số đã biết là Lưu Kiệt Huy gọi điện tới, vốn không định tiếp, nhưng lại sợ bị người nói là bạc tình bạc nghĩa, nên đành nghe máy. Lão Lưu, tôi cũng nghe nói về sự tình, không dễ làm đâu. Mở đầu đã chặn miệng Lưu Kiệt Huy. Lưu Kiệt Huy còn chưa kịp thưởng thức nỗi cay đắng từ chủ nhiệm Lưu chuyển thành lão Lưu, liền lại trực tiếp bị tạt vào đầu một chậu nước lạnh, trong lòng đủ mọi dư vị không vui. Nhưng, người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Mã Quân đã bị người ta biến thành con tốt thí, y thực sự hối hận trước đó đã gả con gái cho một người đầu heo não lợn như vậy. Nhưng sau khi nghe Mã Quân bị chúng 3 phát súng vào người, y không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không phải hận Mã Quân mà là hận Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng cũng có mặt ở đó lúc đấy. Tuy nói nghe đồn là Mã Quân muốn nổ súng sát hại bí thư thành ủy mới bị cảnh sát bắn trúng tại chỗ, y không tin, một lòng cho rằng Hạ Tưởng cố ý hãm hại Mã Quân, chính là muốn đặt Mã Quân vào chỗ chết. Không thể không cầu xin tình cảm của Trương Quốc Vĩ, cứu mạng người quan trọng hơn. Thị trưởng Trương, kiểu gì cũng phải nghĩ biện pháp, tội của Mã Quân không đáng chết, nó là bị người ta hãm hại. Anh cũng biết nó chỉ là một đứa không có đầu óc. Lưu Kiệt Huy buộc phải hạ thấp mặt mũi, nhưng cũng không thể quá khiêm tốn nhún nhặn. Hơn nữa Mã Quân lại rất vô tư, nói không chừng người khác hỏi cái gì, nói cái đó, nó lại biết rất nhiều sự tình không nên biết đến. Trương Quốc Vĩ giận dữ, thế nào chứ, Lưu Kiệt Huy uy hiếp y, ý tứ là nói Mã Quân sẽ nói ra rất nhiều tin tức nội bộ. Trong lòng y hiện lên sát ý, không thể để Mã Quân lại, giữ gã lại. Tuyệt đối là cái tai họa, tuyệt đối là bom hẹn giờ. Lưu Kiệt Huy cũng thực không ra cái thể thống gì cả, một kẻ chó má vô liêm sỉ, Trương Quốc Vĩ âm thầm ngăn cơn tức trong lòng, ứng phó nói. Hiện tại Mã Quân còn đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi sẽ bố trí thỏa đáng một chút, trước tiên bảo toàn tính mạng rồi sẽ nói sau. Lại tùy ý nói vài câu, Trương Quốc Vĩ liền chào từ biệt Lưu Kiệt Huy, vẻ mặt tức giận mà suy nghĩ nửa ngày, gọi một cuộc điện thoại bí ẩn. Sau khi dặn dò vài câu, lại gọi Dịch Diễn sang, bảo y buổi tối hẹn gặp mặt Ngưu Lâm Quảng. Lời nói của Lưu Kiệt Huy ngược lại đã nhắc nhở y, Mã Quân còn sống, đối với y, đối với Ngưu Lâm Quảng đều cực kỳ bất lợi, không thể để ở lại thế gian, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, cấp cứu không thành công sẽ là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, sự việc không thể do y đề xuất, y chỉ cần trình bày một chút quan hệ lợi hại, nói qua loa là được. Hơn nữa hành động kế tiếp của Hạ Tưởng sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực không thể coi thường đối với Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng chắc chắn sẽ tức giận đến mức dậm chân, trong tình thế cấp bách, sẽ làm ra một vài sự tình chó cùng rứt dậu. Trương Quốc Vĩ tin tưởng,
y vẫn ngồi yên ổn ở phía sau như cũ, bất động như cây tùng mà một mình chỉ huy toàn cục. Hoặc là, y vẫn tự nhận mình vẫn là nhân vật số một của Tần Đường. Chỉ có điều không ai dự đoán được, mà ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ đến, đó là Phó Tiên Phong trong cơn phẫn nộ, cũng có ý muốn giết chết Mã Quân, y cũng nghe nói Mã Quân bị súng bắn trọng thương, đang cấp cứu ở bệnh viện, cũng thông qua con đường nào đó mà để lọt ra tin tức nào đó. Đêm đó, Mã Quân đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm đột nhiên thân thể co giật, đau đớn rúm gió mà chết. Nguyên nhân chết không rõ ràng, bước đầu nghi ngờ là dùng sai thuốc làm cho chức năng thần kinh hỗn loạn, hoặc là chức năng thân thể đột nhiên mất cân đối, tim bất ngờ ngừng đập mà chết, cho dù bệnh viện nghiên cứu một phen, vẫn cho ra một kết luận lập lờ. Vừa không thừa nhận là trách nhiệm của bệnh viện, cũng không dám chắc chính là nguyên nhân tự thân của Mã Quân, nhưng có thể khẳng định chính là, không phải do bị súng bắn trọng thương. Cái chết của Mã Quân đã trở thành một vết cắn, một sự bí ẩn, cũng trở thành nỗi đau xót vĩnh viễn trong lòng Lưu Kiệt Huy, y không hoài nghi Ngưu Lâm Quảng, cũng không hoài nghi Trương Quốc Vĩ. Chỉ hoài nghi Hạ Tưởng. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Y một mực nhận định, khẳng định là Hạ Tưởng ngầm hạ độc thủ, hại chết Mã Quân. Y quyết định không tiếc mọi giá phải trả, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể trả đũa Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chẳng hay biết gì, không biết Mã Quân tại sao lại đột nhiên chết, người hắn hoài nghi đương nhiên là Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng. Nhưng không có chứng cớ, chắc chắn sẽ không nói ra một câu. Tuy nhiên hắn cũng không suy đoán quá nhiều về việc này, bởi vì lúc này sự cố an toàn trọng đại của huyện An, đã dấy lên sóng gió trong cả nước. Hình tượng của trưởng ban thư ký Bành bị dân mạng hủy hoại chỉ trong chốc lát, ảnh hưởng chỉ là một cán bộ cấp sở. Nhưng những con sóng sau đó, đã ảnh hưởng tới những cán bộ có cấp bậc rất cao khác. Cũng không biết một phóng viên nào đó, hóa trang thành dân bản địa xen lẫn trong những người dân ở đó. Cùng ăn ở với người dân bản địa, cùng nói chuyện với nhau, sau nhiều ngày điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng lấy được con số người tử vong chính xác, 302 người. Thậm chí còn có cả danh tính và tuổi của phần lớn người trong đó, đều có ghi chép trong hồ sơ, sau đó đã đưa lên mạng. Lập tức dẫn tới bùng nổ trên toàn bộ mạng. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yên, bị đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Trong hội nghị triệu tập khẩn cấp của tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng lần đầu tiên thất thố trước mặt mọi người, thậm chí đập bàn, âm thanh lớn đến nỗi tưởng như cãi lộn, yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt chân tướng sự thật, trả lại sự chân thực cho cư dân mạng, đưa cho dân chúng một lời giải thích. Thần thái của Tôn Tập Dân rất không tự nhiên, giọng nói cũng không có khí thế, chỉ 5 lần 7 lượt mà nhấn mạnh để ổn định chính trị tỉnh Yên, vì Trung ương khỏi phải lo lắng, nhất định phải khống chế sự cố trong phạm vi tỉnh Yên. Phạm Duệ Hằng lại không đồng ý. Kiên quyết yêu cầu báo cáo lên Quốc vụ viện, bởi vì nếu chậm báo cáo một ngày, sẽ phải gánh chịu rất nhiều sai lầm lớn. Trong hội nghị thường vụ, Đàm Quốc Thụy phản đối báo cáo lên Quốc vụ viện, Cao Tấn Chu tán thành báo cáo, Hồ Tăng Chu đồng ý báo cáo, Vương Bằng Phi đồng ý báo cáo, Tiếu Viễn Tâm cũng ủng hộ báo cáo, cuối cùng phần lớn ủy viên thường vụ giơ tay biểu quyết nhất trí, thông qua nghị quyết Phạm Duệ Hằng đề xuất báo cáo lên Quốc vụ viện. Bởi vì trong lòng phần lớn mọi người đều biết, tử vong hơn 300 người, đã cấu thành sự cố trọng đại về mặt an toàn, nếu không báo cáo lên trên, nhất định sẽ phải gánh chịu trách nhiệm lớn hơn nữa. Sau khi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lên Quốc vụ viện vô cùng kinh hãi, lập tức khởi động các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố trọng đại về mặt an toàn quốc gia, phái tổ xử lý sự cố, cấp bách đến huyện An. Sau khi tổ xử lý sự cố của Quốc vụ viện đến huyện An, phát hiện công tác cứu viện đã dừng lại. Bởi vì 3 ngày trôi qua, những người bị chôn ở dưới đống gạch đá lổn nhổn không có khả năng còn sống, công việc chủ yếu mà tổ phải làm chính là xác minh số người tử vong. Số người tử vong nhiều ít bao nhiêu, liên quan đến truy cứu trách nhiệm lớn nhỏ, liên quan đến việc truy cứu trách nhiệm của các cán bộ thuộc các cấp bậc khác nhau. Cuối cùng số người mà tổ xử lý sự cố của Quốc vụ viện xác minh được hoàn toàn giống với số người công bố trên mạng, 302 người chết, đã cấu thành sự cố an toàn trọng đại. Sau khi báo cáo trình lên Quốc vụ viện, Thủ tướng vô cùng tức giận. Sau đó, Quốc vụ viện lập tức khởi động trình tự truy cứu trách nhiệm sự cố an toàn đặc biệt trọng đại, truy cứu vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo có liên quan, tiến hành nghiên cứu. Dưới đề nghị của Thủ tướng, Bộ Chính trị triệu tập họp hội nghị, lấy ý kiến về việc xử lý sự cố an toàn trọng đại đặc biệt của tỉnh Yên, tiến hành thảo luận.
Quốc vụ viện đệ trình nhận định về trách nhiệm là, trách nhiệm lớn nhất thuộc về lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Huyện An, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến cũng phải có trách nhiệm nhất định, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yến cũng thiếu sự giám sát, có trách nhiệm khi che giấu không báo cáo. Đề nghị xử lý cảnh cáo đối với chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân. Ngô Tài Dương lại đề xuất ý kiến khác, ông ta cho rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yến cũng chịu trách nhiệm chính, đề nghị miễn chức vụ chủ tịch tỉnh Yến của Tôn Tập Dân. Ngô Tài Dương khí thế 10 phần, lời của ông ta vừa tung ra, ngay lập tức dẫn tới tiếng thảo luận bàn bạc không nhỏ trong hội nghị bộ chính trị. Ngô Tài Dương là nhân vật lãnh đạo của thế lực gia tộc, lời của ông ta, trên cơ bản sẽ có không ít ủy viên bộ chính trị của thế lực gia tộc hùa theo. Quả nhiên, tiếng nói của ông ta vừa dứt, sau đó đã có 4-5 người tỏ vẻ tán thành. Chủ tịch Quốc hội phản đối bãi miễn Tôn Tập Dân. Thủ tướng cũng là ý kiến phản đối. Tổng bí thư không bày tỏ thái độ. Thái độ của Quan Viễn Khúc không quá rõ ràng. Hội nghị lần thứ nhất, không đạt được nhất trí chung. Nhưng đều có thể nhận thấy, thái độ của Ngô Tài Dương vô cùng kiên quyết, chắc chắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đề nghị bãi miễn Tôn Tập Dân. Ai cũng rõ ràng một điểm là, Tôn Tập Dân đắc tội Ngô Tài Dương, mặc dù có người không rõ ràng lắm rốt cuộc là đắc tội như thế nào với Ngô Tài Dương, nhưng đều nhìn ra. Dù sao Ngô Tài Dương cũng quyết tâm phải nắm được việc này không tha, sẽ không dễ dàng dừng tay. Nhà họ Ngô giận dữ, tuy rằng chưa đến nỗi phong ba bão táp, cũng sẽ dấy lên sóng gió không nhỏ. Huống hồ Tôn Tập Dân quả thật có vấn đề bị người ta nắm được nhược điểm. Tỉnh Yến, phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh. Tôn Tập Dân bỗng chốc tựa hồ như già đi rất nhiều, ngồi yên lặng trên ghế. Y đã nghe được định hướng của hội nghị bộ chính trị trước tiên. Đối với việc Ngô Tài Dương đề xuất miễn chức y mặc dù đã ở trong dự đoán của y, nhưng y cũng bị ảnh hưởng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì hạ tưởng? Tôn Tập Dân tự nhận cũng không có gì đắc tội với Ngô Tài Dương, lui tới cũng không nhiều, bình thường quan hệ mặc dù không thân thiết, nhưng cũng tạm được, không phải là đối địch. Tại sao Ngô Tài Dương lại tóm chặt việc này không tha, muốn phá hỏng con đường làm quan của y? Ở trong quan trường, hủy hoại tiền đồ của người khác không khác gì giết chết tính mạng của người ta. Tôn Tập Dân hận Ngô Tài Dương thấu xương, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ở trên người y hiện toàn là nước bẩn, tẩy cũng rửa không sạch, cũng không thể trách Ngô Tài Dương muốn ném đá xuống giếng, chính là tự bản thân mình không đủ cứng rắn. Nhưng vấn đề là, ai có thể nghĩ đến việc xuất hiện sự cố an toàn trọng đại ngoài ý muốn. Lại nghĩ đến việc lúc đến huyện An thị sát, đường Sơn Thủy đột nhiên bị lở đất, chặn đứng đường đi, trong lòng y liền càng sững lại. Lại liên tưởng tới huyện An là nơi Hạ Tưởng từng đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực huyện, đường Sơn Thủy lại là quốc lộ Hạ Tưởng xây dựng cải tạo, chẳng lẽ Hạ Tưởng thật sự là khắc tinh của cuộc đời y? Được lắm, lúc ấy tại sao lại bị ma xui quỷ ám muốn đi thị sát cái đường Sơn Thủy gì đó? Tỉnh Yến rộng lớn như vậy, đâu phải không có chỗ để thị sát, đâu phải không có cảnh quan, lúc ấy lại cứ một mực chỉ nghĩ tới huyện An, nghĩ tới đường Sơn Thủy. Lẽ nào trong tiềm thức là có nhân tố Hạ Tưởng ở bên trong? Tôn Tập Dân hối tiếc cũng không kịp. Nhưng trong đời người, hối hận cũng là vô dụng, sau khi sự việc xảy ra thì dù có Gia Cát ở đây, cũng không có cách nào sửa lại sai sót động trời đó được. Một bước sai, nghìn bước sai, có lẽ ngay từ đầu cố ý lôi kéo Hạ Tưởng chính là bước sai đầu tiên, sau đó lôi kéo không thành, liền chuyển thành gây bất hòa và chèn ép, sau đó còn thị sát huyện An. Sau đó huyện An kịp thời tiếp thu ý đồ lãnh đạo, vì nịnh nọt, đã mở rộng thêm đường Sơn Thủy. Quả thật bất kể có thừa nhận hay không, Tôn Tập Dân cũng biết rất rõ trong lòng, đối với việc mở rộng thêm đường Sơn Thủy ở huyện An sẽ rất có lợi cho y, cho nên mới vô cùng quan tâm đến tài chính của công trình, cũng tự mình hỏi đến việc này. Sự nhiệt tình lúc đó, hiện giờ đã trở thành phiền toái của y. Tôn Tập Dân lắc đầu, làm quan mà không đủ năng lực, không có cách nào. Không thể oán trời trách đất, chỉ có thể tự trách mình, dùng một câu nói khó nghe để hình dung chính là, xui xẻo thúc dục. Một con đường Sơn Thủy, năm đó tạo nên thanh danh của Hạ Tưởng, không ngờ nổi, lại trở thành điểm trượt của y. Giữa y và Hạ Tưởng, không hòa hợp như vậy sao? Bí thư Lưu Trình ở bên ngoài nhẹ giọng xin chỉ thị. Chủ tịch tỉnh Tôn, phó chủ tịch tỉnh Đàm đến. Sau khi sự cố phát sinh, những lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền tỉnh Yến đều kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách với y, như thể y là ôn thần, khiến cho y trong lòng rất tức giận, y vẫn còn chưa dứt đài.
Cán bộ tỉnh Yến, sao lại đều bỡ đỡ như vậy? Y chưa chắc đã không qua được cửa này. Tôn Tập Dân thậm chí căm phẫn nghĩ, chờ sau khi y qua được cửa này, lại một lần nữa thu thập non sông, lại một lần nữa tạo dựng uy vọng, nhất định phải khiến những người coi khinh y, đều phải trả giá. Chờ y lên làm bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Yến, những người trước kia kính trọng nhưng giữ khoảng cách đối với y, ai cũng sẽ phải coi trọng ba phần đối với y. Không nghĩ tới sau khi tin đồn từ Bộ Chính trị truyền ra, người đầu tiên tiến đến thể hiện thiện ý với y không ngờ lại là Đàm Quốc Thụy, khiến cho y có phần xúc động, lòng người không cũ, Quốc Thụy, mới là người tốt nhất. Chương 1194, bắt đầu truy vấn trách nhiệm, biến hóa khôn lường. Tuy rằng kỳ họp thứ nhất của Hội nghị Bộ Chính trị không có kết quả, nhưng ủy viên thường vụ tỉnh ủy nào sau lưng chẳng có ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ. Bởi vậy, tin tức đã lưu truyền trong bộ, chẳng qua dù sao đều là cán bộ cao cấp, sẽ không ai nói ra, lại càng không biểu lộ ra. Nhưng tất cả mọi người đều lạnh nhạt đối với y cũng nhìn ra, khiến cho y đối với những người nhân vật lãnh đạo ở tỉnh Yến, đã không có ấn tượng tốt. Bước chân Đàm Quốc Thụy vững vàng tiến đến, giọng điệu rất bình thản, thái độ rất đoan chính. Chủ tịch tỉnh Tôn, phương án xử lý sự cố huyện An, tôi đã định ra một chương trình sơ bộ, mời anh xem qua. Trước khi Quốc vụ viện chưa chính thức đưa ra ý kiến xử lý, tỉnh Yến cũng phải làm gương, đưa ra ý kiến xử lý đối với người có trách nhiệm tương quan. Đàm Quốc Thụy ở bên ngoài trấn tĩnh thong dong, thật ra trong nội tâm cũng bất an và khủng hoảng, sự tình ồn ào quá lớn. Hơn nữa y thậm chí còn linh cảm có điểm gở, nói không chừng còn có thể liên lụy đến tiền đồ của y. Y trong lòng nói không oán hận Tôn Tập Dân đích thị là giả, nếu không phải Tôn Tập Dân đi thị sát đường Sơn Thủy, cũng sẽ không dẫn đến sự cố an toàn trọng đại. Tỉnh Yến cũng không phải tỉnh Tây, không có mỏ than khổng lồ, trước kia cũng chưa từng phát sinh sự cố an toàn đặc biệt trọng đại. Anh nói thử xem, đang yên lành như vậy, Tôn Tập Dân vừa lên đảm nhiệm liền đã xảy ra việc lớn khiến nhiều người tử vong, không phải xui xẻo thúc giục thì có thể là cái gì. Tuy nhiên Đàm Quốc Thụy lập tức lại nhạy bén mà ý thức được, nếu chẳng may Tôn Tập Dân bị liên lụy bị Trung ương miễn chức, ngai vàng chủ tịch tỉnh Yến phải đổi người, nói không chừng y có cơ hội tiến một bước mạnh mẽ, tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh. Nghĩ như thế, lúc Đàm Quốc Thụy đi gặp Tôn Tập Dân, ánh mắt có phần khác biệt, không còn kính sợ và tôn trọng, mà là hơi thương hại và giễu cợt. Tôn Tập Dân không ý thức được ánh mắt của Đàm Quốc Thụy đã có biến đổi, qua loa mà xem thoáng qua tài liệu báo cáo của Đàm Quốc Thụy, cũng không phát biểu quan điểm gì, nói. Trước hết cứ để ở chỗ tôi, chờ có thời gian nghiên cứu thêm một chút. Thật ra y cũng rõ ràng, trước khi Trung ương chưa đưa ra nhận định trách nhiệm đối với lãnh đạo tỉnh ủy, tỉnh sẽ không xử lý trước những người có trách nhiệm tương quan phía dưới. Đàm Quốc Thụy gật gật đầu, xoay người định đi, Tôn Tập Dân lại gọi y lại. Quốc Thụy, chờ một chút, có chuyện tôi muốn thương lượng với anh một chút. Giọng điệu khách khí trước nay chưa từng có. Nếu là trước kia, Đàm Quốc Thụy chỉ mong được ngồi cùng với Tôn Tập Dân lâu thêm một chút, để giao lưu cảm tình, gia tăng sự hiểu biết, nhưng hiện tại, lại không muốn ở lại lâu, để tránh lại đến quá gần Tôn Tập Dân, chuốc vạ vào thân. Nhưng lại không thể không dừng chân. Chủ tịch tỉnh Tôn còn có chỉ thị tinh thần gì vậy? Không phải là chỉ thị, chỉ là chuyện cho tùy ý. Tôn Tập Dân tỏ thái độ nói chuyện phiếm tùy ý, còn từ phía sau bàn làm việc tiến lại, ngồi xuống ghế sofa, tỏ vẻ thân mật. Đối với những công việc trong tay anh hiện nay, có ý tưởng gì không? Nói chung, lãnh đạo hỏi anh có ý tưởng gì đối với công việc không, hơn phân nửa là dấu hiệu đề bạt. Nhưng Tôn Tập Dân rõ ràng không đủ tư cách để đề bạt Đàm Quốc Thụy, tuy nhiên y vẫn có đủ quyền lực sai khiến đem một vài dự án quan trọng cấp cho Đàm Quốc Thụy phụ trách. Dự án trọng đại mà có chiến tích, thì sẽ có lợi, bởi vậy, quyền lực của Chủ tịch tỉnh vẫn rất lớn, nhất là đối với Phó Chủ tịch tỉnh mà nói. Đàm Quốc Thụy lại không hề có một chút ý tưởng gì hài lòng, nhưng lại không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng, nói. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Tôn đã quan tâm. Đối với những công việc trong tay hiện nay, coi như vừa lòng. Tôn Tập Dân vừa nghe đã biết Đàm Quốc Thụy không có hứng thú tiếp tục trò chuyện sâu hơn, ánh mắt không khỏi chợt lóe, khoát tay nói. Được rồi Quốc Thụy, làm tốt công tác của mình là tốt rồi. Đàm Quốc Thụy vừa đi, Tôn Tập Dân bỗng chốc cảm thấy xung quanh một mảnh thê lương, vốn tưởng rằng Đàm Quốc Thụy còn có thể đến gần y một chút, chỉ ít cũng khiến y có được một chút an ủi, không nghĩ tới, cuối cùng y lại trở thành người cô độc. Tỉnh Yến lớn như vậy,
ngoại trừ thư ký của y ra, không ngờ không có một người thân tín, thất bại to lớn. Đúng rồi, còn có Bành Dũng. Tuy nhiên sau khi Bành Dũng bị phong làm trưởng ban thư ký ăn nói ngông cuồng, Tôn Tập Dân liền biết đại khái, số kiếp chính trị của Bành Dũng, đã chấm dứt. Suy nghĩ một lúc lâu, y cầm lấy điện thoại, gọi cho Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội, tôi thành khẩn nhận sai với anh. Sự tình quá đột ngột, tôi cũng thật không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tập Dân à, anh cũng đừng quá tự trách mình, anh mới tới tỉnh Yến được bao lâu? Sự tình làm thế nào có thể trách được anh? Giọng nói của Chủ tịch Quốc hội nghe rất ôn hòa, cũng rất chắc chắn. Không cần phải lo lắng, tiếp tục yên tâm công tác, sự tình còn có đường sống trở lại. Cho dù Ngô Tài Dương có liên tục nhắc tới, tôi không gật đầu, Thủ tướng không gật đầu, Tổng Bí Thư không gật đầu, anh không xuống được đâu. Tôn Tập Dân là Chủ tịch của một tỉnh, không phải Phó Chủ tịch tỉnh, trong hội nghị chính trị, phải có vài đầu sỏ gật đầu mới được. Thậm chí không khoa trương nói, trước tiên giữa mấy đầu sỏ phải đạt được nhất trí chung, mới có thể chính thức thảo luận trong bộ chính trị, sau cùng mới hình thành nghị quyết. Bởi vậy, ngai vàng chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân muốn bị người lấy mất, cũng không dễ dàng. Lời nói của Chủ tịch Quốc hội đã cho Tôn Tập Dân uống một viên thuốc an thần thật lớn. Nhưng Tôn Tập Dân cũng không biết chính là, ngay lúc y và Chủ tịch Quốc hội trò chuyện, Ngô Tài Dương triệu tập lực lượng chủ yếu của bốn đại gia tộc. Tiến hành một cuộc hội nghị cỡ nhỏ, muốn đẩy mạnh đề nghị bãi miễn Tôn Tập Dân, tiến hành đóng cửa nói chuyện với nhau. Cuối cùng nhất trí đạt được nhận thức chung, nhà họ Ngô đi đầu, nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó đồng thời hưởng ứng, cố gắng một lần hành động đánh đổ Tôn Tập Dân. Thế cục Bắc Kinh, đột nhiên căng thẳng lên. Mà Tần Đường ở cách Bắc Kinh không xa, cũng đang trải qua một lần chấn động và xung đột trước nay chưa từng có. Được mệnh danh là kiếm sắc, các hoạt động càn quét nghiêm ngặt dưới sự liên hợp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy, dưới sự đích thân dẫn dắt của bí thư ủy ban chính trị kiêm cục trưởng công an Hoàng Đắc Ích, thành thế rất lớn, là hành động chấn chỉnh an ninh trật tự có quy mô lớn nhất, cường độ lớn nhất đồng thời cũng là phạm vi lớn nhất từ trước tới nay ở Tần Đường. Vừa bắt đầu, những chỗ ăn chơi lớn nhỏ ở Tần Đường, trung tâm tắm hơi, phòng khiêu vũ, gội đầu, lòng người đều hoảng loạn. E sợ dưới chiến dịch càn quét nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến kinh doanh là việc nhỏ, nói không chừng còn bị tóm mới là chuyện lớn, bởi vì không ít ông chủ tham gia trong ngành này đều đã nghe nói qua đại danh của Hạ Tường, năm đó ở thành phố Lang đã từng một lần càn quét ngang dọc, khiến vô số người trong lòng kinh sợ. Thậm chí một bộ phận nhân viên người Tần Đường năm đó lúc bị Hạ Tường nghiêm đánh, chật vật chạy trốn từ thành phố Lang về Tần Đường. Hiện tại nếu lại rơi vào tay Hạ Tường, thì có thể thật sự là bi kịch cuộc đời. Trước đây Hạ Tường mới chỉ là phó thị trưởng thường trực, hiện tại đã là bí thư thành ủy, là nhân vật số một. Không ngờ hành động, kiếm sắc, thanh thế lớn, khí thế dũng mãnh, nhưng lại là giơ cao đánh khẽ, sau khi cảnh sát tới, chỉ đơn giản đi lướt qua, không kiểm tra, không gà bay chó sủa, ngược lại thái độ không tồi, lịch sự thực thi pháp luật, làm việc rất văn minh, còn hỏi chuyện nữa. Nhưng có một điểm giống nhau, cảnh sát tuy rằng không phải hung hãn như trong tưởng tượng. Nhưng ngày nào cũng đến, cũng khiến cho người ta không tránh khỏi phiền hà, không biết trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Vài ngày sau, đều được biết ý định của cảnh sát. Thông thường, đám lâu la của Ngưu Lâm Quảng mỗi tuần đi thu phí bảo hộ một lần, trong lần kiểm tra thứ ba của cảnh sát, thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng bắt đầu hành động, lúc đến các chỗ ăn chơi lớn để thu phí bảo hộ, vừa vặn đụng độ với cảnh sát. Danh danh là cảnh sát điều tra trốn ăn chơi. Nhưng lại xảy ra xung đột với thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng đến đây thu phí bảo hộ, hơn nữa còn không phải xung đột ở một chỗ, mà toàn bộ các chỗ ăn chơi lớn, chỉ cần có người của Ngưu Lâm Quảng thu phí bảo hộ là có cảnh sát trực tiếp hoặc gián tiếp mà ngăn cản. Nếu đối phương cứng rắn, mạnh mẽ, cảnh sát cũng cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu đối phương bỏ đi, cảnh sát cũng không đuổi theo. Vài ba lần như vậy, Trương Quốc Vĩ rốt cục mới tỉnh ngộ, mới hồi tưởng lại, hóa ra đã trúng kế Hạ Tường. Mắc mưu bí thư Hạ rồi. Trách không được lúc trước y suy nghĩ trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp, rõ ràng là Mã Quân gây chuyện, rõ ràng sau lưng Mã Quân là bóng dáng của Ngưu Lâm Quảng và Gia Cát Phách Đạo, Hạ Tường vì sao lại muốn đánh chiêu bài, nghiêm túc chỉnh đốn môi trường an ninh trật tự, để điều tra các chốn ăn chơi. Chẳng lẽ Hạ Tường không biết Ngưu Lâm Quảng tuy rằng về danh nghĩa thì có mấy chốn ăn chơi, nhưng cũng chưa đạt đến quy mô và cấp bậc, Ngưu Lâm Quảng làm chính là kinh doanh mà không có vốn. Không phải thực nghiệp.
Chương 1195, gây dựng lại thanh thế, lại đối mặt với hiểm nguy. Trương Quốc Vĩ còn tưởng rằng Hạ Tưởng đầu óc hồ đồ, xuất chiêu lộn xộn, hiện giờ mới hiểu được, hóa ra thủ đoạn của Hạ Tưởng là âm thầm xuất chiêu, mượn cơ hội cắt đứt con đường tiền tài của Ngưu Lâm Quảng. Nhưng câu hỏi vẫn là, một lần hành động không thể duy trì được bao lâu, Hạ Tưởng muốn chỉ là đánh Ngưu Lâm Quảng một chút thôi sao? Hắn không sợ rút dây động rừng sao? Lại cẩn thận phân tích, liên tưởng đến thế cục ở tỉnh, Trương Quốc Vĩ cảm thấy y dường như nắm bắt được một chút gì đó, nhưng ý niệm trong đầu vừa lóe lên đã lại biến mất, cố nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được là có liên quan như thế nào, hoặc là nói, là Hạ Tưởng ở mượn cơ hội mưu đồ cái gì. Y vô cùng ảo não mà lắc đầu, tiếc là đầu óc không thông, cái gì cũng không nghĩ ra được, thà rằng không nghĩ nữa. Nhằm vào Tôn Tập Dân có thể bởi vì sự cố an toàn đặc biệt trọng đại của huyện An mà đã bị liên lụy, Trương Quốc Vĩ cũng phân tích thế cục, cuối cùng cho ra kết luận là, Chủ tịch tỉnh Tôn cùng lắm là bị cảnh cáo xử phạt trong nội bộ đảng, thậm chí chỉ xử phạt một phó chủ tịch tỉnh cho xong việc, dù sao hậu trường của chủ tịch tỉnh Tôn cứng rắn, mạnh mẽ, không thể vì thế mà bị đánh đổ. Tuy nói là sự cố an toàn đặc biệt trọng đại, nhưng dù sao thời gian Tôn Tập Dân đến tỉnh Yến không lâu, không thể trực tiếp đem sự cố an toàn đặt lên đầu của ông ta. Trương Quốc Vĩ thậm chí còn nghĩ đường Sơn Thủy là quốc lộ do Hạ Tưởng trùng tu khi đang đương nhiệm, liệu có thể đảo ngược tình thế, lôi Hạ Tưởng vào hay không? Nếu từ chính diện mà lợi dụng sự cố an toàn đặc biệt trọng đại để lôi Hạ Tưởng vào, rồi một mặt lợi dụng Ngưu Lâm Quảng để phân tán lực chú ý của Hạ Tưởng trước sau đều có địch, tiến thêm một bước nữa, y sẽ lại lợi dụng cơ sở của y ở Tần Đường, phát động quận huyện hoặc toàn cục tạo ra một sự kiện, Hạ Tưởng sẽ xa lầy trong thập diện mai phục, trước sau không để ý, bốn bề đều có địch, sau đó sẽ phạm sai lầm. Hạ Tưởng còn muốn lên cao tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nằm mơ đi. Điện thoại trên bàn làm việc của Trương Quốc Vĩ nối thông trực tiếp với Bắc Kinh, đột nhiên liền vang lên, khiến y đang trầm tư, trong lòng kinh hãi, từ tiềm thức thực hiện lên một ý niệm không tốt trong đầu, xảy ra việc lớn gì vậy? Điện thoại nối trực tiếp với Bắc Kinh, không dễ vang lên, một khi đã vang, thì tất yếu có việc lớn. Trương Quốc Vĩ vội vàng nghe điện thoại, mới nghe vài câu, sắc mặt đã biến đổi. Chỉ liên tục gật đầu, một câu cũng nói không nên lời. Buông điện thoại, sắc mặt y bỗng nhiên trắng bệch, mồ hôi lạnh bất giác chảy túa ra. Từ Bắc Kinh truyền đến tin tức là, Tôn Tập Dân có khả năng bị Trung ương căn cứ vào, quy định về truy cứu trách nhiệm hành chính về sự cố an toàn đặc biệt trọng đại của Quốc vụ viện, và các quy định khác có liên quan, miễn chức ngay tại chỗ. Bởi vì Ngô Tài Dương đã nắm chặt sự việc này, đang tích cực thúc đẩy việc truy vấn trách nhiệm và bãi miễn Tôn Tập Dân. Nhưng tin tức từ Bắc Kinh đồng thời còn lộ ra, trước mắt nhận định trách nhiệm đối với Tôn Tập Dân, tranh luận trên Trung ương còn rất nhiều, có nhân vật cấp quan trọng kiên quyết phản đối, nhưng cũng có nhân vật cấp quan trọng không tỏ thái độ, sự tình còn đang lơ lửng, lúc trên lúc dưới, vẫn đang đứng ở giữa lưng chừng. Làm sao được, Trương Quốc Vĩ không ngờ sự tình lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, y vốn định lợi dụng thời cơ, kéo Hạ Tưởng xuống nước, để cho Hạ Tưởng vấy cả người nước bẩn, không nghĩ tới. Phía Bắc Kinh đã có người đoạt trước một bước, bắt đầu bắt tay vào thanh toán Tôn Tập Dân. Làm sao bây giờ? Tôn Tập Dân là hậu trường lớn nhất của y tại tỉnh Yến, vừa mới xây dựng được quan hệ cơ bản, nếu chẳng may Tôn Tập Dân rớt đài, hàng trăm khổ cực hàng ngàn những nỗ lực của y trước kia sẽ phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Không được, không thể ngồi chờ đợi. Trương Quốc Vĩ lập tức cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Ngưu Lâm Quảng. Lâm Quảng, buổi tối có thời gian không? Cùng nói chuyện một lát. Thị trưởng Trương, tôi đến cơm cũng không nuốt nổi, làm sao còn có tâm tư mà ngồi nói chuyện. Hay là, ông chiêu đãi. Ngưu Lâm Quảng nói chuyện với Trương Quốc Vĩ, luôn luôn không hề khách khí. Gã cậy có hậu trường, có thực lực, toàn bộ Tần Đường, thật đúng là không có nhân vật nào khiến gã đặc biệt chú ý vào mắt. Trương Quốc Vĩ kỳ thật cũng không thích giọng điệu hò hét ngạo mạn của Ngưu Lâm Quảng, giữa y và Ngưu Lâm Quảng là quan hệ hợp tác. Đặc biệt hiện tại, sau khi Hạ Tưởng nhậm chức, bởi vì lý do có chung kẻ thù, ngược lại có xu hướng càng lại gần hơn. Thực ra với con người và suy xét về lâu dài của Trương Quốc Vĩ, y mới không muốn đến quá gần với Ngưu Lâm Quảng. Đến quá gần, rất dễ dàng lưu lại vết nhơ trong chính trị, ảnh hưởng tới chính hình tượng chính trực của y. Nhưng tình thế hiện tại quá khẩn cấp, tên đã trên cung, không thể không bắn. Hợp tác với Ngưu Lâm Quảng, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thích ứng. Nói hay lắm,
mời anh ăn cơm cũng không phải một việc nhỏ. Trương Quốc Vĩ ra vẻ rộng lượng nói. Anh quyết định địa điểm, tôi quyết định thời gian. Cuối cùng nhất trí giao hẹn, hơn 7 giờ, quán rượu Trần Gia Câu. Hết giờ làm, lúc đi ra cổng chính thành ủy, Trương Quốc Vĩ chú ý đến Hạ Tưởng và Lương Thu Duệ vừa nói vừa cười mà đi khỏi cổng, từ từ kỳ tươi rói mà theo sau, giống như sắp thăng quan phát tài, không khỏi trong lòng âm thầm rủa một câu, vui sướng khi người gặp họa, chờ chủ tịch tỉnh tôn vượt qua được cửa này, sẽ đến lúc ngày vui của các người kết thúc. Tới quán rượu Trần Gia Câu, Ngưu Lâm Quảng không ngờ vẫn chưa tới, Trương Quốc Vĩ trong lòng càng tức giận, hiện tại y còn chưa thất thế, sao ai cũng dám sĩ diện với y. Thật sự là đáng giận. Đợi thêm hơn 10 phút, Ngưu Lâm Quảng mới thong dong đến, không ngờ ngay một câu xin lỗi cũng không có, mới đến đã nói. Thị trưởng Trương, biết tôi vì sao còn muốn đến Trần Gia Câu không? Nơi này có mỹ nữ khiến tôi vướng bận. Lần trước sau khi Ngưu Lâm Quảng gặp Hoa Nhài Bạc, nhớ mãi không quên, phái người đi nghe ngóng khắp nơi, rốt cục đã biết một chút tình huống của Hoa Nhài Bạc. Tên gọi, Trần Lê, quốc tịch, Mỹ, đến từ Bắc Kinh, thân phận thần bí, gốc gác phân tán, không biết, tin tức về các phương diện khác, cũng không tra ra được nhiều lắm. Dường như là do người ta che giấu rất nhiều tin tức. Ngưu Lâm Quảng cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần Trần Lê không phải là cháu gái ngoại của bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh gì đó là được. Tuy nói xem ra lai lịch cũng khá tốt, nhưng gã tin tưởng Trần Lê khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Tuy nhiên sau lần gặp mặt trước, hành tung của Trần Lê bất định, rất khó tìm được. Hôm nay lại đến quán rượu Trần Gia Câu, Ngưu Lâm Quảng muốn thử xem có thể gặp lại được hay không. Cũng xem như y gặp may, vừa vào cửa, liền thấy Trần Lê toàn thân mặc đồng phục của quản lý trưởng, đang chạy tới chạy ở trong đại sảnh, vóc dáng uyển chuyển xinh đẹp. Bộ trang phục công sở vừa vặn làm tôn thêm vẻ thướt tha của cô, giữa những cử động, vô cùng quyến rũ hấp dẫn. Ngay cả Hạ Tưởng hiện tại nhìn thấy, cũng không thể không cảm thán một tiếng, Hoa Nhài Bạc thật sự là một mỹ nhân hảo hạng, dù mặc bất kỳ y phục nào cũng đều có một hương vị khác. Nhiều cô gái đều cho rằng y phục có thể mang lại sự xinh đẹp cho các cô, kỳ thật các cô đã sai, trước tiên phải là con người sáng láng, sau đó mới đến quần áo xinh đẹp. Ngưu Lâm Quảng hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam mà tràn đầy dục vọng. Trương Quốc Vĩ thật sự không quen nhìn bộ dạng lẳng lơ của gã, kéo gã một phen. Lâm Quảng, trước tiên nói chuyện chính sự quan trọng hơn, phụ nữ, chẳng qua là tô điểm thôi. Thị trưởng Trương, tôi chưa đủ trình độ, đối với anh mà nói là tô điểm, với tôi mà nói là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Ngưu Lâm Quảng cười đầy tà ý. Kiếm hết tiền của thiên hạ, ngủ hết mỹ nữ của thiên hạ. Là hai nguyện vọng lớn của cả đời tôi. Trương Quốc Vĩ không nói gì, chỉ cảm thấy một hồi cảm giác ghê tởm, sau đó cùng Ngưu Lâm Quảng vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, Trương Quốc Vĩ cũng chẳng muốn khách sáo với Ngưu Lâm Quảng, chỉ nói đơn giản một chút về nói trong tỉnh, cùng hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Vừa nói đến Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng liền nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tưởng thật muốn làm cho tôi nóng nảy, tôi cùng lắm thì cá chết lưới rách với hắn. Mẹ nó, ai sợ ai? Bang huynh đệ dưới tay tôi, tùy ý là có thể giết chết hắn. Sẽ tìm hai người cho vay nặng lãi đến gánh tội thay, ai có thể làm gì được tôi nào? Trương Quốc Vĩ làm bộ không nghe thấy lời nói của Ngưu Lâm Quảng, bởi vì y không thể cùng ngồi một chỗ với Ngưu Lâm Quảng thảo luận đề tài sát hại một bí thư thành ủy, là sự kiện chính trị đủ để cho y vĩnh viễn không thể xoay người, liền vội chuyển hướng đề tài. Lâm Quảng, đừng nói lời độc địa, vô dụng thôi. Tôi có biện pháp này, anh có muốn nghe một chút hay không? Thị trưởng Trương có chỉ thị tinh thần gì, tôi xin rửa tai lắng nghe. Ngưu Lâm Quảng thật ra cũng không ngốc, vừa rồi nói một câu độc địa, lập tức liền khôi phục lại vẻ bình thường, gã chẳng qua là đang cố làm ra vẻ trước mặt Trương Quốc Vĩ thôi. Sự cố an toàn trọng đại của huyện An, anh cũng đã nghe nói, anh có biết hay không, đường Sơn Thủy là do Hạ Tưởng xây dựng cải tạo lúc đang đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện tại huyện An. Nếu có người có thể tìm được đội thi công năm đó, tìm được bằng chứng chứng minh đường Sơn Thủy là công trình bã đậu, Lâm Quảng, mối nguy mà anh đang gặp phải hiện tại, sẽ được giải trừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1196, luôn có tiểu nhân, mặt người dạ thú. Mưu đồ của Trương Quốc Vĩ đương nhiên vô cùng hiểm ác, do Ngưu Lâm Quảng phái người ra mặt âm thầm điều tra cũng được, mà ngụy tạo cũng được. Dù sao mục đích chính là gây thêm phiền phức cho Hạ Tưởng,
không muốn hắn sống qua ngày tháng một cách dễ dàng. Hiện giờ Ngưu Lâm Quảng bị Hạ Tưởng dồn ép đến tình thế cấp bách, thiệt hại nặng nề. Gã đang trong cơn nóng giận, chắc chắn sẽ lọt vào cạm bẫy. Quả nhiên, Ngưu Lâm Quảng vừa nghe liền hai mắt sáng rỡ. Ý kiến hay, cao tay à, tôi cũng đang nghe nói phía trên đang điều tra chặt chẽ chuyện này, nếu như lật tẩy được món nợ cũ là vấn đề của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng chẳng phải sẽ xui xẻo lắm sao? Trương Quốc Vĩ nói gì, thì sẽ không nói Hụ Yệt tuẹt ra, cười ha ha một cái. Hiện giờ Trung ương thực hiện việc truy cứu trách nhiệm, phụ trách công trình trước kia, sau lại xuất hiện sự cố về chất lượng. Cũng sẽ phải truy cứu lãnh đạo chủ chốt phụ trách. Ngưu Lâm Quảng nhấp miếng rượu, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề. Lão Lưu dạo gần đây đòi kiến nghị lên cấp trên, thị trưởng Trương có nghe nói chưa? Sau khi Mã Quân chết, kết luận về nguyên nhân cái chết cũng rất là mơ hồ. Lưu Kiệt Huy không chịu để yên chuyện này, đòi Cục Công an thành phố nói cho ra lẽ bằng được. Cục Công an thành phố cũng rầm rộ sôi nổi đi điều tra các bác sĩ trong bệnh viện và cả cảnh sát canh gác. Đến cuối cùng cũng không có một kết luận rõ ràng, chỉ nói là cơ quan nội tạng trong người Mã Quân bị tổn thương, dẫn đến cái chết ngoài ý muốn. Lưu Kiệt Huy không cam tâm, lại đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm loạn lên một phen. Cuối cùng bị người ta đẩy ra ngoài. Dù sao thì gã ta cũng đã nghỉ hưu rồi. Bây giờ cũng không cần phải băn khoăn điều gì nữa, cứ bất chấp mà khiếu kiện lên cấp trên thôi. Hôm trước đến tỉnh thành rồi, ai ngờ vừa đến thì đã bị cảnh sát vũ trang lấy cán súng đập vào mặt, lập tức bị đánh đến cả mặt đầy máu. Cũng phải, thời cơ khiếu nại của gã ta không đúng lúc, hiện giờ ở tỉnh Yến đang khẩn trương xử lý sự cố lớn về vấn đề an toàn ở huyện An, đối xử đối đãi với tất cả những người khiếu nại, đều là dò xét kiểm tra nghiêm ngặt, hết thảy xử lý. Tên Lưu Kiệt Huy tội nghiệp bị cho là người nhà của các công nhân bị tử vong, bởi vậy nên ngay cả nói cũng chưa kịp nói, thì đã bị kéo sang một bên đánh cho một trận tơi tả. Lúc con người ta xui xẻo, uống ngụm nước cũng bị mắc kẹt kẽ răng, Lưu Kiệt Huy tức giận không thể hiểu được, cho rằng cả đời mình đều cống hiến hết mình cho đảng và tổ quốc, lại rơi vào kết cục như vậy, gần như đau đến không sống nổi. Gã ta cũng không kiến nghị ở tỉnh nữa, trực tiếp đi thẳng lên thủ đô. Trương Quốc Vĩ nắm rất rõ ràng hướng đi của Lưu Kiệt Huy, dựa theo quy định, ở thành phố hẳn là nên phái người theo dõi Lưu Kiệt Huy, không để gã ta chạy lung tung mang thêm phiền toái cho ủy ban, nhưng người Lưu Kiệt Huy mang lại phiền toái lại là Hạ Tưởng, ông ta cũng phái người đi theo Lưu Kiệt Huy, nhưng chỉ đơn thuần là đi theo, mà không hề bắt Lưu Kiệt Huy mang về. Cứ để Lưu Kiệt Huy phát huy sức lực cuối cùng đi, làm một con bọ ruồi cũng tốt. Bọ ruồi tuy rằng không đốt người như loài muỗi, nhưng thỉnh thoảng cứ ong ong bay tới bay lui, chí ít cũng khiến người ta cảm thấy phiền toái khó chịu. Có thể khiến Hạ Tưởng thấy phiền toái khó chịu thì quá hay, nếu còn có thể quấy nhiễu được tầm nhìn của Hạ Tưởng, hoặc là ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn, thì càng tốt hơn nữa. Việc suy tính như ý của Trương Quốc Vĩ đương nhiên là rất tinh tường, Lưu Kiệt Huy chữa ức mặt đeo bám lấy Hạ Tưởng, không ngừng khởi kiện, không ngừng tạo ra áp lực, cũng có thể khiến Hạ Tưởng ứng phó mệt nhoài. Ngưu Lâm Quảng lại quấy rối từ sau lưng, nhất là âm thầm điều tra công trình đường Sơn Thủy, nói không chừng có thể thu được kết quả ngoài mong đợi, thậm chí làm cho Hạ Tưởng bị lật thuyền. Ông ta nấp ở phía sau cánh gà, đứng giữa thao túng hết thảy, lại lợi dụng quyền uy và thế lực của ông ta, trong công việc ông ta lại chống lại Hạ Tưởng với một lý do rõ ràng chính đáng, cả ba nơi ra tay cùng một lúc, không tin Hạ Tưởng còn có thể thong dong mà ứng phó được. Hạ Tưởng còn muốn ngồi vào chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy cơ à? Đến cuối cùng cũng chỉ là ôm mộng xuân thu mà thôi. Nếu như lại đem vấn đề đường Sơn Thủy, quy hết trách nhiệm lên người Hạ Tưởng, sau đó để Tôn Tập Dân ung dung thoát nạn, trong bụng Trương Quốc Vĩ thầm nghĩ, đến lúc đó chủ tịch tỉnh họ Tôn không biết sẽ phải cảm tạ gã ta như thế nào mới được đây. Tuyệt, tuyệt không tả nổi. Trương Quốc Vĩ gần như muốn lớn tiếng vỗ tay tán thưởng cho kế sách của gã ta. Ngưu Lâm Quảng trầm lặng một cách hiếm thấy, dường như đang cúi đầu suy nghĩ chuyện gì, khoảng vài phút qua đi, gã mới ngẩng đầu lên. Kỳ thực Hạ Tưởng lần này mượn việc thanh tra khu giải trí, vẫn là muốn chặt đứt con đường phát tài của tôi, nhưng Ngưu Lâm Quảng tôi sóng gió lớn nhỏ đều trải qua hết rồi, lần này cũng không hại được tôi. Cùng lắm tôi làm ăn trễ một tháng, cũng không bị đói chết phải không? Trương Quốc Vĩ vừa nghe thấy. Sao ý của Ngưu Lâm Quảng lại không muốn đi điều tra đường Sơn Thủy của huyện An rồi? Không ngờ Ngưu Lâm Quảng lại chuyển đề tài, lại nói. Vấn đề về đường Sơn Thủy để ra Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương ra mặt, ông thấy thế nào?
Trương Quốc Vĩ mỉm cười, một miếng mồi to lớn như vậy, nếu như không phải gã bị hạn chế về thân phận, cũng muốn đích thân đi điều tra, không tin là Ngưu Lâm Quảng không động lòng. Tuy nhiên cũng đừng nói, Ngưu Lâm Quảng cũng không đơn giản, để ra Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương cùng lúc ra mặt, một tên thì quỷ kế đa đoan, một tên thì từng trải quan trường, hai người kết hợp, khẳng định là không thể sai sót. Lại nghĩ, Lã Trấn Dương năm đó đường đường là cục trưởng cục giáo dục, bây giờ suy đồi đến độ bị Ngưu Lâm Quảng kêu đi quát về, cũng là bi thảm. Nhưng Trương Quốc Vĩ cũng không thể lo nghĩ thay cho Lã Trấn Dương được. Bây giờ Lã Trấn Dương đã hận Hạ Tưởng đến thấu xương, có thể có cơ hội vạch trần cái tẩy của Hạ Tưởng, gã ta chắc chắn không mong đợi gì hơn thế. Lại uống một hồi rượu với Ngưu Lâm Quảng, sự việc bàn bạc cũng tương đối xong xuôi rồi, Trương Quốc Vĩ liền cáo từ về chứ ơ. Ngưu Lâm Quảng lại chưa đi, mà xuống lầu muốn tìm Hoa Nhài Bạc nói chuyện, xuống lầu rồi mới phát hiện Hoa Nhài Bạc đã đi rồi, làm cho gã ta cảm thấy thất vọng tràn trề. Hách Tư Vị chờ suốt ở dưới lầu nhìn mặt đoán lòng, hiểu ý của Ngưu Lâm Quảng, liền nói. Chủ tịch Ngưu, tôi vừa rồi đã phái người theo dõi Hoa Nhài Bạc rồi, phỏng chừng một tí nữa sẽ biết được cô ấy hiện đang ở đâu. Ngưu Lâm Quảng cười ha hả. Người hiểu ta, chỉ mỗi Tư Vị, được rồi. Sau này tiểu quỳ sẽ nhường cho cậu, tôi cũng không dành với cậu nữa. Một câu nói làm cho Hách Tư Vị thất kinh hồn vía, gã vốn nghĩ rằng Ngưu Lâm Quảng không hiểu tâm tư của gã, không ngờ Ngưu Lâm Quảng trong sự thô kệch lại có cái tinh tế, lại hiểu thấu suy nghĩ của gã. Gã lén lút lau mồ hôi lạnh, sau này ở bên cạnh Ngưu Lâm Quảng, phải càng thêm cẩn thận mới được. Điều mà Hách Tư Vị không biết là, gã âm thầm giúp Ngưu Lâm Quảng theo dõi Hoa Nhài Bạc cũng đồng nghĩa với việc kích nổ một quả bom có uy lực khổng lồ, từ đó dẫn đến cuộc chạm trán đầu tiên giữa Ngưu Lâm Quảng và Nga Ni Trần. Lúc Hoa Nhài Bạc về nhà, một hồi lâu cũng không phát hiện sau lưng có đuôi bám theo. Cho đến khi gần về đến nhà, có người ra đón cô ấy, mới phát hiện phía sau có người. Phụ trách tiếp ứng Hoa Nhài Bạc là Tiêu Lương, một tay đại tướng mà Nga Ni Trần vừa mới thu nạp. Tiêu Lương và Tiêu Ngũ cùng họ, nhưng lại không hề quen biết với Tiêu Ngũ, cũng không có một chút quan hệ nào, nếu như nhất quyết phải nói đến điểm giống nhau giữa gã và Tiêu Ngũ thì, gã cũng xuất thân từ quân nhân chuyên nghiệp, công phu gã không thua kém gì Tiêu Ngũ. Tiêu Lương đã sớm nghe danh của Nga Ni Trần, gã vốn tính tình đơn giản, chính là sùng bái Nga Ni Trần đến tột đỉnh. Do đó, khi nghe nói Nga Ni Trần tái xuất giang hồ đồng thời đang lúc triều binh mãi mã, thì lập tức đến đầu quân ngay. Tiêu Lương và Hoa Nhài Bạc đảo một vòng, sau khi bỏ rơi cái đuôi bám theo đó, mới dẫn Hoa Nhài Bạc đến gặp Nga Ni Trần, đồng thời cũng nói rõ tình huống. Sau khi Nga Ni Trần nghe xong, trên mặt lộ vẻ tức giận. Hoa Nhài Bạc, mấy ngày này con bớt lộ diện. Tiêu Lương, cậu gặp Tiêu Ngũ, hỏi ông ta cho rõ tình hình, điều tra xem có phải là người của Ngưu Lâm Quảng hay không. Thế lực của Nga Ni Trần đang từng bước lớn mạnh, tuy rằng so với Ngưu Lâm Quảng, vẫn còn nhỏ bé. Nhưng ông ta cả một đời tung hoành hai đạo hắc bạch mấy chục năm, ngoại trừ bị Hạ Tưởng đánh bại ra, quả thật chưa bao giờ thua ai. Một tên Ngưu Lâm Quảng, thật đúng là không dọa được ông ta. Dám có ý đồ với con gái ông ấy, thật đúng là ăn tim gấu gan báo mà. Thật ra nếu không phải vì phối hợp với Hạ Tưởng, Nga Ni Trần đã muốn chủ động ra tay từ sớm, phải đánh Ngưu Lâm Quảng mấy lần trước rồi nói sau. Tuy rằng ông ta dấn thân vào hắc đạo đã nhiều năm, nhưng thật sự vẫn không quen nhìn tính cách kiêu ngạo và hống hách đến không chịu được của Ngưu Lâm Quảng. Chứ ớt mắt tình hình đang gió thổi mây phun, trong lòng Nga Ni Trần tự có suy tính, chỉ sợ Hạ Tưởng đã bắt đầu đào hầm cho Ngưu Lâm Quảng rồi. Ông ta là người đã nếm trải thiệt thòi từ phía Hạ Tưởng, biết rằng thủ đoạn của Hạ Tưởng có phòng cũng như không phòng. Hiện giờ cục thành phố hành động với thanh thế lớn vậy, chính là một khúc dạo đầu, một lần đánh động, một lần nắm rõ. Tiêu Ngũ âm thầm hiểu rõ, tuy rằng không nói rõ với gã, nhưng cũng có chút ám thị, gã ít nhiều đoán ra được dụng ý của Hạ Tưởng, Ngưu Lâm Quảng và gã khác nhau, gã năm đó có thực lực, có đế quốc kinh tế khổng lồ, Ngưu Lâm Quảng không có, chỉ là gầy dựng dựa trên cơ sở của một đám tín đồ liều mạng nguyện trung thành. Do đó đối phó với Ngưu Lâm Quảng, Hạ Tưởng ra tay sẽ không phải là từng bước dồn ép, từ từ siết chặt, ngoài mặt không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là một phát chí mạng. Không để Ngưu Lâm Quảng có cơ hội thôi thóp. Bởi vì tay chân của Ngưu Lâm Quảng đều là những kẻ liều mạng, nếu như đánh rắn động cỏ, tất bị rắn cắn. Nga Ni Trần không dám nói là biết hết suy tính của Hạ Tưởng, nhưng ít nhiều cũng có phần tự tin,
có thể phỏng đoán ra mỗi lần Hạ Tưởng ra tay nhất định có hàm ý sâu xa, hoặc là bố trí cạm bẫy, hoặc là phối hợp cục thế chính trị. Hạ Tưởng rất có khả năng ngồi vào chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Nga Ni Trần cũng có nghe nói, mà sự cố to lớn về mặt an toàn ở huyện An, rất có khả năng sẽ gây chấn động không nhỏ cho cục thế ở tỉnh, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc Hạ Tưởng có thuận lợi đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hay không. Từ việc Hoa Nhài Bạc bị theo dõi, Nga Ni Trần bình tĩnh phân tích thử thế cục, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ, bí thư Hạ năm đó có phải đã từng đảm nhiệm chức vụ ở huyện An không? Tiêu Ngũ đang chìm trong đau khổ, bởi vì sự cố to lớn về mặt an toàn, cũng có bạn thân của gã trong đó. Nghe thấy Nga Ni Trần hỏi vậy, liền thoáng qua trong đầu một cái. Không sai, chính lúc đó tôi và bí thư Hạ quen bí ê nhau, lúc đó hắn là phó chủ tịch thường trực huyện, Đường Sơn Thủy chính là do hắn trực tiếp dẫn dắt xây dựng cải tạo lúc còn đang nhậm chức. Nga Ni Trần hiểu ra điều gì đó. Tiêu Ngũ, tốt nhất cậu hãy liên lạc với các mối quan hệ của cậu ở huyện An, để bọn họ lưu ý dạo gần đây, xem có phải có người điều tra việc sửa đường năm đó không. Tiêu Ngũ không có tầm nhìn xa như Nga Ni Trần, nghe không hiểu. Cũng qua nhiều năm rồi mà, còn điều tra gì nữa? Lại nói năm đó lúc bí thư Hạ tu sửa đường, đó mới gọi là cảm động lòng người, có thể chịu khổ. Nga Ni Trần thẳng thần ngắt lời của Tiêu Ngũ. Đừng quan tâm nhiều như vậy, cứ làm theo là được rồi, tuyệt đối không có hại đâu. Dặn dò xong Tiêu Ngũ, Nga Ni Trần lại gọi điện thoại cho Lão Tặc. Lưu ý động tĩnh gần đây của mấy nhân vật chủ chốt của Ngưu Lâm Quảng, đi đâu, làm gì, đều tận mọi khả năng điều tra cặn kẽ. Hạ Tưởng ngầm công nhận việc Tiêu Ngũ mời Nga Ni Trần ra, xem như là một nước cờ vô cùng sáng suốt, bởi vì Nga Ni Trần thật sự đã âm thầm giúp đỡ nhiều việc lớn lao cho hắn. Cũng là trong lòng Hạ Tưởng hiểu được, sau lưng của một người thành công, tất nhiên phải có một nhóm bạn bè thật lòng thật dạ giúp đỡ hắn. Một người, vĩnh viễn không có cách nào đứng vững trong chốn quan trường hiểm ác được. Ngay lúc Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng bố cục, cũng chính là lúc Nga Ni Trần ý thức được điều không ổn, ra tay trả đòn. Hạ Tưởng nhận được một cú điện thoại quan trọng từ Tống Chiêu Độ. Tiến triển mới nhất liên quan đến việc thăng chức ủy viên thường vụ. Điện thoại của Tống Chiêu Độ gọi đến thật đúng lúc, Hạ Tưởng đang cùng dùng cơm với Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ, đang nói đến sự cố ở huyện An và việc trấn áp ở Tần Đường, điện thoại reo lên. Vừa thấy là Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng liền chạy sang một bên nghe điện thoại. Tống Chiêu Độ đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tưởng, vốn dĩ chuyện của anh, lực lượng phản đối rất lớn, nhưng lực lượng ủng hộ cũng không ít, vẫn đang rằng co suốt, tuy nhiên muốn một cú mà mở ra cục diện cũng rất khó, nói không chừng phải kéo dài đến nửa năm. Bởi vì hiện giờ ủy viên thường vụ tỉnh Yến đã đủ người, không có chỗ trống. Bây giờ cơ hội đến rồi, là cơ hội trời ban, không thể bỏ lỡ. Giọng điệu Tống Chiêu Độ quả quyết chưa từng có. Chuyện trên quan trường, rất đơn giản, không phải anh lên, thì là tôi xuống, không ai nhường chỗ, thì khó như lên trời, có người nhường chỗ, thì nhất định phải chấp lấy thời cơ, không thể do dự, cũng không được nương tay. Hiện nay lực lượng khắp nơi đều đang thúc đẩy việc đề nghị bãi miễn Tôn Tập Dân, nhất là Ngô Tài Dương đã đánh trận đầu, đang có thế thể không bỏ qua, cuộc đọ sức đã công khai chứa ớt mặt rồi, chỉ có thể tiến lên không thể lùi bước, đứng trước bước ngoặt quan trọng, anh cũng không thể ngồi đợi, bởi vì hiện giờ thái độ bên phía quân đội chưa rõ ràng, có thể sẽ trở thành hòn đá cản đường anh phải đích thân nói chuyện với lão cổ, để tranh thủ sự ủng hộ và lập trường bên phía quân đội. Với sự kiên định chưa từng có, Tống Chiêu Độ nói hết một lèo, từ hồi Hạ Tưởng quen biết Tống Chiêu Độ đến nay, đây là một lần nói nhanh như sâu chuỗi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc nhất, cũng từ khía cạnh khác chứng minh rằng, Tống Chiêu Độ vì chuyện của Hạ Tưởng, quả thật đã dốc hết toàn bộ nỗ lực. Hạ Tưởng có chút cảm động, muốn nói vài lời cảm ơn, còn chưa kịp nói ra, Tống Chiêu Độ đã dập máy. Cứ như vậy trước, nhớ lấy một điều, Tôn Tập Dân xuống, anh lên, đừng nhìn trước ngó sau, cơ hội, luôn luôn chỉ có một lần. Đúng vậy, cơ hội có khi không chỉ có một lần, mà còn có thể là một lần cực kỳ hiếm có nhiều người, cả đời cũng không đợi được cơ hội thăng chức. Người làm quan, kẻ tin vào vận số, 10 người đã có 6-7 người, Hạ Tưởng cũng ít nhiều tin một chút, không tin không được, chỉ cần nghiên cứu lịch sử thì sẽ biết, phàm là người có sự nghiệp thành tựu lớn, đều gặp cục diện kỳ diệu như gặp dữ hóa lành gặp nạn thành may, mà những kẻ thất bại đếm không xuể trong lịch sử, đụng việc lại luôn luôn gặp khó khăn.
từ cái bại nhỏ tích lũy thành cái bại lớn, cuối cùng thất bại thảm hại, cả một đời chỉ làm dạng danh thành tựu của người thắng cuộc. Lịch sử là tàn khốc vô tình, hiện thực cũng vậy. Bỏ điện thoại của Tống Chiêu đổ xuống, Hạ Tưởng trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng lại nhất thời không làm chủ được. Thuyết phục lão cổ ủng hộ hắn, hắn chắc chắn thành công, đối với tính tình của lão cổ, hắn tự tin có đủ hiểu biết, nhưng Tôn Tập Dân thật sự sai nên bị miễn chức sao? Nếu nói vô tội, cũng thật sự không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu Tôn Tập Dân được, ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa, đầu sỏ lớn nhất gây nên chuyện chính là bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Nhưng bởi vì số lượng người chết quá nhiều, cần một lãnh đạo hành chính cấp cao có cấp bậc tương ứng đứng ra nhận tội, Tôn Tập Dân lại vừa hay thích hợp, chỉ đành cúi đầu nhận sai. Chính trị là chính trị, có chức vụ lớn đến đâu, thì phải đảm nhận trọng trách lớn đến đó, quyền lợi và nghĩa vụ là chung bậc mà. Kỳ thật mà nói nếu không phải Tôn Tập Dân đòi đi xem xét đường sơn thủy bằng dược, lại không có chuyện giữa đường núi lở làm tắt đường, thì không có hành vi nịnh bợ của lãnh đạo chính đảng huyện An, nói trắng ra, dùng một câu không thích đáng để hình dung, vẫn đúng là con người một khi xui xẻo rồi, uống ngụm nước cũng bị mắc kẹt kẻ răng. Đổi lại người khác, Hạ Tưởng còn thật sự thương xót một phen, nhưng đối với Tôn Tập Dân mà nói, hắn thật tình thương xót không nổi, bởi vì so với kiếp sau, bây giờ Tôn Tập Dân coi như may mắn nhiều rồi. Kiếp sau của Tôn Tập Dân cả một đời gặp hai lần sự cố lớn về mặt an toàn, hai lần tự nhận lỗi từ chức, trở thành quan cao cấp tỉnh bộ có cấp bậc cao nhất trong nước hơn nữa cũng là đen đủi nhất. Thậm chí có người nói gã tướng mạo không tốt, theo mệnh thì không nên lên tới cấp bộ trưởng, một khi lên bộ trưởng, ắt hẳn bị trắc trở. Cảnh ngộ của gã ta, cũng khiến cho nhiều người trong quan trường cảm thấy đáng tiếc, một người không thể hai lần bước vào cùng một con sông, một người cũng không thể phạm cùng một lỗi đến hai lần, nhưng Tôn Tập Dân lại gặp phải hai lần xui xẻo y như nhau, cũng coi như là một bất hạnh lớn của đời người. Kiếp này, cũng là như thế. Trong lịch sử có quy luật lớn mạnh, hay nói cách khác, quỹ đạo vận mệnh của một người cũng có những nhân tố không thể chống lại được, Tôn Tập Dân không đi nhậm chức ở tỉnh Tây, tránh được vận số vì nạn mỏ to lớn ở tỉnh Tây mà nhận lỗi từ chức, đến được tỉnh Yến, vẫn là lần nữa gặp phải Waterloo, nói đến Waterloo là người ta nghĩ ngay đến thất bại trong đời. Tôn Tập Dân kiếp sau bị miễn chức, rốt cuộc đã trải qua cuộc đấu tranh chính trị như thế nào, Hạ Tưởng không biết, cũng không đủ tầm để biết được. Hiện giờ, hắn và Tôn Tập Dân giao đấu chính diện với nhau, hơn nữa hắn còn phải trở thành một trong những đề cử sau màn, khi Tôn Tập Dư bị đá xuống ngựa, lịch sử, ở nơi tương tự, lại có ngã rẽ mới. Chương 1197, không cần phải nương tay, thời gian không đợi ta. Trở về chỗ ngồi, Hạ Tưởng thu hồi tâm tư, tiếp tục dùng cơm với Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ. Hiện giờ Lương Thu Duệ đã hoàn toàn một lòng với hắn rồi, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Lương Thu Duệ, Từ Tử Kỳ càng không phải nói rồi, càng có thái độ chín chắn hơn. Từ Tử Kỳ vô cùng vui vẻ, tin Hạ Tưởng rất có khả năng được thăng chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy một khi truyền đến, y còn hưng phấn hơn cả Hạ Tưởng, không vui không được, bí thư Hạ trở thành cán bộ cấp phó tỉnh, y thân là thư ký cũng sẽ nước lên thì thuyền cũng lên, nhất định phải lên chức cục trưởng rồi. Y bây giờ là phó cục trưởng. Mới lên chức không bao lâu, thông thường ít nhất cũng phải 2 năm sau mới có thể lên cấp cục trưởng, nhưng nếu Hạ Tưởng trở thành ủy viên tỉnh ủy, đường đường một cán bộ cấp phó tỉnh mà có thư ký phó cục trưởng, vậy thì coi không được rồi. Chẳng khác nào nhặt được một món hời lớn, khỏi phấn đấu ít nhất 2-3 năm, trong lòng Từ Tử Kỳ vui mừng thì khỏi nói rồi, trong đời một người, lấy đúng vợ theo đúng lãnh đạo, là hai chuyện may mắn lớn. Trong lòng Lương Thu Duệ cũng rất là vui sướng. Bí thư Hạ một bước lên phó tỉnh, sẽ bành trướng triển vọng ở Tần Đường, đồng thời cũng sẽ hoàn toàn đứng vững mà mở ra cục diện mới, những ngày tháng vui vẻ của Trương Quốc Vĩ sẽ kết thúc. Thế nghĩ đến trước kia chịu đựng tính khí của Trương Quốc Vĩ, Lương Thu Duệ lại có một loại cảm giác hãnh diện, cuối cùng cũng chờ được một vị bí thư có thế lực mạnh mẽ, không chỉ mạnh mẽ, nếu như còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng cũng đành phải đứng sang một bên rồi. Gã dường như muốn cười lớn thành tiếng rồi. Trương Quốc Vĩ ông ta cũng có ngày hôm nay. Hạ Tưởng cũng hiểu tâm trạng của Lương Thu Duệ và Từ Tử Kỳ, hắn thì lại không thoải mái nổi, thăng chức cao ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn có một đoạn đường phải đi, tuy rằng không quá dài, nhưng cũng không thoải mái lắm. Tiểu Quỳ hiện giờ thế nào rồi? Hạ Tưởng liền thay đổi một đề tài thoải mái hơn. Cô ấy vẫn tốt, còn đang tĩnh dưỡng ở nhà, chuyện lần trước, cô ấy bị đả kích không nhỏ.
Nhắc tới Tiểu Quỳ, ánh mắt Lương Thu Duệ liền ảm đạm đi. Dù sao cô ấy cũng còn là trẻ con. Hạ Tưởng cũng lắc lắc đầu. Cũng trách chúng ta bảo vệ cô ấy không chu toàn, khiến cô ấy chịu thiệt thòi, sau này cẩn thận một chút là được rồi. Đừng dễ dàng bị mắc lừa nữa. Lương Thu Duệ gật đầu. Nghe Tiểu Quỳ nói, có một tên gọi là Hách Tư Vị dạo này hay gọi điện thoại cho cô ấy, còn tặng cả hoa tươi và quà cáp nữa, cô ấy cũng gặp qua gã, hình như gã ta có chút ý gì đó. Hách Tư Vị chẳng phải là thư ký của Ngưu Lâm Quảng sao? Từ Tử Kỳ xen vào một câu, nghĩ rồi cảm thấy dùng từ thư ký để hình dung Hách Tư Vị có chút đề cao gã, liền nói. Ông ta là trợ lý của Ngưu Lâm Quảng, ông ấy theo đuổi Tiểu Quỳ, chắc chắn không có ý tốt lành. Hạ Tưởng cũng lười quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nữa. Thu Duệ, Tử Kỳ, hai người lưu tâm hơn một chút đi, đừng để Tiểu Quỳ lại mắc lừa, xã hội quá hiểm ác, lòng người quá phức tạp, cô ấy phải biết tự yêu thương và tôn trọng bản thân mình. Sau đó, lại nói sang chủ đề khác, nói đến cục thế của Tần Đường, cùng với động tĩnh gần đây của Trương Quốc Vĩ, Lương Thu Duệ liền đột nhiên nghĩ ra được một chuyện. Bí thư Hạ, thị trưởng Trương dạo gần đây rất thành thật, phải chăng lại đang ở sau lưng chuẩn bị làm trò mờ ám rồi? Hạ Tưởng không tiện tiếp lời Lương Thu Duệ, Từ Tử Kỳ liền tiếp lời nói. Trưởng ban thư ký, công việc trọng điểm của thị trưởng Trương gần đây, khẳng định là không ở Tần Đường, mà là ở trong tỉnh. Lương Thu Duệ hiểu ra điều gì đó, bây giờ cả cục thế ở Tần Đường đều bị áp chế bởi việc Hạ Tưởng sắp thăng chức cao ủy viên thường vụ tỉnh ủy, sự vụ nội bộ của Tần Đường, ngược lại không mấy ai chú tâm đến. Đương nhiên, cũng không phải không chú tâm, mà tương đối mà nói, sức chú ý đều tập trung ở tỉnh. Không chỉ là việc bí thư Hạ thăng chức ủy viên thường vụ, còn có kết quả xử lý cuối cùng của sự cố an toàn to lớn ở huyện An, cũng kéo theo nhiều ánh mắt của tất cả mọi người. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Không chú tâm không được, cục thế ở tỉnh có khả năng đại biến lần nữa. Tất nhiên sẽ dẫn đến việc phát động điều chỉnh nhân sự mới, khi việc nhân sự chưa rõ ràng, đều không có lòng dạ nào làm việc. Làm việc cho ai xem, không đứng vào hàng ngũ cho tốt, lập ra thành tích cũng vô dụng. Hạ Tưởng cũng hiểu đạo lý này, nhưng sự việc đâu phải chỉ hắn nói là được, hắn cũng không có cách. Nhưng Tống Chiêu Độ nhắc nhở cũng đúng lúc, chỉ thiếu một đạp cuối cùng ngay cửa, hắn phải vào thủ đô gặp lão cổ. Thúc đẩy sau cùng, còn cần hắn đến hoàn thành. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đã đến được thủ đô. Gọi điện thoại cho Cổ Ngọc vẫn y như rằng trực tiếp ngắt điện thoại, Hạ Tưởng liền gửi một tin nhắn đi. Anh ở thủ đô, quên mang theo tiền, bây giờ ăn uống khó khăn, mượn một tệ, được không? Không đến một phút sau, điện thoại của Cổ Ngọc lại gọi đến. Anh đang ở đâu, sao một mình ra khỏi nhà mà không mang tiền vậy? Thật là! Nửa tiếng sau, Cổ Ngọc đã xuất hiện bên cạnh Hạ Tưởng. Vừa thấy vẻ mặt cười ác ý của Hạ Tưởng, Cổ Ngọc biết ngay mình đã bị lừa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối sầm xuống, xoay người muốn đi, Hạ Tưởng một tay kéo lại cô ấy, nói. Cổ Ngọc, em và Trần Quan Hoa bên nhau rồi à? Anh không cần xen vào. Cổ Ngọc nói ngang. Anh chỉ muốn nói cho em biết, nếu như thật sự em ở cùng anh ta, xin cho phép anh chúc em hạnh phúc. Tôi không cần. Cổ Ngọc không đi nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Anh đáng giận quá, anh thật là khắc tinh của đời em hận anh chết đi được. Hận thì hận đi, yêu càng sâu đậm, hận càng sâu đậm, Hạ Tưởng một tay ôm lấy Cổ Ngọc vào lòng, vô cùng dùng sức, Cổ Ngọc không vùng vẫy chút nào, hu hu khóc toáng lên. Khóc nửa ngày trời, cô ấy đột nhiên dừng khóc. Em biết anh muốn lợi dụng em để gặp ông nội, được, bây giờ em sẽ dẫn anh đi. Không bao lâu, đến được sân nhà của lão cổ. Thời tiết đầu xuân không tồi, mặt trời nắng nhẹ, lão cổ ngồi trên ghế, nhắm tịt mắt lại phơi nắng, dường như chẳng có ngạc nhiên gì đối với việc Hạ Tưởng đến đây. Tôi biết ngay, con bé Ngọc vẫn là không chạy thoát khỏi bàn tay đen tối của cậu. Lão cổ trợn tròn nửa con mắt, nói một câu nói đùa nửa thật nửa giả. Tôi còn biết, cậu khẳng định là sẽ có việc nhờ vả tôi, nói đi, Tiểu Hạ. Có phải chuyện của ủy viên thường vụ tỉnh ủy không? Hạ Tưởng gật đầu một cách trung thật. Lão cổ mở to mắt, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tôi giúp cậu, nhưng có một điều kiện cậu nhất định phải đồng ý.
trong nháy mắt Hạ Tưởng đã đoán ra gì đó, ánh mắt dừng lại trên người Cổ Ngọc. Điều kiện của lão cổ, chính là muốn hắn buông Cổ Ngọc. Dụng ý của lão cổ chính là, một bên là Giang Sơn, một bên là người đẹp, chỉ có thể chọn lấy một. Cổ Ngọc cố ý không nhìn Hạ Tưởng, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, Hạ Tưởng cũng thấy được điều đó, Cổ Ngọc và hắn, tình cảm thân thiết, không gì có thể thay thế được. Hắn làm sao đối xử với Cổ Ngọc như vậy được, nói là không có tình cảm, nói là có thể buông tay, kỳ thật xem xét kỹ lại, sao dễ dàng bỏ qua như vậy được. Giữa hắn và Cổ Ngọc, cho dù tình cảm không thân thiết bằng Vệ Tân, cũng không có sâu đậm đặc biệt như với Tào Thù Lê, cũng không được ăn ý như với Liên Nhược Hạp, nhưng cũng từng cùng nhau vượt qua bao khó khăn, để có được ngày nay thật không dễ dàng gì. Nếu hắn đồng ý buông Cổ Ngọc, nhất định sẽ khiến cho Cổ Ngọc chịu nhiều tổn thương, có khả năng thật sự mất Cổ Ngọc vĩnh viễn. Hạ Tưởng cũng không phải có suy nghĩ ích kỷ là muốn có Cổ Ngọc vĩnh viễn, chỉ là không muốn phải buông tay lúc này. Giữa người với người cảm tình liền tạ như kéo dây thun, người buông tay sau cùng, luôn là người đau đớn nhất. Hạ Tưởng tình nguyện để Cổ Ngọc ra đi, chấp nhận bản thân chịu đau khổ. Trầm mặc một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt lão cổ, nói. Lão cổ, lúc nào tôi cũng luôn kính trọng ông, bởi vì từ trước cho đến nay, ông luôn lo lắng và giúp đỡ cho tôi, mà tôi thì chưa làm được gì để báo đáp. Chỉ có một việc tôi có thể làm lúc này là tận tâm, làm hết sức mình để cho ông không phải lo lắng, cũng không để Cổ Ngọc phải bận lòng. Cổ Ngọc là cô gái tốt, ưu điểm lớn nhất của cô là đơn thuần và hoạt bát, nhưng bởi vì bản tính ngây thơ đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của cô. Cho phép tôi được nói một câu hơi quá, có lẽ, tôi còn hiểu Cổ Ngọc hơn cả bản thân ông. Nước mắt Cổ Ngọc lặng lẽ chảy dài. Trong đời người, có rất nhiều con đường đã đi qua, đúng cũng tốt, sai cũng tốt, khi đã đi qua rồi, có muốn cũng không thể quay lại, chỉ có thể đương đầu với nó. Có lẽ tôi không thể đem lại hạnh phúc cả đời cho Cổ Ngọc, nhưng cô ấy có niềm vui và sự lựa chọn của riêng mình, điều tôi có thể làm chính là, đem lại niềm vui cho cô ấy. Khi cô đau khổ, tôi có thể ở bên cạnh an ủi, không để cho cô ấy phải chịu cảnh cô đơn. Có những người sẽ chung sống với nhau cả đời, nhưng vẫn không thể chiếm trọn trái tim của đối phương. Nhưng cũng có người, chỉ cần gặp nhau một lần, là đã có cảm giác thân thiết từ lâu lắm rồi. Nếu như phải dùng Cổ Ngọc để đổi lấy một cơ hội, tôi muốn nói. Chương 1198, Giang Sơn Mỹ Nhân, đều ở lòng ta. Hạ Tưởng bước đến trước mặt Cổ Ngọc, một tay đưa lên vuốt mái tóc Cổ Ngọc, một tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo lại bên mình, nhìn thẳng lão cổ mà nói. Tôi tuyệt đối không buông tay, bởi vì làm như vậy sẽ khiến Cổ Ngọc đau lòng, sẽ làm tổn thương đến cô ấy. Cổ Ngọc, oa, một tiếng khóc kìm không đặng. Cuối cùng cũng nấc lên, không còn chú ý đến sự có mặt của lão cổ ở đó, vùi đầu vào trong lòng Hạ Tưởng, khóc không thành tiếng. Ánh sáng đầu xuân chiếu rọi vào trong nhà, im lặng mà hài hòa, trông như một buổi yến tiệc long trọng. Cho dù có long trọng đến mức nào, cũng sẽ có hồi kết. Đời người có dài, cũng đến ngày kết thúc, nhưng cảm tình, nhưng thân tình, lại mãi mãi tồn tại ở trong lòng, trở thành điểm tựa để chúng ta có động lực tiếp tục sống. Lão cổ ngửa mặt lên trời thở dài, hai tay nắm lại, dáng vẻ phẫn nộ, trông như bất đắc dĩ, cũng có vẻ kiên định. Qua một lúc lâu sau, ông ta mới đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, giọng điệu kiên định nói. Hạ Tưởng, cậu thật may mắn, khiến người ta không thể không ghen tị. Vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, sau đó xoay người bước đi, đi tới cửa, lại xoay người lại nói. Sau khi tới phó bộ, con đường sau này cậu phải tự đi. Tôi không thể dẫn đường được nữa. Nói rất đoạn tuyệt, bóng dáng cũng rời khỏi, mất hút, không chừa đường sống. Cổ Ngọc nín khóc mỉm cười, cắn lỗ tai Hạ Tưởng nói. Đừng sợ, nếu có chuyện gì mà ông không chịu giúp anh, em sẽ véo tai ông. Hạ Tưởng ngắm nhìn vẻ hoa lệ khi Cổ Ngọc cười khẽ dưới ánh mặt trời phản chiếu, những giọt nước mắt đọng lại trên mặt trong suốt lấp lánh, mi mắt khẽ chớp, xinh đẹp không lời nào lột tả. Nhất là khuôn mặt kiều diễm như hoa của cô, diễm lệ như dáng mây, khiến cho Hạ Tưởng ngây người. Cổ Ngọc nhất thời thẹn thùng. Nhìn gì vậy, đâu phải lần đầu gặp nhau. Hạ Tưởng liền cười. Nhưng đã lâu không ngắm kỹ em như vậy. Cổ Ngọc xấu hổ. Anh lo chuyện đại sự trước đi, công việc quan trọng hơn. Vừa dứt lời đã thấy lời Cổ Ngọc thật linh nghiệm, vừa dứt lời, điện thoại Hạ Tưởng liền đổ chuông, hắn cúi đầu liếc thấy, trong lòng chấn động. Là Ngô Tài Dương gọi tới.
Ngô Tài Dương chỉ nói một câu. Cậu ở Bắc Kinh, lập tức lại đây gặp tôi. Hạ Tưởng không dám chậm trễ, vốn định nói chuyện với Cổ Ngọc thêm chốc lát, nhưng đàn ông từ trước đến nay thích người đẹp càng yêu giang sơn, bèn lập tức đi gặp mặt Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương hẹn gặp Hạ Tưởng ở biệt thự Liên Nhược Hạp, vừa tới đã thấy, ông cụ Ngô cũng có mặt tại đó, hơn nữa Ngô Tài Giang cũng có mặt. Cùng với vài người có địa vị quan trọng trong nhà họ Ngô, hơn nữa vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, Hạ Tưởng biết rằng, sự tình phải được xác định. Ngô Tài Dương cũng không nói nhiều, ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống, vẻ mặt khẩn trương. Nhưng thật ra ông cụ Ngô gia vừa thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt nghiêm túc khẽ giãn ra, mỉm cười, vô cùng hiền lành. Ngô Tài Giang khẽ gật đầu khi thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc. Hạ Tưởng, bước đầu phương án là thế này. Ngô Tài Dương vào thẳng vấn đề khiến Hạ Tưởng giật mình, không kịp thở. Câu thứ hai lại là. Nhưng hiện tại không thể nói với cậu, bởi vì vẫn chưa chính thức thảo luận, chưa được thông qua, việc này vẫn còn là cơ mật. Nhưng có thể nhìn từ khía cạnh tổng quát, vẫn là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì nâng cậu vào hội nghị thường vụ tỉnh Yến, nhà họ Ngô, nhà họ Mai, nhà họ Khâu và nhà họ Phó, đều ra đủ sức ép. Ông cụ Ngô ra ho khan một câu. Tài Dương, không cần phải nói nhiều, chỉ cần cho Hạ Tưởng biết kết quả là được. Ngụ ý là nhắc nhở Ngô Tài Dương, không cần dùng cách nói để lôi kéo người đứng về phía mình để nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải người bình thường, không phải người ngoài, cũng không phải chỉ dùng vài chiêu thức đơn giản đó mà thu phục được hắn. Ngô Tài Dương đành phải nói. Cậu chỉ cần biết đến là, làm tốt công việc của mình, làm bộ không biết gì cả. Tuy nhiên. Nói đoạn lại đưa mắt nhìn thoáng qua ông cụ. Duy nhất một câu hỏi khó trả lời là, quân đội không tích cực, chính là vấn đề lớn nhất. Tuy ngoài mặt Hạ Tưởng vẫy tỏ ra cung kính với Ngô Tài Dương, nhưng bên trong lại có một tia không kiêu ngạo không xua nịnh, hôm nay cũng là dáng vẻ dương dương tự đắc, vẻ mặt chắc chắc như vậy. Quân đội ủng hộ, chắc chắn T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Ông cụ Ngô gia bất động thanh sắc, chỉ có điều ánh mắt lóe sáng, lên tiếng. Con người lão cổ rất bướng bỉnh, nhưng kẻ bướng bỉnh nào chẳng có điểm yếu. Hạ Tưởng, cậu không cần rất bước bách lão ta. Hạ Tưởng xấu hổ, không lời nào để nói. Lão cổ nói thế nào? Ngô Tài Dương trước niềm vui bất ngờ, lại trong tình thế cấp bách, không kìm chế được, nóng ruột hỏi. Kỳ thật Hạ Tưởng rất thông minh, chẳng qua có nhiều chuyện trong lòng hiểu là được. Không cần phải nói ra. Đúng, hắn phải cảm tạ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhà họ Ngô, vì muốn hỗ trợ hắn bước chân vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nên đã gắng sức bồi dưỡng hắn. Hiện tại Ngô Tài Dương đang cố gắng hết sức muốn mượn cơ hội này bắt tôn tập dân, chính là điều rất cần trong cuộc đấu tranh chính trị. Lý do rất đơn giản, bởi vì Cao Tấn Chu là phó chủ tịch thường trực tỉnh, khoảng cách đến chức vụ chủ tịch tỉnh còn cả một quãng đường xa phía trước. Bởi vậy trách nhiệm của Bộ Chính trị liên quan đến tôn tập dân khó mà phát triển được cũng là điều dễ hiểu, bởi vì sự việc không chỉ liên quan đến tôn tập dân có bị bãi chức hay không, còn liên quan đến Chu huyện sau khi tôn tập dân miễn chức, thì ai sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh. Lại là một trận chiến kịch liệt, cái ghế chủ tịch tỉnh không phải lúc nào cũng có, đột nhiên lần này lại trống một chỗ, thử hỏi bao nhiêu người thèm thuồng. Nhất là Cao Tấn Chu đã làm việc tại tỉnh Yến mấy năm rồi. Từ phó chủ tịch tỉnh đến ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, lại đến phó chủ tịch thường trực tỉnh, khoảng thời gian đã đủ dài, còn không thể lên chức cao hơn, cũng phải rời khỏi tỉnh Yến. Cao Tấn Chu đối đãi với ai cũng rất thân thiện, phong cách ôn hòa mà kiên định, cũng dần dần trở thành thành phần nòng cốt trong nhà họ Ngô, cho dù nhà họ Ngô không coi trọng Cao Tấn Chu, nhưng tình thế mạnh hơn người, có thể mượn cơ hội đem Cao Tấn Chu tiếp nhận trước đó. Tương đương nhà họ Ngô lần nữa xuất chiêu, thế lực lớn vậy lo gì không bắt được tôn tập dân. Tuy nhiên điều Hạ Tưởng không biết chính là, lần này Ngô Tài Dương cũng chỉ muốn giữ vững tâm của hắn, bởi vì lời bình của tôn tập dân dành cho hắn, đã khiến Ngô Tài Dương nổi giận. Ngô Tài Dương đối nhân xử thế tuy rằng bạc tình còn ngạo nghễ, nhưng người y đã nhận định, cũng che đậy vô cùng kín kẽ, hiện tại y thừa nhận Hạ Tưởng, liền không cho phép người khác bàn luận về Hạ Tưởng. Mà tôn tập dân ngay thời điểm quan trọng, đã ghi A6 khó dễ Hạ Tưởng, khiến cho y vô cùng tức giận. Ra khỏi biệt thự nhà họ Ngô, ngẩng đầu nhìn trời xanh như ngọc, không một gợn mây, đối với thủ đô mà nói, quả nhiên là bầu trời rực sáng rực rỡ khó được, không chút âm u. Tâm tình của Hạ Tưởng, cũng
cũng giống như bầu trời lúc này, vô cùng thuần khiết. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu công bố, nhưng lần này gặp lão cổ, và ông cụ Ngô gia, chính tay nghe được chứng thực từ Ngô Tài Dương, hắn chỉ biết, chỉ sợ sự việc đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng. Sợ gì cuộc đối đầu kịch liệt, cuối cùng cũng phải tới, dù sao, sự cố an toàn to lớn của tỉnh Yến, hiện tại cả nước đã ồn ào huyên náo, đã trở thành sự kiện chính trị nghiêm trọng. Bởi vì huyện An lúc ban đầu báo lên nhân số là 15 người, sau đến Ủy ban Nhân dân tỉnh hoạch định là nhân số là 35 người, nhưng dưới áp lực của truyền thông, công bố cuối cùng, thật tử vong nhân số là 302 người, trước sau chênh lệch quá lớn, dẫn tới cả nước lên án kịch liệt. Trong vấn đề giải quyết cớ sự này, sự sai phạm của Tôn Tập Dân đương nhiên cũng không thể trách một mình y, mà là quyết định của tập thể tỉnh ủy, nhưng cuối cùng muốn tìm người lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm, Tôn Tập Dân đã chủ động đứng ra chịu trách nhiệm. Y muốn nhường, cũng không ai đồng ý gánh vác giúp y. Chỉ sợ hiện tại y muốn khóc cũng chẳng khóc được. Những lời mắng nhiếc trên mạng, lời nào cũng có. Cũng không biết là ai lật lại nguyên do vụ việc xây dựng đường Sơn Thủy, lại đổ hết trách nhiệm lên Tôn Tập Dân, nói y chính là tên đầu sỏ gây nên vụ việc. Nếu không phải chủ tịch tỉnh Tôn bị chặn đường mà tức giận, thì làm thế nào có chuyện làm đường để nịnh bợ. Có người còn gửi đến bài thơ con cóc. Đường Sơn Thủy, chặn đầu lộ, chủ tịch tỉnh Tôn, phía trước không còn đường. Tuy rằng tài văn chương không tốt, nhưng hình tượng lại mỉa mai Tôn Tập Dân. Hạ Tưởng từ Bắc Kinh quay về Tần Đường, Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương đã đi huyện An, mà lúc này, Tôn Tập Dân cũng nhận được điện thoại từ Bắc Kinh. Sau khi Tôn Tập Dân nghe xong cú điện thoại này, vẻ mặt uể oải, suy sụp ngồi xuống ghế, không nói nên lời, hội nghị bộ chính trị sắp tới, sẽ là thời khắc quyết định vận mệnh của y, nhưng những tin tức y nghe được lúc này, đều là bất ổn. Đường Sơn Thủy, có phải là con đường đứt đoạn hay không? Tôn Tập Dân cũng từng đau đầu nghĩ qua. Bắc Kinh, hội nghị bộ chính trị quyết định vận mệnh nhân vật cấp quan trọng, chính thức bắt đầu. Chương 1199, núi cao nước rộng, cẩn thận tiểu nhân. Hội nghị vừa bắt đầu, đã bao trùm không khí căng thẳng. Ngô Tài Dương vẫn giống như lần trước, kiên quyết yêu cầu bãi nhiệm Tôn Tập Dân, còn lấy quy định về truy cứu trách nhiệm hành chính về sự cố an toàn lớn của Quốc vụ viện ra để đáp lời những người phản đối. Chủ tịch Quốc hội vẫn giữ ý kiến phản đối như trước, Thủ tướng cũng phản đối, nhưng thái độ không đến mức kiên quyết như Chủ tịch Quốc hội. Nhưng khiến không ai ngờ được chính là, hội nghị này, tán thành việc bãi nhiệm ủy viên Bộ Chính trị Tôn Tập Dân, ngay lần phát biểu đầu tiên đã vượt quá một nửa, hơn nữa lại có xu hướng tăng thêm, khiến cho những người phản đối cũng cảm thấy áp lực. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng liếc nhìn nhau, trong lòng thầm lo lắng có lẽ không qua được cửa ải này. Sự ngạc nhiên lớn hơn nữa còn nằm phía sau, quân phương vốn dĩ lập trường trung lập và có khuynh hướng nghiêng về phía Tôn Tập Dân, đột nhiên lại kiên quyết ủng hộ việc truy cứu trách nhiệm đối với Tôn Tập Dân. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quan Viễn Khúc không tỏ thái độ gì, đồng nghĩa với việc bỏ phiếu trắng. Cuối cùng Tổng Bí Thư nói, sự cố ở huyện An, ảnh hưởng rất lớn, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, Trung ương nhất định phải đưa ra quyết định, phải có tác dụng cảnh cáo đối với người dân cả nước. Nhưng nếu trực tiếp bãi nhiệm Tôn Tập Dân cũng quá không công bằng, ý kiến của tôi là, tự nhận lỗi từ chức, không biết các đồng chí còn có ý kiến bổ sung gì nữa không? Hội nghị cuối cùng thông qua quyết định, để Tôn Tập tự nhận lỗi từ chức. Sau đó, về vấn đề chọn người kế nhiệm cho Tôn Tập Dân, cùng với việc bước điều chỉnh tiếp theo trong bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến, sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều cuộc họp lại được tiến hành. Đại cục của tỉnh Yến sẽ được xác định. Những hệ lụy dây chuyền do sự cố an toàn nghiêm trọng của huyện An, đáp án sắp được làm rõ hoàn toàn. Tinh thần của hội nghị thứ nhất của Bộ Chính trị, ngay lập tức được truyền đến tỉnh Yến, nhưng chỉ hạn chế với hai người Phạm Duệ Hằng và Tôn Tập Dân biết mà thôi. Phạm Duệ Hằng trầm tư rất lâu, nhìn cái điện thoại, mấy lần cầm lên rồi nhưng lại bỏ xuống, từ trước đến nay chưa bao giờ do dự nhiều như hôm nay. Y dù sao cũng đã ở vị trí cao trong tỉnh này khá lâu. Đáng lẽ tâm tính đã sớm rất kiên định rồi, nhưng sau khi phân tích động thái phía Bắc Kinh và sự điều chỉnh nhân sự trong tương lai của tỉnh Yến, y lại không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Với quan hệ giữa y và Hạ Tưởng, chủ động gọi một cuộc điện thoại cũng không được coi là mất uy tín, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có một suy nghĩ không an tâm về việc phải thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng. Đường đường là một bí thư tỉnh ủy lại phải đi thể hiện thiện ý với một bí thư thành ủy.
Cho dù Hạ Tưởng sắp tiến lên đến cấp phó tỉnh, thì khoảng cách giữa hắn và y cũng còn khá xa. Thông thường, mười mấy ủy viên thường vụ của một tỉnh, cuối cùng cũng chỉ có mấy người được thăng tiến lên đến chủ tịch tỉnh, rồi từ chủ tịch tỉnh mà bước lên bí thư tỉnh ủy, con số lại càng ít hơn nữa. Hạ Tưởng cho dù là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất, sau này hắn có thuận lợi mà thăng tiến lên cấp tỉnh hay không, còn rất khó nói. Chuyện trong chốn quan trường, không ai dám tính toán quá lâu dài. Nhưng không biết vì sao, Phạm Duệ Hằng lại muốn chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng để thể hiện thiện ý, cho dù chỉ là ám chỉ một chút về tinh thần của hội nghị bộ chính trị, cũng có thể thể hiện thành ý lôi kéo, đúng vậy, quả thật là lôi kéo. Hạ Tưởng tiến vào hội nghị thường vụ, chắc chắn sẽ mang lại một lực tấn công lớn đối với vận mệnh chính trị của đại cục tỉnh Yến. Nếu nói trước khi Hạ Tưởng bước lên cấp phó tỉnh, sức ảnh hưởng của hắn nhất định phải mượn trợ lực ở hậu đài mới có thể triển khai, vậy thì một khi hắn bước vào hội nghị thường vụ, dựa vào mối quan hệ lâu năm giữa hắn và Cao Tấn Chu, với Lý Ngôn Hoàng cũng là những người bạn có cùng lập trường, lại cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Vương Bằng Phi, lại có quan hệ thân thiết nhiều năm với Hồ Tăng Chu, thậm chí cũng có tiếng nói chung với Vu Phồn Nhiên, đúng rồi, còn có một Tiếu Viễn Tâm vừa mới đến tỉnh Yến cũng nhanh chóng tiếp cận với Hạ Tưởng. Không tính toán thì không biết, vừa mới tính toán liền nhảy dựng lên, thực sự đã làm kinh hãi một bí thư tỉnh ủy như Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng chỉ cần tiến nhập hội nghị thường vụ, lại thêm Cao Tấn Chu có thể thuận lợi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh, lại thêm chỉ cần Hạ Tưởng ủng hộ Cao Tấn Chu, như vậy Cao Tấn Chu liền đủ lực để khống chế lại y, sức mạnh thực lực còn mạnh gấp 10 lần so với Tôn Tập Dân. Phạm Duệ Hằng không suy nghĩ còn được, vừa nghĩ lại không khỏi giật mình kinh hãi. Cho dù Hạ Tưởng không giúp Cao Tấn Chu, cũng không giúp y, cả hai người đều không giúp, với trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, tự thiết lập một phương trời riêng của mình ở tỉnh ủy. Ít nhất một người có tính cách cao ngạo như Vu Hồn Nhiên cũng sẽ đứng về một phía với hắn, còn cả Hồ Tăng Chu, Tiếu Viễn Tâm, thậm chí Vương Bằng Phi cũng sẽ trợ giúp một tay. Đừng thấy Hạ Tưởng bước vào hội nghị thường vụ rồi, lý lịch kinh nghiệm ít nhất, cũng là người xếp thứ hạng gần cuối, nhưng lực ảnh hưởng của hắn trong toàn bộ tỉnh ủy, dường như đã bằng với nhân vật đứng thứ ba tỉnh ủy. Xếp gần bằng với bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Hơn nữa còn sẽ trở thành đối tượng cho bí thư và chủ tịch tỉnh tranh nhau lôi kéo, bởi vì hắn đứng về phía lập trường của ai, người đó sẽ nắm được uy quyền lớn nhất ở tỉnh Yến. Quả thật khiến cho người ta khó có thể tin. Nhưng vấn đề bây giờ không phải tin hay không tin, mà là phải đối mặt với vấn đề. Phạm Duệ Hằng âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc đầu khi ban tổ chức trung ương trưng cầu ý kiến, đã nói tốt cho Hạ Tưởng, nếu không, y cho dù thong dong qua được một cửa này, sau khi Hạ Tưởng bước vào hội nghị thường vụ, y cũng sẽ gặp khó khăn. Lại nghĩ đến kết cục của Tôn Tập Dân, Phạm Duệ Hằng âm thầm lắc đầu, Tôn Tập Dân vẫn là không quá thành thục về mặt chính trị, cho rằng hậu đài ở Bắc Kinh rất vững mạnh, liền dám ngáng chân Hạ Tưởng. Gã lại không suy nghĩ thật kỹ một chút lịch sử năm đó, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ đã liên kết với nhau thế nào để kéo ngã ngựa một bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến lâu năm như Cao Thành Tùng. Cũng do Tôn Tập Dân không may mắn, còn tốt như vậy, lại bị một con đường cắt luôn cả tiền đồ, Phạm Duệ Hằng âm thầm lắc đầu, y cũng không hề ý thức được rằng y cũng chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, nói đường sơn thủy thành đường chặt đầu. Lại nghĩ thêm một lúc nữa, vẫn nhấc điện thoại lên, gọi cho Hạ Tưởng. Phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân ngồi suy sụp trên ghế, uể oải, sắc mặt xám trắng. Y cực khổ mấy chục năm, cuối cùng cũng có được ngai vàng là vị trí Chủ tịch tỉnh, rất không dễ dàng. Nếu nói quả thật y đã phạm lỗi lớn để Trung ương truy cứu trách nhiệm lãnh đạo, y cũng sẽ nhận, nhưng lần này lại là tai bay vạ gió, thật sự khiến cho người ta cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ. Nhưng còn có cách nào nữa? Chính trị là chính trị, không nói chuyện nhân tình, không nói chuyện đạo lý, lẽ nào cứ phải chạy lên Trung ương nói lý lẽ một phen, nói là do thiên tai, không liên quan đến y rất trong sạch. Y thật sự nếu đi biện giải, nói không chừng cơ hội về sau để bắt đầu lại lần nữa là không có. Chính trị, từ trước tới nay luôn là kết quả của sự cân bằng và thỏa hiệp, Tôn Tập Dân cũng biết rõ, y đã đắc tội với Ngô Tài Dương, lại vừa lúc trên người có vết nhơ, Ngô Tài Dương nhất định kéo y xuống, để y phải nhường đường cho người khác. Y rớt đài, Cao Tấn Chu lên đài, Hạ Tưởng lại vào hội nghị thường vụ, lấy tiền đồ một mình y để đối lấy sự thăng chức của hai người. Y nên tự giễu mình rằng quả thật y cũng có tinh thần cống hiến, hay nên bất đắc dĩ mà chấp nhận vị trí của y đã cản đường của hai nhân vật quan trọng,
vì vậy, y nhất định phải nhường đường cho người ta. Lại nghĩ đến trước kia y giày vò Hạ Tưởng để hắn không có cơ hội tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bởi vì danh sách đã đủ, không còn thiếu nữa, nhưng vừa chớp mắt lại phát hiện, quả nhiên bản thân y nhường ghế để vừa hay cho Hạ Tưởng tiến vào. Tôn Tập Dân lắc đầu cười khổ, thế gian còn có sự bất đắc dĩ đáng châm chọc và cay đắng như thế hay sao? Còn có một chút chua xót thật sự. Tôn Tập Dân bỗng nhiên nhớ đến một câu đối đã xem được trên một sân khấu kịch nào đó, vế trên là, có vật chắn trước mắt, xem kịch làm sao biết kịch hay. Vế sau là, làm người phải biết về sau, lên đài ắt có xuống đài. Lúc đó y còn cảm thấy câu đối có chút tiêu cực, hoặc là nói hơi quá mức trừu tượng. Bây giờ đã tự mình trải qua sự lên voi xuống chó rồi, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, đôi khi lời nói của người khác nhiều triết lý, cảnh giới của anh không cao, nên không lĩnh hội được. Đời người đều phải trải qua nhiều việc, có gặp gỡ, cũng có những lĩnh hội khác nhau, chỉ có những người trải qua nhiều việc, mới thật sự lĩnh hội được cái gọi là nhân sinh. Bây giờ Tôn Tập Dân cảm thấy nên sửa vế trên của câu đối thành, có vật chắn trước mắt, diễn kịch làm sao hay bằng xem kịch người trong chốn quan trường. Ngày nào cũng diễn kịch, nhập vai quá sâu rồi, coi giả là thật, đến lúc phải tháo bỏ phục trang để xuống sân khấu rồi, thì đã không còn phân biệt được sự khác nhau giữa diễn kịch và cuộc sống thật nữa. Thật sự bi ai. Y nghĩ ngợi mãi, cũng nhấc điện thoại lên, gọi cho Hạ Tưởng. Coi như lần từ biệt cuối cùng được rồi, tốt cũng được, mà không tốt cũng được, dù sao y cũng đã một thời gian ở tỉnh Yến, cũng tự nhận mình cũng bỏ tâm huyết cho tỉnh Yến. Thành bại để người đến sau nói, y chỉ làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Đối với Hạ Tưởng, y cũng không có lời nào để nói, hoặc là ngay từ đầu y đã bước nhầm một bước, nhưng việc đến bước này, hối hận hay đau khổ cũng chỉ vô dụng. Nói vài câu cuối cùng với Hạ Tưởng, sau này núi cao nước rộng, không chừng còn có ngày trùng phùng. Ngay lúc bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh người trước người sau gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, hội nghị lần 2 của Bộ Chính trị được triệu tập. Tiến hành nghiên cứu và thảo luận về việc đợt điều chỉnh nhân sự mới của tỉnh Yến, đồng thời lúc đó, Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương phiêu bạt 2 ngày ở huyện An, cũng đã đến mục đích. 2 ngày ở huyện An của Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương, vừa bắt đầu đã không thuận lợi. Đầu tiên là xe bị hỏng giữa đường, xe cũng không phải xe cũ, mới được 2 năm, còn tốt như vậy lại hỏng ngay giữa đường, khiến Gia Cát Phách Đạo vô cùng bực tức. Lần trước Gia Cát Phách Đạo bị người ta ném xuống trên đường cao tốc, vừa lạnh vừa đói, sau khi về phải bệnh 1 tuần mới khỏi, khiến hắn bực tức lắm, xem như bước đầu đã lĩnh hội được thủ đoạn mượn đao giết người của Hạ Tưởng, cũng khiến y căm hận Hạ Tưởng hơn. Lần này tới huyện An để điều tra về Hạ Tưởng năm đó, được y so sánh là, phụng mệnh lúc thời điểm nguy nan, cho rằng lần xuất ngựa này, nhất định phải thuận lợi, nắm được thóp của Hạ Tưởng, bắt được điểm yếu của Hạ Tưởng, sau đó khiến Hạ Tưởng ngã ngựa. Năm đó Gia Cát Lương dẫn quân ra trận, không thể lập công, bây giờ y đến huyện An, nhất định phải dẹp bằng thiên hạ, phải để Hạ Tưởng tan tành mây khói, giữ vững vị trí cho chủ tịch tỉnh Tôn, khiến thị trưởng Trương vui mừng, để Ngưu Lâm Quảng luận công mà thưởng, y liền trở thành người lập công đầu. Gia Cát Phách Đạo có tính tự phụ trời sinh, lại tự cho rằng mình quá giỏi, lại thích xem tiểu thuyết diễn nghĩa thời cổ, tự cho mình là văn thao võ lược, giỏi nhất không ai bằng, tiếc là sinh không gặp thời. Nếu không sinh trong thời loạn, y nhất định sẽ lập công lớn. Không ngờ vừa bắt đầu đã bất lợi, khiến y buồn bực vô cùng, chẳng lã do y họ Gia Cát. Gia Cát Lượng chính là, gia quân chưa thắng đã chết trước, y thật không thể dẫm lên vết xe đổ, y phải vượt qua bi kịch của Gia Cát Lượng. Không dễ dàng gì mới chờ được một thợ sửa chữa, sửa xe xong tiếp tục lên đường nhanh chóng đến huyện An, lúc đến được huyện An, đã chậm hơn thời gian dự định là nửa ngày. Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương lập tức bắt tay vào việc tìm chứng cứ, thật cũng được, giả cũng được, có thể dùng được là được. Sau đó lại nhận được điện thoại của Ngưu Lâm Quảng, nói thời gian gấp rút, tin tức bước đầu cho thấy, ngai vàng chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân không giữ nổi, nhưng chỉ cần có thể tìm được chứng cứ bất lợi cho Hạ Tưởng, thì có thể khiến cho Hạ Tưởng không thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ được. Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương vừa nghe nói có cơ hội có thể ngăn được sự thăng tiến của Hạ Tưởng. Lập tức nhiệt huyết sôi trào, quyết định cho dù phải lật tung cả huyện An lên, cũng phải gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Chương 1200, kết cục thảm hại, thu hoạch linh đình. Huyện An, hiện tại thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Mỗi người đều biết rằng, sự việc đã bị làm quá lớn, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều liên can, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đã làm gì.
nhưng hối hận thì đã muộn, trước khi điều tra, cấp trên không hạ lệnh đưa cắt chức bọn họ còn phải chạy tới chạy lui, phụ trách trấn an người nhà của người chết, làm chu đáo chuyện tiền bồi thường, xử lý tốt tất cả công việc giải quyết hậu quả. Còn phải canh phòng nghiêm ngặt các phóng viên muốn đục nước béo cò và giới truyền thông không có ý tốt, thậm chí còn có một số phóng viên nước ngoài cũng đến giúp vui, đều bị huyện an lịch sự đưa ra ngoài. Tuy nói hiện tại đã là giấy không gói được lửa, nhưng công việc nên làm là phải đuổi đám phóng viên gây phiền toái đi, chắc chắn phải đuổi đi. Không thể để rối loạn chương trình. Còn có một số kẻ phạm pháp cũng thừa cơ làm loạn, phải hạ độc thủ để trừng trị. Huyện an hạ lệnh, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không buông tha bất luận một góc chết nào, không buông tha bất luận một phần tử đầu cơ trục lợi nào. Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương tới thật không đúng thời điểm. Cũng không thể trách bọn họ. Thứ nhất là hiện tại tình thế huyện an quả thật nguy cấp, thứ hai là Tiêu Ngũ được Nga Ni Trần nhắc nhở, thông báo cho các mối quan hệ ở huyện an đã chuẩn bị tốt một tấm lưới, sẽ chờ Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương chui đầu vào. Gia Cát Phách Đạo và Lã Chấn Dương vừa lộ diện tại huyện an, liền khiến cho không ít người chú ý. Đầu tiên là người của chính phủ đã nhận ra hơi hướng không bình thường của Gia Cát Phách Đạo, bởi vì khi gã đi đường, bước đi vênh mặt lên, tư thế giống như là hát kịch vậy. Quan trọng hơn một chút là xe của bọn họ mang giấy phép thủ đô. Có câu, khôn 3 năm, dại 1 giờ. Gia Cát Phách Đạo, thứ nhất vẫn không thay đổi được tật xấu cố làm ra vẻ, thứ hai là đã quên lấy một cái giấy phép của thành phố Yến, bởi vậy vừa lộ diện liền thành bia ngắm sống. Đầu tiên là bị người của chính phủ nghi ngờ, cũng may Gia Cát Phách Đạo sớm có chuẩn bị, nói gã là một doanh nghiệp đến từ thủ đô, chuẩn bị quyên tiền cho người nhà người bị hại. Xem như tạm thời lừa dối được mà qua cửa. Nhưng không có bằng chứng, Gia Cát Phách Đạo đành phải tự mở hầu bao, quyên tặng 50.000 tệ tại chỗ. Bề ngoài có vẻ rất hào phóng, vừa quay đầu lại, đau lòng đến méo miệng cắn răng, thịt đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Tốn kém mất 50.000 tạm thời đạt được sự tín nhiệm từ phía chính phủ, cho phép bọn họ tiếp xúc gần gũi với người nhà người bị hại. Gia Cát Phách Đạo có khi nào muốn tiếp xúc với người nhà của người bị hại đâu. Nhưng lại đành phải giả vờ giả vịt bắt tay an ủi, lại dùng ánh mắt ám chỉ Lã Chấn Dương đi tìm hiểu, Lã Chấn Dương liền trà trộn vào bên trong đám người để đục nước béo cò. Nhưng Lã Chấn Dương không hề phát hiện, y vừa đi, phía sau liền có mấy cái đuôi theo sau, hơn nữa người nào cũng lưng dài vai rộng, cao lớn thô kệch, đều là thanh niên trai tráng. Gia Cát Phách Đạo ứng phó nửa ngày, thật vất vả mới thoát khỏi của nhân viên chính phủ vướng víu, quả thật là phiền toái, còn muốn đòi tiền. Gã liền chuẩn bị cũng đi tìm xem chứng cứ phạm tội của Hạ Tưởng có hay không, chuyện phải tạo ra thì sẽ bàn sau. Lại phát hiện không tìm thấy Lã Chấn Dương, chuyện lạ, gã gọi điện thoại cho Lã Chấn Dương, thì thấy tắt máy. Trong lòng liền tức giận, hay là Lã Chấn Dương đã tìm thấy cô gái nào, đi hú hí rồi phải không? Cho dù mày có tìm thấy người tình mặc áo lót đỏ, cũng không cần phải gấp gáp như thế này chứ, bất cứ lúc nào, chỗ nào có nhu cầu, liền thực hiện như chó vậy sao? Mắng mỏ Lã Chấn Dương một mạch, bỗng nhiên Gia Cát Phách Đạo nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì gã cảm giác phía sau giường như có đuôi bám theo. Lần này đến huyện An, ngoại trừ gã và Lã Chấn Dương, thì còn có hai lái xe theo tới, nhưng không đi vào huyện An, bởi vì sợ huênh hoang quá, liền chờ bên ngoài huyện An để phòng ngừa chuyện chẳng may. Tuy rằng Gia Cát Phách Đạo tự nhận văn võ song toàn, nhưng liếc nhìn thoáng qua phía sau thấy mấy người đàn ông cao lớn thô kệch theo sát phía sau. Người nào cũng như hung thần ác sát vậy. Gã bị dọa đến run rẩy, nghĩ thầm rằng không xong rồi, không phải đã bị phát hiện rồi chứ. Vừa mới nghĩ đến chuyện đó, ngẩng đầu thì thấy, đi như thế nào lại đến một chỗ không người, lại thấy, phía trước có một hố phân, thấy một người đang ngồi ngay ngắn giữa hố phân, khép hờ hai mắt, không phải Lã Chấn Dương thì là ai vào đây nữa. Dù thế nào thì, làm sao lại làm tư thế luyện thần công ở giữa hố phân chứ? Gia Cát Phách Đạo đến gần thì thấy, thiếu chút nữa bị sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, trên đỉnh đầu Lã Chấn Dương để một cái bát chậu, ngồi trong hố phân cũng không biết là phân bò phân ngựa hay là phân lừa. Mặt mũi bầm dập còn chưa tính, toàn thân không có một chỗ nào còn nguyên vẹn, bị đánh thành một đống thịt chết, trông như người tàn tật vậy. Nếu không phải gã quen biết Lã Chấn Dương, nếu không phải trên đỉnh đầu Lã Chấn Dương có một cái anten, thì nhìn từ xa, thật là có chút giống đầu con heo trong chuồng. Gia Cát Phách Đạo cho dù có tự cao là mình thông minh hơn người, mưu kế đa đoan, ở nơi đất lạ, bên cạnh không có thuộc hạ, lập tức bị dọa cho si ngốc. Sau một lát mới tỉnh ra,
lấy di động gọi thuộc hạ lại đây tiếp ứng, còn chưa kịp bấm xong dãy số, bỗng nhiên một vật đen xì xì bay tới trước mắt, thẳng mặt mà đánh tới. Gã không tránh kịp, bộp một tiếng, trúng vào giữa mũi và miệng. Đầu tiên từ mũi ngửi thấy một mùi rất hôi, miệng cũng nhấm nháp được một mùi lạ. Thật tình hồi còn nhỏ ra cát phách đạo ở nông thôn cũng không được trâu buông tha cho, khi đánh nhau người khác bị người nhét phân trâu vào, chỉ biết gã bị một bãi phân trâu bít kín mặt. Ra cát phách đạo nổi trận lôi đình, phân trâu dính lên mặt, xui xẻo ba năm, con mẹ nó, ai thiếu đạo đức như vậy. Cơn tức vừa lên, lau phân trâu trên mặt, mở miệng liền mắng. Ai, con mẹ nó ném phân trâu. Lời còn chưa dứt, một khúc côn đón đầu đánh tới, tránh không kịp, đập vào giữa trán. Ra cát phách đạo rốt cuộc không hống hách nổi, lúc này bị đánh cho mắt tóe ngàn sao, bước chân không vững, không đi nổi hai bước. Liền lại bị người ta đá một cước vào mông, dùng lực rất mạnh, thiếu chút nữa đá gã bay lên, đáng tiếc gã vẫn tự xưng là văn võ song toàn, không ngờ bị một bãi phân trâu và một khúc côn đánh ngã, thật sự là thanh danh một đời trôi theo dòng nước. Ra cát phách đạo cũng ngã, bùm, một tiếng xuống hố phân, thành cá mè một lứa với Lã Trấn Dương. Hai ngày đến huyện An, kết cục thảm hại như vậy, không thu hoạch được gì. Nhưng bọn họ làm việc này đã đem đến hậu quả càng nghiêm trọng là, rốt cuộc đã chọc giận Hạ Tường. Bất cứ kẻ nào đứng cản, trở thành hướng ngại vật trên đường lên chức của hắn thì sẽ bị căm thù đến tận xương tủy. Đặc biệt là lúc then chốt từ cấp giám đốc sở vượt lên cấp phó tỉnh, Ngưu Lâm Quảng lại tham dự vào chuyện chính trị, với ý đồ vụ oan giá họa, gây phiền phức, khiến cho Hạ Tưởng chính thức quyết tâm đuổi tận giết tuyệt Ngưu Lâm Quảng. Sau đó, lại đã xảy ra một chuyện đại sự, hai chuyện hòa thành một, cuối cùng thúc đẩy Hạ Tưởng quyết định, hạ sát, trình diễn hành động đánh xã hội đen oanh liệt ở Tần Đường, chẳng những khiến toàn bộ tỉnh Yến chấn động, cũng gây chấn động kinh hoàng cả nước. Chuyện đó nói sau. Thế cục tỉnh Yến đột nhiên trở nên căng thẳng, sau khi tin tức từ hội nghị lần đầu của Bộ Chính trị âm thầm tuồn ra. Trong chốc lát trước cửa văn phòng Tôn Tập Dân vắng đến mức có thể răng lưới bắt chim. Nhưng Phạm Duệ Hằng còn làm bộ đến thăm Tôn Tập Dân một lần, nắm tay, nói vài câu bảo trọng, liền rõ ràng có ý cáo biệt. Tôn Tập Dân cũng biết tuy rằng ông ta và Phạm Duệ Hằng từng có chia rẽ, nhưng đó là mâu thuẫn bình thường giữa nhân vật số 1 và số 2. Trong quá trình ông ta bị Trung ương trách hỏi, Phạm Duệ Hằng cũng không ném đá xuống giếng, cũng coi như đối nhân xử thế đàng hoàng, ông ta liền rất khách sáo mà nắm tay Phạm Duệ Hằng, nói không cần phải cảm ơn. Những ủy viên thường vụ khác phần lớn không hề tới cửa, cho dù đi ngang qua cửa của Tôn Tập Dân, cũng là nhấc cao khẽ chân mà bước, sợ bị Tôn Tập Dân nhìn thấy gọi lại. Lòng người đúng là dễ thay đổi, Tôn Tập Dân âm thầm lắc đầu. Đến chiều, toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Yến lòng người hoảng sợ, điện thoại không ngừng đến thủ đô, nhất là Cao Tấn Chu và Đàm Quốc Thụy, hai người đóng chặt cửa phòng làm việc, không gặp mặt ai, một người nghe, một người thì gọi điện thoại. Thế cục tỉnh Yến sắp có thay đổi lớn, đều biết rằng chủ tịch tỉnh sắp đi, chẳng ai còn lòng dạ nào mà công tác, đều tìm hiểu xung quanh Cao Tấn Chu và Đàm Quốc Thụy, ai sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, hội nghị thường vụ tỉnh ủy, lại có nhiều điều chỉnh trọng đại sao. Giữa chiều, tất cả mọi người chờ điện báo từ thủ đô. Nhưng điện thoại từ thủ đô lại chậm chạp không vang lên, những người quan tâm biết được tin tức rằng hội nghị lần thứ hai đã ra nghị quyết, ngày hôm sau sẽ chính thức tuyên bố. Nhưng nội dung cụ thể là thế nào, lại không có một chút tin tức nào truyền ra. Bị cấp trên vây trong trạng thái giữ bí mật, tuy rằng chỉ có một ngày sẽ công bố, nhưng lòng người chính là càng giữ bí mật càng hiếu kỳ, đều muốn dùng trăm phương nghìn kế để biết quyết định trước tiên. Nhưng lần này mức độ giữ bí mật khá cao, tất cả mọi người nghĩ hết phương pháp, mà một chút tin tức cũng không tìm hiểu được. Chuyện lạ, thật sự là chuyện lạ trên đời. Chẳng lẽ, tin đồn đã ra nghị quyết là không đúng? Chẳng lẽ, ứng cử viên điều chỉnh bộ máy lại khó đưa ra sao? Tỉnh Yến, bị sự cố ở huyện An quấy cho một trận long trời lở đất. Tỉnh Yến đêm nay, nhất định có vô số người mất ngủ. Nhưng Hạ Tưởng lại không mất ngủ, ngược lại hắn thoải mái như gỡ được tảng đá lớn trong lòng vậy, sau khi tan tầm cùng Tiêu Ngũ đi ăn cơm. Tính ra một thời gian rồi không ngồi cùng với Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ không bắt tay vào làm khai thác. Phát triển dự án bất động sản ở Tần Đường, mà đang chờ đợi xem thế nào, bởi vì giai đoạn hiện tại thời cơ chưa chín muồi. Tuy nhiên gần đây anh ta quan hệ mật thiết với Nga Ni Trần, theo Nga Ni Trần học được không ít chuyện này chuyên kia, đột nhiên tăng hứng thú với ngành khách sạn hơn nhiều, chuẩn bị tiến quân vào ngành khách sạn.
Trong lúc ăn cơm, Tiêu Ngũ mới nói đến Nga Ni Trần phát hiện hành tung của Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương đúng lúc, cũng nói đến chuyện Gia Cát Phách Đạo và Lã Trấn Dương bị bắt đánh cho tơi bời tại huyện An. Hạ Tưởng nghe xong, sắc mặt lại u ám, nửa ngày không nói gì, lửa giận đã cố gắng áp chế rất lâu trong lòng rốt cục đã bùng lên. Ngưu Lâm Quảng nếu chỉ một lòng gây chuyện với hắn trong kinh doanh, hắn có lẽ còn có thể tha thứ cho y một thời gian, y lại không cảm thấy bằng lòng mà tham dự vào trong đấu tranh chính trị, chính là không biết lượng sức tự tìm đường chết. Hạ Tưởng chỉ nói một câu với Tiêu Ngũ. Thay tôi cảm ơn Chủ tịch Trần. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng nhận được điện báo từ tỉnh ủy, bảo hắn lập tức đi tới tỉnh ủy tham gia hội nghị quan trọng, nội dung hội nghị không rõ ràng, chỉ nhấn mạnh bảo hắn cần phải đi nhanh tới. Thời khắc kích động lòng người đang đến. Hạ Tưởng lập tức mang theo thư ký, gọi lái xe, khởi hành đi tới tỉnh thành. Nhìn bóng dáng Hạ Tưởng nhanh chóng dứt khoát rời khỏi tòa nhà thành ủy, Trương Quốc Vĩ đứng ở phía trước cửa sổ, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, chua ngọt đắng cay cùng nhau dâng lên trong lòng, không ngờ một câu cũng nói không nên lời. Vừa đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng ngay lập tức tham gia một hội nghị nhỏ. Giữa trưa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung ương Trung Quốc, Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Ngô Tài Dương từ thủ đô tới tỉnh Yến, đồng hành còn có nhân viên quốc vụ viện liên quan đi theo. Trong số nhân viên đi theo, ngoài dự đoán mọi người chính là có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây Trương Căng. Chẳng lẽ, không ít người đều đoán được lờ mờ điều gì đó. Tỉnh Yến sắp diễn ra một hồi tuồng. Chương 1201, thay đổi nhân sự, tương lai còn dài. Vừa là trưởng ban tổ chức Trung ương, lại là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, thân phận của Ngô Tài Dương cực kỳ khiến người khác chú ý. Hơn nữa việc y đến có liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự quan trọng của tỉnh Yến, bởi vậy, Ngô Tài Dương trở thành tiêu điểm chú ý của cả tỉnh Yến. Khi kết thúc cuộc họp, Ngô Tài Dương chính thức thông báo quyết định quan trọng của Trung ương với việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh Yến với tỉnh ủy. Dù rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi thực sự được xác nhận, những người có liên can của tỉnh Yến vẫn kinh ngạc không rõ lý do, bởi vì có một quyết định điều chỉnh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Tài Dương cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nhìn về phía Phạm Duệ Hằng đầy ẩn ý. Phạm Duệ Hằng biết, là để bí thư tỉnh ủy là y đi đầu thể hiện ý kiến, y còn có thể nói gì? Đành phải phụ họa nói. Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, tuân theo sắp xếp về cơ cấu tổ chức. Phạm Duệ Hằng vừa thể hiện ý kiến, những người khác đều lần lượt tỏ ý phụ họa. Quyết định của Trung ương giành được sự ủng hộ của toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Yến. Buổi trưa, sau những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều vừa bắt đầu giờ làm đã triệu tập đại hội toàn thể cán bộ tỉnh Yến. Đầu tiên là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngô Tài Dương tuyên bố quyết định điều chỉnh người phụ trách chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh của Trung ương với tỉnh Yến, bổ nhiệm đồng chí Cao Tấn Chu làm Ủy viên tỉnh ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh Yến, cũng đưa ông ta vào danh sách ứng viên cho chức chủ tịch tỉnh Yến, bãi miễn chức vụ phó bí thư tỉnh ủy viên thường vụ, ủy viên tỉnh Yến của đồng chí Tôn Tập Dân, và chấp thuận đề nghị xin được rút khỏi chức chủ tịch tỉnh Yến để nhận lỗi của ông ta. Đồng ý bãi miễn chức phó chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Lưu Bảo Kiếm. Tiếp sau, người chịu trách nhiệm của Quốc vụ viện tuyên bố quyết định xử lý tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng của huyện An. Xét thấy đồng chí chủ tịch tỉnh Yến Tôn Tập Dân, đồng chí phó chủ tịch tỉnh Lưu Bảo Kiếm chịu trách nhiệm của người lãnh đạo cho sự cố kể trên, căn cứ theo quy định của Quốc vụ viện về truy cứu trách nhiệm hành chính của tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và các quy định liên quan khác, được sự phê duyệt của Đảng Trung ương, Quốc vụ viện đồng ý chấp thuận lời đề nghị tự nhận lỗi và xin được từ chức khỏi chức vụ chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Tôn Tập Dân, đồng ý bãi miễn chức vụ phó chủ tịch tỉnh Yến của đồng chí Lưu Bảo Kiếm. Với những nhân viên khác có trách nhiệm liên quan tới vụ việc lần này sẽ do tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Yến đưa ra ý kiến xử lý, những người bị nghi ngờ có tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ điều tra tai nạn của Quốc vụ viện đang tiến hành điều tra sâu hơn nữa, tra đích danh hành vi phạm pháp, xác định rõ đơn vị và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm. Sau khi tuyên bố xong quyết định điều chỉnh nhân sự đầu tiên, Phạm Duệ Hằng lại một lần nữa thể hiện thái độ kiên quyết ủng hộ quyết định của Đảng Trung ương, Quốc vụ viện, cũng hoàn toàn tiếp nhận ý kiến xử lý với lãnh đạo có liên quan của Trung ương với tỉnh Yến, bày tỏ tỉnh Yến sẽ ghi nhớ sâu sắc bài học từ vụ tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng, thực sự làm tốt công tác an toàn sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao độ về sinh mạng và tài sản của nhân dân. Khi Phạm Duệ Hằng phát biểu xong, Tôn Tập Dân bước lên bục nói lời từ biệt.
Tôn Tập Dân mang vẻ mặt nặng nề, đứng trên bục chủ tọa, vô cùng đau xót nói. Tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở huyện An gây ra tổn thất nặng nề về người và của cho nhân dân tỉnh An. Tôi là chủ tịch tỉnh, là lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp. Sau khi sự việc xảy ra, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, không khi nào yên lòng, mỗi khi nghĩ tới tình cảnh bi thảm khi đó đều không kìm nổi nước mắt. Tôi có tình cảm sâu sắc với nhân dân tỉnh Yến, vốn định cống hiến hết mình trái tim chân thành cho tỉnh Yến, cùng nhân dân tỉnh Yến xây dựng tỉnh Yến thêm tươi đẹp. Chỉ là một tai nạn đột ngột xảy đến khiến nhiều gia đình tan nát, cũng khiến mộng ước của tôi tan thành mây khói. Tôi biết, dù nói thế nào cũng không thể cứu lại được mạng sống đã vụt mất, dù cho tôi có đau đớn và hối hận đến thế nào cũng không thể bù đắp nổi nỗi đau và tai vạ của các gia đình. Tôi thực sự yêu mảnh đất tỉnh Yến này từ tận đáy lòng. Nếu như cho tôi dâng hiến sinh mệnh mình vì nó thì tôi cũng không chút do dự. Nhân lúc sắp rời khỏi tỉnh Yến, xin cho phép tôi được chúc tỉnh Yến sau này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nữa, đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp và lãnh đạo đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian qua, cho tôi có được một khoảng hồi ức khó quên. Bài phát biểu chia tay của Tôn Tập Dân đầy truyền cảm, những lời nói tình cảm nhiều hơn là lời quan khách sáo, thực sự thể hiện rất nhiều tình cảm chân thực. Thậm chí còn khiến một số cán bộ đảng viên ở đó xúc động, không ít người còn rơi lệ cảm thông. Chỉ tiếc, chính trị, mãi mãi không dùng sự thông cảm vô dụng và nước mắt để chấm điểm. Không ít người đều chú ý đến một hiện tượng trái với quy luật thông thường, Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường Hạ Tưởng, lần đầu tiên ngồi ở hàng ghế chủ tọa. Tuy rằng hắn ngồi ở vị trí ngoài cùng, nhưng những người ngồi trên hàng ghế chủ tọa đều là lãnh đạo tỉnh, nói chính xác hơn, đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bốn người phụ trách chính của bộ máy lãnh đạo. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, sao lại có thể ngồi ở đó? Lại liên tưởng đến vị phó chủ tịch tỉnh vừa bị bãi miễn, nhưng đồng thời lại chưa nêu tên ứng viên phó chủ tịch tỉnh mới. Trong mấy vị phó chủ tịch tỉnh, Lưu Bảo Kiếm xếp hạng sau cùng, việc y bị bãi miễn rõ ràng là đóng vai kẻ chịu tội thay, nhưng vận mệnh của y không ai quan tâm, điều mọi người quan tâm là tại sao lại để trống một ghế phó chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng đã là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, lẽ nào còn muốn đề cử làm phó chủ tịch tỉnh, đồng thời kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Không ít người đều lần lượt phỏng đoán tóm lại Hạ Tưởng muốn chức vụ gì, chính là thăng chức lên cấp phó tỉnh. Càng nhiều người nghĩ đến tuổi của Hạ Tưởng, ở tuổi của hắn, làm đến chức bí thư thành ủy đã đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi, lại leo lên chức cấp phó tỉnh, có thể sẽ là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất cả nước. Phá vỡ kỷ lục thăng quan tiến chức với tốc độ phi thường của Cổ Thu Thật, xứng đáng trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước. Việc Cổ Thu Thật là dòng chính của Tổng Bí Thư, gần như ai ai cũng biết. Có sự nâng đỡ của Tổng Bí Thư, việc Cổ Thu Thật thăng quan tiến chức như diều gặp gió cũng là lẽ dễ hiểu, còn Hạ Tưởng thì dựa vào cái gì? Người bình thường nào có thể hiểu rõ được mạng lưới quan hệ chồng chéo phức tạp sau lưng Hạ Tưởng? Đừng nói là người bình thường. E rằng ngay cả Tào Vĩnh Quốc muốn làm rõ rốt cuộc vào thời khắc then chốt, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ Hạ Tưởng, thì cũng không tiện nói rõ, càng không dám khẳng định, huống chi là người ngoài. Sau khi Tôn Tập Dân nói lời từ biệt, những người ngồi đó vẫn dành cho y một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nhiên có người để ý thấy Ngô Tài Dương đang đứng trên bục tuy rằng cũng đang vỗ tay nhưng chỉ là vỗ nhẹ vài tiếng, ít nhiều có thái độ phản đối trong đó. Có người ngay lập tức rút ra kết luận. Trưởng ban tổ chức trung ương có thành kiến rất nặng nề với Tôn Tập Dân. Đắc tội với trưởng ban tổ chức trung ương, có thể ngồi vững được trên ngai vàng chủ tịch tỉnh mới là lạ. Hơn nữa Ngô Tài Dương lại là người có thế lực nhất trong thế lực gia tộc hiện nay, chỉ một lời nói có thể lôi kéo không biết bao người. Tôn Tập Dân lại là vì một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng mà bị đình chỉ công tác, thật cũng không oan. Tiếp theo lại tuyên bố một quyết định điều chỉnh nhân sự quan trọng nữ ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến Lý Ngôn Hoàng điều động đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhậm chức. Trương Kiềm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tây trở thành cán bộ trao đổi với địa phương khác, đến tỉnh Yến đảm nhận công việc tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Cao Tấn Chu là dòng chính nhà họ Ngô, lần này thuận lợi lên chức ở tỉnh Yến, nhà họ Ngô đứng đằng sau chắc chắn đã tốn không ít công sức, nhưng nhất định cũng phải nhượng bộ. Vì thế việc tuyên chuyển Lý Ngôn Hoàng thoạt nhìn có chút đột ngột. Nghĩ kỹ một chút, cũng sớm đã ở trong dự tính. Trung ương không thể để một gia tộc lớn mạnh ở cả tỉnh, nếu không cuối cùng cồng kềnh khó điều hành, chắc chắn sẽ thành họa lớn. Trong đó màn đọ sức sâu sắc hơn còn là một phương án không ai biết,
nhưng cuối cùng vẫn không được thông qua, vì lẽ có người đề nghị phải ra tay mạnh hơn nữa với bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến, đến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng phải thay. Cuối cùng Tổng Bí thư không đồng ý với phương án này, lý do là quá mạnh tay, hơn nữa trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến vừa mới đến nhậm chức, lúc này lại điều chỉnh, rất khó thuyết phục. Thật ra phương án này cũng có phần đáng tiếp thu, bởi vì Vương Bằng Phi là từ trưởng ban thư ký tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thường thì Trung ương sẽ không để cho trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy có mối quan hệ thân thiết quá mức, nếu không bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thao túng quyền hành chủ chốt trong toàn bộ lĩnh vực nhân sự sẽ dễ dàng hình thành lợi ích tập thể lớn nhất cả tỉnh. Thường thì quan hệ giữa trưởng ban thư ký và bí thư tỉnh ủy đều khá tốt đẹp, vì thế, Vương Bằng Phi cũng bị cho là có quan hệ thân thiết với Phạm Duệ Hằng, thế nên mới có người có ý muốn y phải nhường chức. Thật ra quan hệ giữa Vương Bằng Phi và Phạm Duệ Hằng thật sự không có gì đặc biệt, còn lâu mới được coi là thân thiết. Vương Bằng Phi càng không biết y rơi vào mối nguy khó lòng ngồi vững chiếc ghế trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu như y biết được cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Lý Ngô Hoằng bị điều khỏi tỉnh Yến, là bước nhượng bộ đầu tiên của nhà họ Ngô. Bước nhượng bộ thứ hai mà không ai biết chính là Đàm Quốc Thụy bình yên vô sự, không bị liên can một chút nào. Trên thực tế Đàm Quốc Thụy được phân quản lý mảng giao thông. Y mới là phó chủ tịch tỉnh đáng bị cách chức, nhưng cuối cùng lại để cho một phó chủ tịch tỉnh thông thường không phải là ủy viên thường vụ gánh tội thay. Chính trị, từ xưa đến nay chính là sản phẩm của cân bằng và thỏa hiệp. Hơn nữa Đàm Quốc Thụy chẳng những không gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, cũng không bị xử phạt một chút nào, còn được hưởng lợi. Tiếp theo, lại tuyên bố quyết định bổ nhiệm thứ ba, được Trung ương phê chuẩn. Ban tổ chức Trung ương quyết định để đồng chí Hạ Tưởng nhậm chức ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh Yến. Bổ nhiệm rất ngắn gọn, chỉ là tuyên bố Hạ Tưởng là ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, cũng không đưa hắn vào danh sách ứng cử phó chủ tịch tỉnh. Như thế cũng có nghĩa là, Hạ Tưởng ngoài việc đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chức vụ kiêm nhiệm chính là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Dù rằng sớm có dự đoán, nhưng sau khi ban tổ chức Trung ương chính thức tuyên bố bổ nhiệm, không ít người vẫn cứ kinh hoàng ngay tại chỗ. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ nội tình. Còn có một số người cho rằng tin đồn Hạ Tưởng muốn với lên chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy chỉ là lời đồn vô căn cứ, chẳng qua là vì gần đây thế cục tỉnh Yến rối ren nên mới có tin như vậy, không ngờ, lời đồn đại đã thành sự thật. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới 38 tuổi, vượt qua rất nhiều cán bộ phó giám đốc sở 44 tuổi, dựa vào lẽ gì? Tuy rằng nói tốc độ thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng từ trước đến nay không hề chậm nhưng lần này thuận lợi vượt từ cấp giám đốc sở lên phó tỉnh, vẫn khiến không ít người đem muốn ghen tị. Sau khi tuyên bố việc Hạ Tưởng được bổ nhiệm, đại hội chính thức hoàn thành toàn bộ những thủ tục. Cuối cùng Ngô Tài Dương tổng kết khái quát, tiếp đến là Phạm Duệ Hằng đọc diễn văn, xem như đã kết thúc thắng lợi. Đến lúc này, quyết định điều chỉnh quan trọng của bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến đã được xác định. Hạ Tưởng chính thức thăng chức làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng khiến hắn một bước lên trời, trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trên cả nước. Sau khi đại hội chấm dứt chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, các đơn vị truyền thông lớn trên cả nước, các trang web lớn, đều đưa tên Hạ Tưởng lên dòng tít trên cùng. Hội nghị vừa chấm dứt, Ngô Tài Dương liền lên đường quay về Bắc Kinh, không lưu lại, Tôn Tập Dân tạm thời ở lại, còn phải làm công tác bàn giao cuối cùng. Toàn bộ quá trình bổ nhiệm diễn ra chặt chẽ tỉ mỉ. Ngô Tài Dương cũng giải quyết tất cả mọi việc với thái độ giải quyết việc công, không có bất kỳ cuộc gặp gỡ riêng nào với Hạ Tưởng, cũng không thể hiện thái độ gì đặc biệt với Hạ Tưởng, tỏ ra dường như không hề quen biết gì với hắn. Đoàn của Ngô Tài Dương vừa đi, thành viên hội nghị thường vụ phiên mới của tỉnh Yến lập tức triệu tập hội nghị thường vụ kỳ đầu tiên. Hạ Tưởng vừa mới đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ. Trong lần đầu tiên ở hội nghị thường vụ đã có ý kiến đề xuất. Hạ Tưởng lần đầu tiên điều khiển hội nghị thường vụ tỉnh ủy, thành bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức nặng lời nói của hắn trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau này. Chương 1202, mới cũ luân chuyển, đối mặt vấn đề khó. Phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy trang trọng nghiêm túc, Hạ Tưởng tiến vào đầu tiên. Mấy năm trước, khi hắn công tác ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, là cấp cục trưởng, trong trụ sở tỉnh ủy, mấy lần đi qua khu nhà của ủy viên thường vụ tỉnh ủy màu xám, luôn không khỏi tự chủ sản sinh cảm giác kính sợ thần bí. Bởi vì, tầng quyền lực cao nhất của tỉnh Yến, toàn bộ chính sách và quyết nghị,
đều sinh ra trong phòng hội nghị trong tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Mỗi một người làm việc trong trụ sở tỉnh ủy, cho dù là cấp bậc cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, trong lòng hướng tới và ngưỡng mộ đối với tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy thần bí mà phòng bị nghiêm ngặt. Người trong quan trường đều coi tòa nhà ủy viên thường vụ là thánh địa, bởi vì dấu hiệu quan trọng nhất của một người ở một thành phố hay một tỉnh có thể nắm quyền lớn hay không chính là có thể ngồi trong phòng họp hội nghị thường vụ, vẫn cười nói như thường, chỉ điểm Giang Sơn hay không. Lúc ban đầu mới vào quan trường, Hạ Tưởng đã từng đi cùng Lý Đinh Sơn đến tỉnh ủy gặp gỡ Tống Chiêu Độ, là lần đầu tiên hắn quan sát tòa nhà ủy viên thường vụ từ khoảng cách xa, lúc đó chỉ cảm giác sắc điệu u ám mà âm trầm, chứ không có chỗ thần kỳ. Tiếp sau đó, sau khi hắn thăng lên cấp cục trưởng, lại làm việc trong trụ sở tỉnh ủy, hàng ngày đều đi qua khu nhà ủy viên thường vụ một lần, mỗi lần đều có cảm nhận khác nhau. Nhìn thấy bóng dáng của mấy người cao nhất trong tỉnh Yến ra ra vào vào, hắn lúc ấy cũng từng có ảo tưởng, khi nào hắn cũng có thể lấy thân phận là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có một vị trí nho nhỏ trong tòa nhà ủy viên thường vụ. Lúc ấy còn cảm thấy đó là một giấc mộng xa vời và không thực tế, ai có thể ngờ, sau mấy năm, hắn lại đến trước tòa nhà ủy viên thường vụ, thân phận hoàn toàn khác nhau. Hắn của bây giờ, đã là một lãnh đạo tỉnh thực thụ rồi, là một trong 13 ủy viên thường vụ tỉnh ủy của tỉnh Yến, không chỉ có một phiếu quan trọng trong hội nghị thường vụ, có một chỗ ngồi dành riêng trong phòng họp hội nghị thường vụ, cũng có một phòng làm việc riêng trong tòa nhà ủy viên thường vụ. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phân lượng không phải là nhỏ, sự nâng cao của cấp bậc, không chỉ mang đến sự nâng cao trên diện rộng về quyền lực, còn có quyền lợi chính trị và sự đãi ngộ tương ứng, VV, lợi ích hiển nhiên nhiều hơn. Ma lực và quầng sáng rất lớn của quyền lực, mọi người đều hướng về đồng thời bon chen giành giật. Hạ Tưởng lần đầu tiên với thân phận là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ngồi trong phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhưng không phải là quá rộng rãi và sáng sủa, cảm xúc mênh mông, sự kích động hiếm có nén xuống trong lòng. Từng là giấc mộng, một khi thực hiện được, dù là ai trong lòng cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Từ giám đốc sở đến phó tỉnh, là cửa quan mấu chốt nhất trên con đường thông thiên không ngừng hướng lên trên, khi đã đi qua rồi, đất trời rộng lớn, thì có thể trèo cao nhìn xa, không qua được, thì chỉ có thể dừng bước ở giám đốc sở, tầm mắt bị hạn chế chỉ trong một vùng nhất định. Trèo lên cao mới có thể nhìn được xa, người không trèo cao, tầm mắt mãi mãi không bao giờ mở rộng được. Hội nghị đầu tiên của hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ mới của tỉnh Yến, long trọng tổ chức. Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng chủ trì hội nghị, đầu tiên ông ta thay mặt tỉnh ủy tỉnh Yến, biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với hai ủy viên thường vụ tân nhậm Trương Kiềm và Hạ Tưởng, đồng thời hy vọng hai đồng chí an tâm công tác ở tỉnh Yến, dụng tâm kính dâng, sẽ làm ra những cống hiến lớn trên cương vị công tác mới. Theo sau, Trương Kiềm và Hạ Tưởng lần lượt phát biểu, đơn giản là cảm ơn sự tín nhiệm của Trung ương, cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh ủy, trong công tác sau này, nhất định sẽ không kiêu ngạo, không nóng vội, vì đảng vì nước cống hiến tinh lực suốt đời. Tiếp theo đó, là cuộc gặp mặt, chào hỏi xã giao, làm quen nhau một chút. Trương Kiềm là cán bộ đất khách giao lưu từ tỉnh Tây đến tỉnh Yến, quả thực là khuôn mặt mới, do Tiếu Viễn Tâm giới thiệu ông ta. Khi giới thiệu đến Hạ Tưởng, Trương Kiềm ha hả cười. Tôi đã sớm nghe thấy đại danh của Hạ Tưởng, đối với tôi mà nói, người lạ, nhưng tên thì như sấm bên tai. Hạ Tưởng cười. Ai cũng không hy vọng sấm đánh bên tai, vừa giật mình sợ hãi lại phiền toái, hy vọng tên của tôi không làm phiền đến chủ nhiệm Trương mới tốt. Trương Kiềm càng cười lớn hơn. Nhìn đi, vừa bắt đầu đã muốn ra uy thế phủ đầu với tôi, ức hiếp tôi là người nơi khác đến, có phải không? Mọi người nhìn thầm thấy làm kỳ lạ, cũng không biết Hạ Tưởng quả thực là nhân duyên tốt, được người khác yêu quý, hay là có nguyên nhân khác. Tuy nhiên cẩn thận mà suy nghĩ thì sẽ rõ nội tình trong đó, Trương Kiềm là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tây, Tào Vĩnh Quốc là chủ tịch tỉnh Tây, Trương Kiềm nói chuyện thân mật với Hạ Tưởng, cũng hoàn toàn nằm trong tình lý. Theo sau giới thiệu Hạ Tưởng, tuy nói Hạ Tưởng vốn không cần Thiếu Sa Tâm giới thiệu quá nhiều, dù sao đều quen biết, nhưng việc đi qua sân khấu cũng cần phải đi. Phạm Duệ Hằng bắt tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, khi tôi mới quen cậu, cậu mới là phó chủ tịch huyện. Từng bước đi tới ngày hôm nay, thật không dễ dàng, phải bước đi từng bước chân vững chắc. Lời nói của Phạm Duệ Hằng có hàm ý khác, tất cả mọi người có mặt đều nghe ra, là biểu thị kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng. Cao Tấn Chu và Hạ Tưởng bắt tay, vẻ mặt tràn đầy nụ cười.
Hạ Tưởng, nháy mắt cái mà tôi đến tỉnh Yến đã gần 10 năm, quen biết cậu cũng gần 10 năm rồi, thời gian trôi đi thật nhanh, hôm qua cha tôi còn hỏi đến cậu, nói là mời cậu đến nhà chơi. Quả thực cũng đã rất lâu rồi không ngồi nói chuyện với ông Cao, đối với ông Cao, Hạ Tưởng cũng rất có cảm tình sâu sắc. Biểu thị của chủ tịch tỉnh Cao càng thân thiết, càng bình dị, thì càng khiến cho mọi người miên man bất định. Được thôi, Hạ Tưởng ban đầu vào hội nghị thường vụ, đã trở thành đối tượng tranh nhau lôi kéo của bí thư và chủ tịch tỉnh, ban đầu còn cho rằng Hạ Tưởng lý lịch kinh nghiệm là nông nhất, trong hội nghị thường vụ khẳng định sẽ không có quyền phát ngôn gì, không ngờ, một bước đặt chân vào cấp phó tỉnh, đã trở thành tiêu điểm mà nhân vật số 1 số 2 chú ý. Ánh mắt của không ít người khi nhìn Hạ Tưởng, từ kỳ lạ biến thành kinh ngạc. Phó bí thư tỉnh ủy Hồ Tăng Chu và Hạ Tưởng bắt tay nhau. Hạ Tưởng, tốt tốt, làm tốt lắm, về sau chúng ta đã là đồng nghiệp, hiếm có hiếm có. Lời nói của Hồ Tăng Chu vừa thân thiết, lại vừa hàm xúc, hình như ẩn hàm rất nhiều tin tức phong phú, khiến người ngoài nghe xong đều như chìm trong sương mù. Nhưng chính là chú ý ẩn giấu không được lộ ra, nên bạn nghe không rõ là đúng rồi, song phương đương sự hiểu là được. Cái cần chính là khoảng cách có gần có xa. Dựa theo xếp hạng, thì đến lúc bắt tay với Trương Kiềm rồi. Nhưng lúc trước đã bắt tay qua, tuy nhiên trình tự vẫn phải có, hai người liền nhẹ nhàng bắt tay, cười và đi qua. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Bình Văn ở tỉnh Yến thời gian cũng không ngắn, Hạ Tưởng cũng quen, nhưng qua lại không nhiều. Lý Bình Văn chỉ cười, một tay bắt tay, một tay vỗ vai Hạ Tưởng. Không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thái độ không nóng không lạnh. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy lại mặt mày hớn hở bắt tay với Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, từ nay về sau chúng ta phải dắt tay nhau cùng tiến, nỗ lực làm tốt các hạng mục của tỉnh Yến, có thể làm cộng sự với cậu, tôi cảm thấy rất vui, cũng rất vinh hạnh. Xếp hạng của Đàm Quốc Thụy trong hội nghị thường vụ đang đà bay lên, bây giờ vẫn chưa có sự điều chỉnh rõ ràng về phân công của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng người sáng suốt đã có thể nhìn ra, Đàm Quốc Thụy bước tiếp theo sẽ chủ trì công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này khi Bộ Chính trị thúc đẩy bãi miễn kiến nghị của Tôn Tập Dân, Đàm Quốc Thụy cũng đã làm không ít việc ở phía sau, nguyên do trước sau để Tôn Tập Dân thị sát đường Sơn Thủy đều hình thành tài liệu báo cáo lên trên, đã khởi lên tác dụng thúc đẩy đối với việc Trung ương cuối cùng quyết định truy vấn trách nhiệm Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân nếu biết Đàm Quốc Thụy ở đằng sau hạ độc thủ, phỏng chừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi và Hạ Tưởng bắt tay. Đồng chí Hạ Tưởng, hoan nghênh. Tốt lắm. Nhưng nét tươi cười trên mặt rất phong phú, toát ra vẻ mặt quen thuộc và thân thiết. Bí thư Thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên vẫn mang giọng nói với thái độ thản nhiên. Nói ra thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không phải là ngắn, cũng thực sự chưa ngồi với nhau, tối nay ở Sở Phong Lâu, tôi mời, thế nào? Càng có hàm nghĩa phong phú, khiến người ta phải liên tưởng. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương và Hạ Tưởng cũng là bạn cũ của nhau, ông ta ha hả cười. Tốt, tốt lắm, tôi sắp về hưu rồi, vừa khéo quân sinh lực được bổ sung, sự nghiệp của tỉnh Yến đã có người kế nghiệp. Khi trưởng ban thư ký Tiếu Viễn Tâm bắt tay với Hạ Tưởng thì tùy ý hơn nhiều. Mấy ngày trước cùng nhau uống trà, cậu còn nói đùa tôi là lãnh đạo tỉnh, bây giờ nháy mắt cậu cũng đã là lãnh đạo tỉnh rồi, bí thư Hạ. Phân lượng trà của cậu nặng quá, chắc tôi phải mời cậu một bữa tiệc lớn mới thỏa. Câu nói đùa giữa Tiếu Viễn Tâm và Hạ Tưởng, làm cho mọi người được một trận cười, trong tiếng cười, lại nhiều hơn những ánh mắt đầy thâm ý. Trưởng ban tuyên giáo Lý Phong chỉ bắt tay với Hạ Tưởng, và nói một câu. Hoan nghênh! Ủy viên chính trị quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc càng lời ít ý nhiều. Tốt! Đến lúc này, toàn bộ nghi thức gặp mặt kết thúc. Nghi thức gặp mặt. Mạch quan hệ của Hạ Tưởng, cùng với mức độ hoan nghênh nhận được, khiến Tiếu Viễn Tâm và Trương Kiềm thầm giật mình kinh hãi, cũng khiến cho Đàm Quốc Thụy chớp mắt liên tục, trong lòng bốn bề dậy sóng, đối với việc từ nay về sau qua lại với Hạ Tưởng thế nào, càng nhiều lo lắng. Nghi thức gặp mặt vừa kết thúc, thì chính thức tổ chức hội nghị lần thứ nhất hội nghị thường vụ khóa mới. Trước tiên do Phạm Duệ Hằng xác nhận lần nữa, ủng hộ và tán thành với quyết nghị của Trung ương. Tiếp tục nhấn mạnh tính quan trọng của sản xuất an toàn, sau đó thì trước tình trạng kinh tế và thế cục chính trị của tỉnh Yến, đại khái đưa ra một thông báo ngắn gọn. Hội nghị hôm nay, không có chủ đề rõ ràng, nếu như có đồng chí nào có đề nghị, thì có thể đề xuất ra bây giờ, thảo luận nghiên cứu ngay tại đây. Nói chung,
hội nghị thường vụ tỉnh ủy sẽ không đơn giản tổ chức, chỉ có việc quan trọng mới đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận. Lời của Bí thư Phạm, rõ ràng là nể mặt Hạ Tưởng, là ám thị Hạ Tưởng có đề nghị gì, có thể lập tức đệ trình, tương đương với tặng một phần lễ lớn cho Hạ Tưởng lần đầu vào hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, khiêm tốn và nhún nhặn nói. Đối với công tác của tỉnh ủy, tôi hiểu không nhiều, không dám mạo muội đề nghị, để tránh thêm phiền toái cho các đồng chí và lãnh đạo đang có mặt ở đây. Tuy nhiên có một việc về sắp xếp nhân sự ở Tần Đường, cứ treo mãi không quyết được, bất lợi đối với việc triển khai công tác của Tần Đường, bởi vậy, tôi trịnh trọng đề nghị lên hội nghị thường vụ, nhanh chóng bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy của đồng chí Phó Hiểu Bân. Phó Hiểu Bân chỉ được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy, chứ không được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ, căn nguyên của sự việc còn nằm trên người Tôn Tập Dân. Như hiện giờ Tôn Tập Dân chân trước rời khỏi tỉnh Yến, sau lưng Hạ Tưởng liền nhắc lại việc này, không ít người thầm đoán được, nếu đề nghị nhận được thông qua, vừa lộ rõ sức ảnh hưởng của Tôn Tập Dân ở tỉnh Yến đã hoàn toàn biến mất, một bên hiện rõ Hạ Tưởng bước đầu hành xử quyền đề nghị và quyền đề danh của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời ý nghĩa quan trọng hơn còn nằm ở chỗ, Hạ Tưởng mới lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu thuận lợi giúp Phó Hiểu Bân giải quyết bổ nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, không chỉ khiến cho Phó Hiểu Bân từ nay khăng khăng một mực đi theo Hạ Tưởng, cũng làm cho uy vọng của Hạ Tưởng ở Tần Đường, một thời không có ai hơn, từ nay về sau trở thành người hang đầu xứng đáng với cái tên ở Tần Đường. Tuyệt đối là tuyệt chiêu một công đôi việc. Hay cho một Hạ Tưởng, chả trách mới còn trẻ đã trở thành quan viên cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, thủ pháp chính trị thuần thục, quả thực tài giỏi. Hạ Tưởng vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Phạm Duệ Hằng, Bí thư Hạ tán thành hoặc phản đối, sẽ trực tiếp biểu rõ thái độ thật lòng giúp đỡ đối với Hạ Tưởng. Chương 1203, bố cục trước, bày kế lớn sau. Phạm Duệ Hằng không khiến người ta đợi lâu, chỉ suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng phù hợp với thực tế. Tần Đường chống một ghế thường ủy cũng bất lợi cho việc triển khai công việc. Tôi tán thành đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng. Ánh mắt mọi người liền hướng về Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu khẽ mỉm cười. Cá nhân tôi không có ý kiến. Đồng chí Phó Hiểu Bân nên đảm nhiệm chức thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường. Đồng chí Bằng Phi thấy sao? Vương Bằng Phi ngay mặt đáp lại. Ban tổ chức cán bộ chưa có đủ ý kiến. Tần Đường chống một ghế thường vụ thành ủy không phù hợp với quy củ. Kỳ thực cho dù đồng chí Hạ Tưởng không đề cập tới tôi cũng đang muốn thảo luận cùng Bằng Phi. Không thể để thành ủy Tần Đường khuyết ghế thường ủy. Vừa lúc đồng chí Hạ Tưởng đề xuất, tôi đề nghị, các đồng chí thảo luận việc này một chút. Nếu không có vấn đề thì biểu quyết. Hồ Tăng Chu cũng nhân lúc sắt rèn còn nóng. Được thôi, đề nghị của Hạ Tưởng vừa dứt lời, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ và Phó Bí thư tỉnh ủy đều tán thành. Đều xếp trước mấy thường ủy cấp quan trọng, tất cả bọn họ đều đồng thanh nhất trí tỏ thái độ ủng hộ. Người dưới còn có ai đưa lời phản đối? Cho dù muốn phản đối cũng phải biết tự lượng sức mới được. Đàm Quốc Thụy thở dốc, muốn thể hiện ý kiến khác. Không ngờ còn chưa mở miệng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật giành nói trước. Tôi mới đến tỉnh Yến, không hiểu tình hình lắm. Thành phố Tần Đường sao lại chống ghế thường ủy? Thật không phù hợp với mạch lớn. Thường ủy không có thì làm sao triển khai công tác được. Tôi kiên quyết ủng hộ đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng. Câu nói khiến Đàm Quốc Thụy bị sặc. Lời của ông ta trong cổ họng liền xoay chuyển, thành ra nuốt trở vào, không nuốt nổi liền ho vài tiếng, vội uống nước ép xuống. Theo sau Bí thư Thành ủy thành phố Yến, Phu Phồn Nhiên cũng với thái độ ủng hộ lạc quan thận trọng. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương không tỏ thái độ. Trưởng ban thư ký Tiêu Viễn Tâm cũng ra sức ủng hộ. Trưởng ban tuyên giáo Lý Phong thái độ mập mờ. Chính ủy quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc bỏ phiếu trắng. Cuối cùng Phạm Duệ Hằng quyết định hội nghị thường vụ chính thức thông qua nghị quyết. Bổ nhiệm Phó Hiểu Bân làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường. Hạ Tưởng vừa mới bước vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã đem Phó Hiểu Bân đẩy vào vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy thành phố Tần Đường. Hào quang quyền lực của ủy viên thường vụ tỉnh ủy quả là khiến người ta phải lóa mặt. Hạ Tưởng đã nhắc tới việc bổ nhiệm nhân sự Tần Đường. Phạm Duệ Hằng thấy thời gian còn sớm liền nhắc lại vấn đề xử phạt đối với công chức có trách nhiệm liên quan đến tỉnh Yến. Ban tổ chức cán bộ đã đưa ra ý kiến xử phạt. Chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy huyện An song song cách chức. Phó chủ tịch huyện và cục trưởng cục giao thông chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật. Phó
Phó thị trưởng thành phố Yến Vô Tư ghi tội xử phạt. Trưởng ban thư ký tỉnh Bành Dũng bị cách chức. Sau khi công bố ý kiến thì các ủy viên thường vụ phát biểu quan điểm của mình. Phần lớn mọi người đều hùa theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ. Bởi hiện tại, thế cục tỉnh Yến mới định, về cơ bản, rõ ràng là ý kiến của ban tổ chức cán bộ, chính là ý kiến của Phạm Duệ Hằng, thì cũng thuận theo trào lưu mà thay đổi. Dù sao vẫn phải có người ra mặt gánh trách nhiệm. Ai cũng được, miễn không phải chính mình. Trên thực tế mối quan hệ của Bành Dũng và Cao Tấn Chu, Đàm Quốc Thụy đều có năng lực. Nhưng xu thế chung hiện nay, hai người cũng đều không mở lời xin tha thứ thay Bành Dũng. Ai cũng không ngờ được là cuối cùng đến lượt Hạ Tưởng lên tiếng. Trong toàn bộ ủy viên thường vụ Hạ Tưởng là người duy nhất bào chữa cho Bành Dũng. Đồng chí Bành Dũng thực ra trong toàn bộ sự cố tại huyện An không có sai lầm lớn. Ông ấy trong tình thế cấp bách nói sai một câu liền bị phóng viên nắm được đưa lên mạng. Nếu ngẫm lại cẩn thận, ông ấy cũng là nóng lòng cứu người. Toàn tâm toàn ý đứng trên xuất phát điểm của công việc. Tuy có lỗi nhỏ nhưng sai lầm không quá lớn. Chúng ta có nên cân nhắc nguyên tắc trị bệnh cứu người, răn trước ngừa sau đối với đồng chí Bành Dũng giáng chức sử dụng không? Phó thị trưởng thành phố Đan Thành đã đến kỳ hạn. Đồng chí Bành Dũng có năng lực, cũng có nhiệt tình công việc, có thể trên cương vị công tác mới. Vùi đầu làm việc một thời gian. Hạ Tưởng thấy mọi người đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía hắn liền thản nhiên cười rồi nói thêm. Chỉ có ý kiến của cá nhân tôi thôi không ổn. Xin mời Bí thư Phạm Phó Chủ tịch tỉnh Cao và các vị lãnh đạo góp ý. Ánh mắt Đàm Quốc Thụy âm trầm như nước. Khá lắm Hạ Tưởng, chẳng những muốn mượn cơ làm người tốt còn muốn thăm dò sự ủng hộ của Phạm Duệ Hằng đối với hắn. Đúng là mưu ma trước quỷ. Đề nghị Hạ Tưởng đưa ra nằm ngoài dự kiến của Phạm Duệ Hằng. Ông ta có chút nắm không chắc chủ kiến, trầm ngâm không nói. Nhưng Cao Tấn Chu hướng về phía Hạ Tưởng biểu lộ ánh mắt tán thưởng. Ý kiến của Hạ Tưởng đối với việc xử lý Bành Dũng phù hợp với ý nghĩ của y. Chỉ là nói sai một câu thì liền phủ định toàn bộ. Quả thật có chút uốn cong thành thẳng. Nhưng hiện tại y chỉ là quyền chủ tịch tỉnh. Hơn nữa thế cục vừa mới ổn định, giao tình với Bành Dũng cũng không quá lớn, không tiện mở miệng đề nghị. Cao Tấn Chu tính cách điềm đạm, không như mấy tay chính trị thủ đoạn thành thạo, không có nhiều xảo quyệt. Ông ta và Phạm Duệ Hằng cùng bộ máy, đối với Phạm Duệ Hằng mà nói là một chuyện tốt. Phạm Duệ Hằng trầm tư không nói, Cao Tấn Chu liền kịp thời lên tiếng. Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng cũng không phải không có lý. Đồng chí Bành Dũng trong công tác trước kia không phạm phải bất cứ sai lầm nào, năng lực hơn người, thành tích xuất sắc. Bây giờ rút cục cũng không công bằng. Đàm Quốc Thụy nghĩ thầm, công bằng hay không chẳng phải một câu nói của bên trên sao? Tôn Tập Dân tự nhận trách nhiệm từ trước thì công bằng rồi sao? Hiện tại, Hạ Tưởng làm người tốt, Cao Tấn Chu lập tức tán thành. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy vì có thêm Hạ Tưởng, lại sẽ là cảnh tượng dạng gì? Đàm Quốc Thụy âm thầm lắc đầu. Tình hình không ổn, triển vọng không tốt, cuộc sống không dễ chịu rồi. Phạm Duệ Hằng vẫn không nói gì. Hồ Tăng Chu liền lên tiếng. Việc giáng chức đồng chí Bành Dũng cũng là ý nghĩ không tồi. Tôi cho rằng, ban tổ chức cán bộ cần cẩn trọng cân nhắc đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng. Với tư cách là phó bí thư bộ phận quản lý nhân sự, Hồ Tăng Chu quản lý ban tổ chức cán bộ. Trọng lượng lời nói của ông ta rất nặng. Cứ theo chỉ thị tinh thần của bí thư Hồ mà làm. Trong ánh mắt Phạm Duệ Hằng hiện lên một tia không vui. Ông ta cảm thấy bàn tay của Hạ Tưởng đã vươn hơi quá dài. Nghĩ sâu một chút cũng biết Hạ Tưởng nhất định có dụng ý. Nhưng vẫn để lòng y sinh bất mãn. Bởi y không thích Bành Dũng lắm, chỉ vì trước kia Bành Dũng với Tôn Tập Dân quá thân cận. Việc xử trí Bành Dũng của đồng chí Hạ Tưởng đã có ý kiến bất đồng thì sau này lại bàn bạc tiếp. Hôm nay không còn sớm nữa, các đồng chí cũng mệt rồi. Hội nghị giải tán. Phạm Duệ Hằng một tay dùng kế hoãn binh. Không thế không cho Hạ Tưởng thể diện, bởi phía sau hắn có một đám ủy viên thường vụ ủng hộ. Trước không nói Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu. Chính là Tiêu Viễn Tâm và Trương Kiềm lần đầu tới tỉnh Yến, dưới tiền đề chưa thăm dò tình hình cụ thể của tỉnh Yến cũng có khả năng nhanh chóng đến gần với Hạ Tưởng trước. Phạm Duệ Hằng rõ ràng cảm giác được một chút áp lực. Mặc dù, ông ta cũng hiểu rõ Hạ Tưởng chưa chắc là nhằm vào ông ta. Nhưng thân là nhân vật số một nhất định sẽ phải thận trọng với bất kỳ người nào đe dọa quyền lực của ông ta. Tuy rằng Hạ Tưởng là người thứ hai đề nghị không tham gia vào giai đoạn thảo luận. Nhưng không ít người đã nhìn rõ thế cục,
cho dù Bành Dũng không được bổ nhiệm làm phó thị trưởng của Đan Thành thì cũng không đến mức bị truy xét đến cùng. Một gã mới lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy xếp hạng cuối. Trong hội nghị thường vụ lời nói có trọng lượng như thế không khỏi khiến người khác phải thầm giật mình, và không thể không phân tích cục diện tỉnh Yến sau này sẽ vì Hạ Tưởng mà xảy ra những biến đổi lớn gì không. Sự thật chứng minh, Hạ Tưởng trở thành ủy viên thường vụ tỉnh quả thực đã đem đến trình độ tấn công nhất định cho cục diện chính trị tỉnh Yến. Sau hội nghị, Hạ Tưởng không trực tiếp về Tần Đường, về mới là lạ, có rất nhiều hoạt động xã giao phải ứng phó, mời khách, tiệc tùng, ăn cơm, uống trà, thăm hỏi. Các loại lý do, vô số cuộc điện thoại khiến Hạ Tưởng mệt mỏi ứng phó. Nhưng lại không thể không ứng phó. Nếu như hắn mới đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh mà bỏ mặc sự nhiệt tình đối với mọi người, không phải đạo làm người cũng không phải đạo làm quan, còn cần phải nhất định khách khí mà nhiệt tình, cho thấy hắn vừa không ăn trên ngồi trước vừa khách sáo, dù là cự tuyệt người ta, cũng phải dùng lời nói mượt mà một chút. Vị trí càng cao càng phải tỏ ra rộng lượng, khoan dung, biết kiềm chế. Cả đêm gặp rất nhiều người, tiếp vô số cuộc điện thoại. Nhưng Hạ Tưởng không ngồi ăn cùng với một vị lãnh đạo tỉnh nào cả. Ở cùng Phạm Duệ Hằng, thì dễ dàng khiến Cao Tấn Chu đa nghi. Cùng với Cao Tấn Chu lại càng sẽ khiến Phạm Duệ Hằng suy nghĩ nhiều. Hắn dứt khoát gọi điện cho Phạm Tranh, lại gọi điện cho Lão Cao, xem như là không hướng về bên nào. Bữa tối, Hạ Tưởng ăn trên thuyền cùng với Trung Nghĩa Bình, Chu Duệ Nhạc, Tôn Hiện Vĩ, Phùng Húc Quang. Xem như quan chức và doanh nhân hội tụ một nhà, nhưng có một điểm giống nhau, đều là những người hắn tín nhiệm nhất. Về Trung Nghĩa Bình không cần phải nói. Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh, anh ta kích động đến rượu cũng bưng không xong. Anh ta chỉ biết theo sát bước chân của bí thư Hạ. Sau này tuyệt đối là vùng đất bằng phẳng. Chu Duệ Nhạc cố ý từ Đan Thành tới chính là muốn gặp Hạ Tưởng. Tâm trạng của anh ta hưng phấn đến mức không thể hình dung được. Vốn tưởng rằng một bước nhập vào giám đốc sở, cuối cùng cũng cùng cấp với Hạ Tưởng, tuy anh ta mới là thị trưởng nhưng chí ít về cấp bậc thì tương đương, không phải nghĩ. Chức thị trưởng của anh ta còn chưa chính thức thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố Đan Thành. Bí thư Hạ thì đã trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Kinh người quá, làm cho người ta khó có thể tin quá. Chu Duệ Nhạc hết sức kinh hãi liền càng cho rằng trước kia Hạ Tưởng là quý nhân lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Đúng là cử chỉ sáng suốt, từ nay về sau quyết đi theo bí thư Hạ, dựa vào tuổi tác của bí thư Hạ, tốc độ thăng chức đã nhảy lên cấp phó tỉnh. Sau này tiền đồ càng rộng mở. Chu Duệ Nhạc nghĩ còn xa hơn Trung Nghĩa Bình, suy cho cùng anh ta đã là thị trưởng, âm thầm tính toán vị trí và tuổi tác của Hạ Tưởng một chút. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người Cổ Thu Thật, con đường lên chức của bí thư Hạ và Cổ Thu Thật thực sự có chỗ giống nhau. Chẳng lẽ nói bí thư Hạ sẽ là Cổ Thu Thật về sau? Không dám nghĩ nữa, cứ nghĩ Chu Duệ Nhạc đầu lại phình to, lòng bàn tay vã mồ hôi, khó lường, khó lường. Đám người Tôn Hiện Vĩ, Phùng Húc Quang đối với Hạ Tưởng lại càng ngưỡng mộ. Khi bọn họ mới quen biết Hạ Tưởng mới bắt đầu vào quan trường. Giờ đường đường đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, khác một trời một vực. Đám người quan hệ thân thiết với Hạ Tưởng đều tăng thêm kính nể và ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đến tỉnh ủy một chuyến, xác định tạm thời không có hội nghị quan trọng, liền khởi hành trở về Tần Đường. Hắn là ủy viên thường vụ tỉnh nhưng chức vụ chính vẫn là bí thư thành ủy Tần Đường, tinh thần và sức lực chủ yếu vẫn là chủ trì toàn diện công tác của Tần Đường. Vương Bằng Phi hộ tống Hạ Tưởng tới Tần Đường, chính thức tuyên bố bổ nhiệm của tỉnh ủy đối với Phó Hiểu Bân. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã sớm thông báo cho phía Tần Đường. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân tới. Tất nhiên phải có quy cách tiếp đãi tương ứng. Nhưng vấn đề là, lúc Hạ Tưởng rời Tần Đường vẫn là bí thư thành ủy, lúc trở về liền thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trương Quốc Vĩ sẽ lấy thái độ như thế nào để đón tiếp Hạ Tưởng mới được đây? Tần Đường sẽ vì chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy của Hạ Tưởng mà tình thế thay đổi lớn. Chương 1204, tin tức lan ra, Tần Đường biến đổi. Hạ Tưởng thành công lên chức cấp phó tỉnh, và được ban tổ chức trung ương chính thức bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tin tức trước tiên truyền đến toàn bộ các vùng trong tỉnh. Phòng làm việc của thị trưởng thành phố Lang. An Hưng Nghĩa sau khi nghe tin, đầu tiên là ngạc nhiên lắc đầu cười khổ sở. Chỉ nói một câu, bí thư Hạ, bí thư Tống thật sự là đối đãi với anh không tệ.
văn phòng bí thư thành ủy Đan Thành. Trần Khiết Văn vẻ mặt xám trắng, không còn sức ngồi trên ghế, trong lòng thê lương và sợ hãi. Vốn tưởng rằng cô ta có thể một bước vào chức phó tỉnh trước Hạ Tưởng. Không ngờ, Hạ Tưởng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngồi một chỗ mà được thăng cấp làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bình thường, bí thư thành ủy được thăng chức tới cấp phó tỉnh. Thông thường từ phó chủ tịch tỉnh khởi bước trước, sau đó là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Trực tiếp lên tới ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh cũng có nhưng không nhiều. Chủ yếu vẫn là xem lý lịch và thành tích chính trị. Đương nhiên cũng cần có người đứng sau đủ cứng rắn, mạnh mẽ. Hạ Tưởng mới 33 tuổi, một bước nhảy lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, liền như một ngọn núi lớn cao không thể với tới, vắt ngang ở trước mặt cô ấy khiến cô ngước lên mới thấy. Lại nhớ tới ân oán giữa cô ta và Hạ Tưởng, sự chèn ép của cô ta với Hạ An, bất hòa của cô ta với Chu Duệ Nhạc trong nháy mắt chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, có cảm giác không thở được. Xong rồi, vẫn là nghĩ cách điều ra khỏi tỉnh Yến. Chỉ cần Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy một ngày, cô ta liền không có một ngày sống vui vẻ. Thủ đô, sau khi Lý Đinh Sơn nghe được tin, vỗ tay cười lớn. Tiểu Hạ, từ đây thiên hạ rộng lớn tùy ý cậu thi triển chân tay. Đông Bắc, tỉnh Hắc Liêu, văn phòng bí thư tỉnh ủy. Cổ Thu Thật buông điện thoại trong tay, trên mặt cười như không cười, lại cầm lấy điện thoại gọi cho Trịnh Thịnh. Việc của Hạ Tưởng tuyên bố rồi. Trịnh Thịnh, cậu nói xem, thế cục của Tần Đường sẽ có gì thay đổi? Tiếng cười của Trịnh Thịnh rất nhẹ. Thu Thật, cậu ở Tấn Liêu Ninh lại quan tâm thế cục một thành phố của tỉnh Yến chẳng phải tầm nhìn quá hạn chế rồi sao? Cổ Thu Thật cười sang sảng vài tiếng. Cậu cũng biết cái tôi chú ý không phải là Tần Đường mà là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, đáng để cậu để tâm thế sao? Thu Thật, cậu thật là cố chấp. Đời người sống chẳng đầy trăm, thường ôm ấp ngàn năm lo phiền. Bất cứ việc gì cũng phải phòng ngừa chu đáo, phong cảnh lớn phải phóng tầm mắt. Cậu bảo có phải đạo lý này không? Đạo lý không tồi, nhưng cậu thật sự xem trọng Hạ Tưởng như vậy sao? Quan điểm của Hạ Tưởng cho đến bây giờ, tôi còn không dám khẳng định hắn ta đi hướng trái hay hướng phải. Trịnh Thịnh suy cho cùng là có thái độ hoài nghi đối với Hạ Tưởng. Cho rằng, Hạ Tưởng và thế lực gia tộc đi đến quá gần. Có một số quan điểm không nhất trí với hắn. Quan niệm sẽ thay đổi. Lịch sử, cũng đang trong nghiên cứu tiến về phía trước. Vấn đề không phải ở Hạ Tưởng đi bên trái hay bên phải mà là ở chỗ Hạ Tưởng có năng lực gánh vác trọng trách hay không. Hiện nay, trong thế hệ trẻ không có nhân vật nào cùng hắn sánh vai. Trước tiên không cần vội vàng có kết luận. Ngộ nhỡ lại có nhân vật kiệt xuất xuất hiện, cậu nói sao? Trịnh Thịnh kích tướng Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật cười phản đối. Nhân vật kiệt xuất càng nhiều càng tốt, có so sánh mới có phân biệt, mới có chỗ để lựa chọn. Tôi ngược lại hy vọng trong các cán bộ trẻ trong nước xuất hiện thêm mấy nhân vật Hạ Tưởng. Tốt lắm, vậy quyết định được rồi. Tôi sẽ chọn vài người ưu tú để anh so sánh một phen, có lựa chọn mới tuyển được người ưu tú. Bắc Kinh. Văn phòng bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Giang. Tống Triều Độ vẻ mặt ung dung, tay cầm bình tưới hoa. Chính giữa phòng làm việc bày một cây thu hải đường đầy sức sống, cành lá sum suê, vô cùng khả quan. Tống Triều Độ tưới hoa xong còn chưa kịp lau tay thì điện thoại vang lên. Ông ấy nhận nghe điện, sau khi nghe được mấy câu. Nụ cười trên mặt ung dung mà bình tĩnh. Vĩnh Quốc không cần cảm ơn tôi, tuy chúng ta đều đã bỏ ra chút sức lực. Nhưng chủ lực thực sự là ai? Ông tôi trong lòng đều biết, Hạ Tưởng lên cấp phó tỉnh, những khảo nghiệm thực sự còn ở phía sau. Bỏ điện thoại của Tào Vĩnh Quốc xuống, Tống Triều Độ như thoáng chút sửng sốt lại cầm lấy kéo lên cắt tỉa thu hải đường. Tự nói với chính mình, thực vật lớn càng nhanh càng phải tỉa nhánh, rễ mới có thể càng đâm càng sâu. Văn phòng bí thư tỉnh ủy tỉnh sở. Trần Phong đang phê duyệt văn kiện, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Mai Thái Bình nói chuyện. Đứng dậy đẩy cửa ra. Thái Bình đến rồi thì mau vào đây. Đích thân bí thư nghênh đón chủ tịch tỉnh xem như là đủ lễ nghĩa. Mai Thái Bình cũng liền khách khí vài câu sau đó nói thẳng vào sự tình của Hạ Tưởng. Tỉnh Yến động tĩnh không nhỏ, tuy nhiên không chừng còn có thể lại có một làn sóng điều chỉnh. Lý Bình Văn tuổi sắp đến đỉnh điểm rồi. Sau khi Mai Thái Bình ngồi vào chỗ của mình còn nói. Hạ Tưởng rất xứng đáng với chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhưng tỉnh Yến còn chống ghế phó chủ tịch tỉnh. Việc này có chút mai phục, nhưng cũng là việc của tỉnh Yến.
chúng ta không cần quan tâm nhiều. Nhưng Trần Phong không cùng Mai Thái Bình đi sâu trao đổi thế cục của tỉnh Yến. Hạ Tường cuối cùng bước ra một bước mấu chốt, hắn đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, trải qua không ít gian khổ. Hy vọng con đường của hắn sau này có thể đi vững vàng hơn một chút. Mai Thái Bình có ý muốn cùng Trần Phong thảo luận thế cục tỉnh Yến một chút. Không ngờ Trần Phong không có hứng thú đành phải thôi. Vừa nghĩ cũng là tại tỉnh Yến, Trần Phong ngoài Hạ Tưởng ra, gần như không có lợi ích nào khác. Tự nhiên không có hứng bàn tới thế cục của tỉnh Yến. Không giống anh ta, họ Mai ở tỉnh Yến vẫn có rất nhiều lợi ích liên quan tới các dự án. Chỉ có điều chống một phó chủ tịch tỉnh quả thật làm cho người ta nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Trần Phong không thảo luận cùng anh ta cũng hết cách. Việc bổ nhiệm Hạ Tưởng không chỉ ảnh hưởng tới thế cục của tỉnh Yến. Đối với các thế lực trong nước mà nói cũng nảy sinh ảnh hưởng tế nhị. Mặc dù rất nhỏ nhưng theo thời gian, về sau sẽ lớn dần lên. Đồng thời còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh chính trị của toàn quốc. Hạ Tưởng và Vương Bằng Phi cùng đến Tần Đường cùng lúc, đã là buổi chiều. Trương Quốc Vĩ dẫn 4 người phụ trách chính trong bộ máy ở giao giới cao tốc thủ đô và Tần Đường nghênh đón. Nghi thức vô cùng long trọng, toàn bộ nhân viên đến đông đủ. Cho dù không giữ thể diện cho trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng phải giữ thể diện cho bí thư Hạ. Bởi quầng sáng trên người bí thư Hạ quá chói mắt, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tần Đường kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Quyền lực đầy mình dẫm một bước là có thể khiến người vật của Tần Đường chấn động vài phần. Tất cả cán bộ lớn nhỏ Tần Đường bao gồm cả Trương Quốc Vĩ đều muốn ở dưới quầng sang quyền lực của Hạ Tưởng. Khi tạm biệt Hạ Tưởng, trong lòng Trương Quốc Vĩ đầy ngổn ngang, trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại và nhục nhã. Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, không chút thay đổi, vẫn nguyên khuôn mặt mỉm cười thản nhiên, khiêm tốn mà thân thiết. Nhưng thân phận đã khác rồi. Trước kia, Trương Quốc Vĩ còn có thể nói chuyện tùy tiện một chút. Dù thế nào anh ta cũng là lớp phó, bây giờ vẫn là lớp phó. Chỉ có điều lớp trưởng đã trở thành lãnh đạo tỉnh, anh ta nhất thiết phải có đủ tôn trọng và lễ nghĩa. Bởi Hạ Tưởng thậm chí có quyền yêu cầu bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự đối với anh ta. Đồng nghĩa với việc bị Hạ Tưởng nắm được điểm yếu, cơ bản mà nói, lớp phó như anh ta đã hạ thấp đến mức thành viên lớp. Trước kia là lớp phó còn có quyền phát ngôn nhất định. Bây giờ tốt rồi, anh ta có tư cách và sức mạnh gì để cùng ủy viên thường vụ tỉnh ủy tranh cãi? Trừ phi, không dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Thái độ của Trương Quốc Vĩ vô cùng cung kính. Không chỉ như thế với Vương Bằng Phi, đối với Hạ Tưởng cũng vậy. Sự việc bề ngoài làm được đầy đủ, làm cho người ta không tìm ra được bất cứ sai lầm nào. Vương Bằng Phi bắt tay Trương Quốc Vĩ, cũng không nói thêm gì. Lúc Hạ Tưởng bắt tay Trương Quốc Vĩ cũng chỉ là thản nhiên nói một câu. Trương Quốc Vĩ, anh vất vả quá. Thực ra chủ ý của Hạ Tưởng là trong thời gian 2 ngày hắn không ở Tần Đường, may mà có Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ nghe lại cảm thấy chói tai, cảm giác giống như lãnh đạo cấp trên đùa cợt cấp dưới nói giọng quan. Dường như có hương vị từ trên cao nhìn xuống, trong lòng sẽ không thoải mái. Con người thi thoảng hễ tự ti thì sẽ nhạy cảm, hễ nhạy cảm thì sẽ nghĩ nhiều, hễ nghĩ nhiều thì sẽ buồn phiền. Trương Quốc Vĩ hiện tại thì có chút rơi vào trong vòng luẩn quẩn tự tìm phiền não mà không biết. Đến thành ủy Tần Đường, Vương Bằng Phi cũng không giây phút nào ngơi nghỉ. Lập tức triệu tập toàn thể cán bộ Tần Đường đến họp. Trịnh trọng tuyên bố, tỉnh ủy đã phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm Phó Hiểu Bân làm ủy viên thành ủy Tần Đường, ủy viên thường vụ. Tiếng vỗ tay vang như sấm. Trong tiếng vỗ tay, ánh mắt Phó Hiểu Bân chớp động. Sau khi đến Tần Đường không đồng thời được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ, anh ta vẫn cảm nhận được một sự vắng vẻ lạnh lẽo nhất định. Mặc dù mọi người biểu lộ không rõ ràng lắm. Nhưng từ mức độ hoàn thành công việc gấp gáp hay thong thả mà anh ta chỉ huy thì có thể đưa ra kết luận. Không ít người qua loa cho xong chuyện với anh ta. Bây giờ tốt rồi, bí thư Hạ ban đầu đảm nhiệm ủy viên thường vụ thì hắn xứng đáng lấy được lệnh bổ nhiệm của ủy viên thường vụ thành ủy. Ân nghĩa dìu dắt đó cả đời khắc sâu trong lòng. Mấy ủy viên thường vụ của thành ủy Tần Đường ban đầu ở vào trạng thái do dự. Nay, ánh mắt nhảy lên, những toan tính trong lòng lóe lên. Thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Tưởng ngồi sánh vai cùng Vương Bằng Phi ở trên sân khấu, rồi nhìn Trương Quốc Vĩ ngồi ở phía sau. Sự cân bằng trong lòng dần nghiêng đi. Hơn nữa ủy viên thường vụ Phó Hiểu Bân chứng thực việc bổ nhiệm càng khiến cho uy tín của bí thư Hạ đẩy lên cao tới mức không người nào với tới được.
danh hiệu ủy viên thường vụ tỉnh ủy đem đến vòng hào quang quyền lực to lớn. Tất nhiên sẽ khiến nhiều người lóa mắt và ngưỡng mộ. Không ít người âm thầm tiếc thay cho Trương Quốc Vĩ. Đáng tiếc là thị trưởng Trương kinh doanh ở Tần Đường nhiều năm. Mặc dù không có phủ chính nhưng vẫn luôn có cơ hội. Hai bí thư tiền nhiệm đều chưa thể áp chế thành công. Hạ Tưởng là người đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba, nếu lại thất bại chạy khỏi Tần Đường, tỉnh ủy cũng không thể không cho thị trưởng Trương lên bí thư. Ngàn tính vạn tính, bí thư Hạ chẳng những tức khắc thành công áp chế chế thị trưởng Trương còn lên đến ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trong lòng thị trưởng Trương buồn phiền thì cũng dễ hiểu. Tiến thêm một bước nữa, nếu như không phải là bí thư Hạ đoạt ghế bí thư của thị trưởng Trương thì nói không chừng ngồi ở ghế ủy viên thường vụ tỉnh ủy là bí thư Trương Quốc Vĩ. Thật không thể nghĩ được rằng, càng nghĩ càng cảm thấy thị trưởng Trương thiệt quá. Cũng may, Trương Quốc Vĩ vẻ mặt bình tĩnh, dường như mặt còn mỉm cười. Nhưng người cẩn thận sẽ phát hiện hai tay của ông khẽ run run và trong ánh mắt toát lên sự phẫn nộ và không cam lòng. Cũng có thể lý giải, đổi ai khác, thì cũng sẽ không cam lòng. Nhưng thị trưởng Trư ông lại không cam lòng, lại có thể thế nào? Không chừng chưa tới nửa tháng, không chỉ là trên nửa số ủy viên thường vụ hướng về phía bí thư Hạ. Có nghĩa nhân vật số 1 số 2 của mười mấy quận huyện Tần Đường sẽ xem xét thời thế, tỏ ý dựa vào bí thư Hạ. Tần Đường cuối cùng đã biến đổi. Tần Đường biến đổi là thật, nhưng trong quá trình biến đổi, ai cũng không đoán trước được sẽ có bao nhiêu giông tố cùng nổi lên. Chương 1205, một tay quản lý, tình hình hoàn toàn mới. Sau khi nghi thức bổ nhiệm kết thúc, Vương Bằng Phi không vội về mà nghỉ lại một đêm, hôm sau mới lên đường. Nguyên nhân Vương Bằng Phi lưu lại không phải vì trời đã tối, cũng không phải vì phải chỉ đạo công tác Tần Đường, mà là vì muốn cùng Hạ Tưởng trao đổi nhiều một chút. Lúc này là một cơ hội hiếm có để đi sâu giao lưu với Hạ Tưởng. Đương nhiên, điều Vương Bằng Phi quan tâm là thế cục tỉnh Yến. Với Tần Đường cũng không để ý tới nhiều lắm. Đêm đó, sau khi tham gia buổi tiệc do bốn ban lớn của thành phố Tần Đường tổ chức, Vương Bằng Phi cùng với Hạ Tưởng nói chuyện đến khuya. Trương Quốc Vĩ biết rõ rằng gã ta cấp bậc không đủ cũng rất muốn nghe được một câu nói khiêm nhường từ Vương Bằng Phi. Ai biết rằng trưởng ban Vương chỉ là khách sáo bảo gã nghỉ ngơi sớm một chút. Kỳ thực chính là kín đáo đuổi khách. Trong lòng Trương Quốc Vĩ càng giận hơn, nếu như Hạ Tưởng không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tuyệt đối sẽ không một mình trao đổi công việc với Hạ Tưởng mà không nói với thị trưởng. Cấp bậc quyết định tất cả. Anh ta không có đủ tư cách tham gia vào cuộc trao đổi của hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bởi điều người ta bàn luận là thế cục của tỉnh ủy. Anh ta một thị trưởng đi theo xem có gì náo nhiệt chăng. Ngày hôm sau, Vương Bằng Phi liền từ biệt Tần Đường quay trở về tỉnh thành. Anh ta cùng với Hạ Tưởng trao đổi cái gì, nói chuyện gì hay nói về quan điểm nhân sự của Tần Đường không ai biết. Nhưng ai cũng muốn nghe được ra chút gì đó. Công việc mà trưởng ban tổ chức cán bộ muốn nói nhất định có liên quan đến việc thay đổi nhân sự. Người làm quan ai không muốn nở mày nở mặt trước trưởng ban tổ chức cán bộ. Chỉ tiếc là, trong mắt trưởng ban Vương, Tần Đường chỉ có một người là bí thư Hạ. Vương Bằng Phi vừa đi thì Tần Đường liền khôi phục lại bình thường, trở lại quỹ đạo bình thường. Sau khi trải qua những điều chỉnh nhân sự đến chóng mặt của tỉnh ủy. Bề ngoài, Tần Đường tất cả vẫn như thường. Trên thực tế, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, rất nhiều người đang ấp ủ một chiều hướng mới. Hạ Tưởng lập tức triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ, tuyên bố quyết định xử lý sự cố an toàn cực kỳ nghiêm trọng của Trung ương đối với huyện An, và ý kiến xử lý sơ bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh ủy đối với những cán bộ có trách nhiệm liên quan. Một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của việc sản xuất an toàn. Đồng thời bởi Ủy viên Thường vụ Thành ủy Tần Đường tề tựu, chính thức triệu tập một hội nghị thường vụ mới. Phó Hiểu Bân hãnh diện ngồi ở phòng hội nghị thường ủy. Xếp hạng của anh ta không cao nhưng dù sao cũng chính thức là ủy viên thường vụ thành ủy rồi. Trong hội nghị thường vụ cũng có một phiếu then chốt. Hạ Tưởng tăng mạnh lực khống chế đối với Tần Đường, bởi Phó Hiểu Bân chính thức được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy. Bởi bản thân hắn làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, do đó khiến lập trường trung gian của các thường ủy luôn dao động, toàn diện hướng về phía Hạ Tưởng. Khi hội nghị họp được một nửa, Hạ Tưởng đột nhiên đề nghị do Ủy ban Kỷ luật thành phố, triển khai một đợt kiểm tra việc tự phê bình của các cán bộ đảng viên trong phạm vi toàn thành phố. Đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu, tiến hành một đợt hoạt động đại kiểm tra an toàn sản xuất trong phạm vi toàn thành phố. Hai đề nghị,
một đề cập đến Ủy ban Kỷ luật thành phố, một đề cập đến Ủy ban Nhân dân thành phố, bề ngoài là việc sắp xếp công việc bình thường. Kỳ thực đều rõ ràng là Bí Thư Hạ sau khi đảm nhận ủy viên thường vụ tỉnh ủy, dùng dao mổ trâu giết gà, muốn trong hội nghị thường vụ một lần nữa lập uy. Có thể không phải lập uy bình thường mà là lập uy chân chính, là muốn thăm dò xem trong hội nghị thường vụ rốt cục có bao nhiêu người sẽ hướng về phía bí thư thành ủy của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thường công chị đã quen một tay xoa bụng một tay sờ chén trà. Nay vẫn như thế nhưng sau khi Hạ Tưởng nêu tên ủy ban kỷ luật, tay liền lập tức ngừng chuyển động, hai tay đan chéo đặt trên mặt bàn, nghiêm mặt nói. Chỉ thị tinh thần của Hạ Bí Thư rất đúng lúc, cũng rất phù hợp với hiện trạng. Hiện nay, rất nhiều cán bộ đảng viên không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, buông lỏng tư tưởng, công việc nhàn hạ. Quả thực hết sức cần thiết phải triển khai chỉnh đốn trên phạm vi toàn thành phố. Ủy ban kỷ luật nhất định kiên quyết ủng hộ chỉ thị tinh thần của Bí Thư Hạ. Người nào hiểu thường công chị đều biết, ở những lúc y nghiêm túc, hai tay đều đan chéo đặt trên mặt bàn nói chuyện. Thái độ ngày hôm nay đã chứng minh một điểm. Trước kia, bề ngoài thường công chị dựa dẫm vào Hạ Tưởng, nhưng trên thực tế không phải vậy vẫn âm thầm qua lại với Trương Quốc Vĩ. Thái độ kiên quyết lần này liền khiến trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lão thường công chị gian ngoan xảo trá sắp bị Bí Thư Hạ thu phục hoàn toàn rồi. Dùng dao mổ trâu giết gà, thắng ngay từ trận đầu. Trương Quốc Vĩ theo bản năng liếc nhìn thường công chị một cái, mí mắt nhảy mấy lần. Mặc dù nói trước kia thường công chị với anh ta không quá gần gũi. Nhưng chí ít cũng không hoàn toàn hướng về Hạ Tưởng, bây giờ một cảnh không ngờ đến nhất cuối cùng cũng xảy ra. Thường công chị xếp hạng đầu trong hội nghị thường vụ, cũng hoàn toàn nghiêng về phía Hạ Tưởng, giống như là đã đạp đổ quân bài domino đầu tiên. Hào quang của ủy viên thường vụ tỉnh ủy quá chói mắt, quá sáng ngời, người trong quan trường đều ở dưới hào quang quyền lực, thần phục hoặc khuất phục. Sau khi thường công chị bày tỏ thái độ, một tay lại trở lại xoa bụng như trước. Một tay quay chén trà, thái độ bình thường. Dường như, anh ta mặc kệ là hoàn toàn nghiêng về phía Hạ Tưởng hay là hơi chút hướng về phía Hạ Tưởng lại đồng thời âm thầm mắt đi mày lại với Trương Quốc Vĩ. Tuy nhiên sự việc cũng bình thường, giống như đám cỏ dại đầu tường, gió thổi chiều nào lay chiều nấy là hiện tượng đương nhiên. Đúng vậy, trong chốn quan trường, từ trước đến nay không thiếu những nhân vật giống như cỏ phía đầu tường như thế, thì tất nhiên như đầu tường phải mọc cỏ, là hiện tượng thiên nhiên. Tới Trương Quốc Vĩ tỏ thái độ, Trương Quốc Vĩ liền do dự. Không kiên quyết tỏ ý làm theo chỉ thị tinh thần của Hạ Bí Thư thì chứng minh anh ta vẫn có quyền lên tiếng. Nhưng đồng thời lại có thể để anh ta bị vùi lấp trong làn sóng phản đối, khiến danh tiếng của anh ta mất sạch. Nhưng muốn để anh ta sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lần đầu đụng mặt thì nộp vũ khí đầu hàng, cũng thật sự là quá hèn nhát. Chính lúc do dự không quyết, Nam Hân Vũ liền giành nói. Chỉ thị tinh thần của Bí Thư Hạ rất đúng lúc, tần đường khoáng sản nhiều, trên 100 mỏ lớn nhỏ như than đá, quặng sắt, v.v. Tình hình an toàn sản xuất rất nghiêm trọng, cấp bách. Tôi cho rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần phải kiên quyết quán triệt ủng hộ chỉ thị tinh thần của Bí Thư Hạ. Thời gian đầu yêu cầu các đơn vị sản xuất tự kiểm tra, sau đó lập tổ kiểm tra, thí điểm kiểm tra. T, R, U, I, E, N, I, I, C. O, M. Nam Hân Vũ hiện tại có dung mạo yêu kiều quyến rũ. Khi cô phát biểu thần thái phấn khởi, khiến không ít thường ủy ngây người nhìn, nghĩ thầm rằng trước kia không chú ý đến Nam Hân Vũ sao cũng đẹp đến vậy. Nam Hân Vũ của bây giờ vẫn thật sự có vẻ đẹp diễm lệ của hoa lê, hoa tiếu đào cười một cành hoa hạnh đầu tường. Chẳng là bởi mùa xuân đang đến. Đương nhiên cũng có một số ủy viên viên thường vụ suy nghĩ thô tục. Chứ không phải là Bí Thư Hạ làm Nam Hân Vũ trở nên tươi hơn sao? Lại nghĩ cũng không có khả năng Bí Thư Hạ ánh mắt rất cao, chắc là coi thường Nam Hân Vũ. Đương nhiên cũng có người biết rõ nguyên nhân mà Nam Hân Vũ gần đây tinh thần sôi nổi. Bị Trương Quốc Vĩ chèn ép đã lâu, cuối cùng đợi được Hạ Tưởng đến, khi Hạ Tưởng mới đến thì cô đã hoàn toàn hướng về phía Hạ Tưởng, chẳng khác nào được ăn cả ngã về không. Hiện tại, Bí Thư Hạ chẳng những đứng vững chân ở tần đường còn thăng tiến làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, giống như tính mạng người thân của Nam Hân Vũ được bảo đảm, không vui chẳng lẽ còn phải khóc. Đời người lúc quan trọng thì một hai bước đi đúng, sẽ hưởng thụ cả đời, đi sai cả đời chẳng làm nên trò trống gì. Trong lòng Trương Quốc Vĩ chợt nổi cơn phẫn nộ, Nam Hân Vũ trước kia bị anh ta chèn ép đến nỗi ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng. Ngự ớt lại bây giờ tốt rồi,
dám giành phát biểu với anh ta ủng hộ Hạ Tưởng. Cô ta phản rồi, đang muốn mở miệng đánh vài câu, không ngờ lại bị người ta giành nói trước. Không ngờ là Chu Minh hò anh. Chu Minh Hoành sa sầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Hân Vũ nói đúng, tình hình an toàn sản xuất của Tần Đường không được lạc quan lắm. So với các thành phố khác ở tỉnh Yến, tai họa ngầm rất lớn. Ngộ nhỡ chẳng may xảy ra sự cố, trách nhiệm rất lớn. Do đó, nhất thiết phải phòng hỏa hoạn khi nó chưa xảy ra. Chỉ thị của Bí Thư Hạ rất đúng lúc, tôi hoàn toàn tán thành. Kỳ thực nếu như chỉ nói trước mặt, có thể nói là thái độ giải quyết việc công. Nhưng đằng sau lại có câu, chỉ thị của Bí Thư Hạ rất đúng lúc, thì liền có ý đồ sâu xa. Rõ ràng là Chu Minh Hồng thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng trước mặt mọi người. Nhấn mạnh uy quyền cá nhân, tinh thần chỉ thị của cá nhân, người trong quan trường ai không rõ ẩn ý hàm chứa trong đó. Trong mắt Trương Quốc Vĩ gần như phun ra lửa, Chu Minh Hoành vẫn theo sát nhịp chân của anh ta, bây giờ cũng phản bội lại. Hào quang quyền lực của ủy viên thường vụ tỉnh ủy chói mắt như vậy, khiến tất cả mọi người đều tâm mù, mắt cũng mù sao. Đồng thời trong lòng Trương Quốc Vĩ lại dâng lên nỗi buồn sâu sắc. Anh ta ở Tần Đường, thật sự vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu được sao? Không, anh ta vẫn còn cơ hội, vẫn muốn đánh một trận vùng lên thật đẹp mắt. Nói không chừng còn có thể làm cho Hạ Tưởng bị rớt đài. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì sao, chỉ cần phạm vào đại sự, cũng như sẽ phải xuống ngựa. Đường đường chủ tịch tỉnh cũng phải tự nhận trách nhiệm, huống chi Hạ Tưởng chẳng qua là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy xếp hạng cuối. Trương Quốc Vĩ biết, nếu như anh ta vẫn ngồi trên vị trí thị trưởng làm hết một nhiệm kỳ, nếu bị Hạ Tưởng áp chế gắt gao 3 năm. Sau khi hết nhiệm kỳ, anh ta chỉ có một con đường có thể đi lui về tuyến 2. Nếu như không thể ở Tần Đường tiếp nhận chức phụ bí thư, khả năng để anh ta đảm nhiệm chức bí thư ở thành phố khác là cực kỳ nhỏ. Nếu không anh ta sớm đã rời khỏi Tần Đường rồi. Như những gì kẻ đứng sau anh ta nói với anh ta thành cũng Tần Đường, bại cũng Tần Đường. Đừng mong ở Tần Đường phủ chính. Tình thế hiện tại đã nghiêng về một bên rồi. Anh ta ở Tần Đường sẽ hoàn toàn thất thế. Trương Quốc Vĩ cảm nhận được một cảm giác bức thiết trước nay chưa từng có, làm sao đây? Bài trong tay anh ta cũng không còn nhiều nữa. Lưu Kiệt Huy là một quân bài. Ngưu Lâm Quảng là quân bài cuối cùng. Đến lúc nên đánh ra con át chủ bài rồi. Nghe nói Lưu Kiệt Huy lại lên thủ đô kiến nghị. Kiến nghị tuy có thể như ruồi nhặng bay ong ong, lại cắn không được Hạ Tưởng. Cuối cùng, thời khắc mấu chốt vẫn phải Ngưu Lâm Quảng ra tay mới được. Đúng rồi, để Ngưu Lâm Quảng ở phía sau động đến vấn đề của Hạ Tưởng, sau đó có chứng cứ xác thực, lại để Lưu Kiệt Huy đi kiến nghị. Tuyệt đối sẽ có hiệu quả rõ rệt, vì anh ta cũng nghe nói Hạ Tưởng lần này đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lực cản rất lớn. Thanh âm trung ương phản đối cũng không ít. Nếu Hạ Tưởng thật sự có vấn đề có thể điều tra thì chỉ cần trình tài liệu lên, nhất định có người sẽ dồn tâm trí thúc đẩy chất vấn từ đầu đến đuôi đối với Hạ Tưởng. Nghĩ thông suốt rồi, Trương Quốc Vĩ hít sâu một hơi, cố gắng để biểu cảm trên khuôn mặt bình thường mà thản nhiên nói. Tôi cũng tán thành đề nghị của Bí Thư Hạ. Sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy lần thứ nhất thu được thắng lợi hoàn toàn. Hoàn toàn nắm vững được tiết tấu, đánh dấu Tần Đường chính thức thuộc một tay Hạ Tưởng quản lý. Dưới hào quang của bí thư thành ủy, uy danh của Trương Quốc Vĩ thu nhỏ tới một góc. Học giả chuyên gia đời sau nghiên cứu lý lịch Hạ Tưởng, đem hội nghị lần này xác định là bước thứ hai trong ba bước kiên định của Hạ Tưởng. Sau bước thứ hai, bước thứ ba của Hạ Tưởng. Tiết tấu sẽ không ôn hòa nữa mà quyết đoán, táo bạo, tiến nhanh khiến cho không khí Tần Đường dưới sự múa may của hắn, đổi mới hoàn toàn. Chương 1206, thế cục dần ổn định, dòng chảy ngầm dần lộ ra. Sau cuộc họp, Phạm Tiến, Lương Thu Duệ, Thường Công Trị, Nam Hân Vũ thậm chí cả Chu Minh Hồng đều lần lượt tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, hoặc là để báo cáo công việc, hoặc là để chúc mừng, v.v., khiến cho Hạ Tưởng bận túi bụi. Nhưng cũng buộc phải phấn chấn lại, không thể để cho một ai phải buồn lòng. Chỗ đứng càng cao lại càng phải chú ý đến hình tượng nghiêm chỉnh của bản thân, mặc dù Hạ Tưởng còn trẻ nhưng cũng phải ra vẻ một chút, lúc thì bày đặt điệu bộ của lãnh đạo tỉnh, lúc thì mang quyền uy ra để ra oai, cần khen ngợi thì khen ngợi, cần phê bình góp ý thì phê bình góp ý, nhất định phải khiến cho mọi người ai cũng cảm thấy sự hiền hòa và thân thiết của hắn với bọn họ. Cũng không dễ dàng gì, Hạ Tưởng thầm cảm thán. Sự quy phục của Chu Minh Hồng cũng nằm trong dự kiến,
vì sự việc của Chu Minh Nhã mà anh ta trở nên tàn tạ, vậy mà cuối cùng Trương Quốc Vĩ cũng không giúp được gì, chính Hạ Tưởng đã bảo Mạnh Thiên Nguyên rút lại kịp thời, Mạnh Thiên Nguyên mới không làm to chuyện lên. Vì vậy, Chu Minh Hồng rất cảm kích đối với Hạ Tưởng. Chủ yếu cũng là do Hạ Tưởng hiện là ủy viên thường vụ tỉnh, với danh tiếng nổi như cồn của hắn ở Tần Đường thì Trương Quốc Vĩ nhất định thất thế, Chu Minh Hồng cũng là người thông minh, biết thời biết thế, liền biết phải gần gũi tiếp cận với Hạ Tưởng rồi. Phạm Tiến thì lại càng thấy yên tâm hơn, ông ta rất khâm phục tài nhìn xa trông rộng của mình, vào thời khắc quyết định đã đứng cùng chiến tuyến với Bí Thư Hạ, đứng vững được trước sự lôi kéo của Lưu Kiệt Huy và Trương Quốc Vĩ, không thay đổi chủ ý, vậy mới có được địa vị vững chắc như ngày hôm nay. Bí Thư Hạ một bước nhảy lên làm ủy viên thường vụ tỉnh, Tần Đường từ nay về sau nhất định là của họ Hạ, Trương Quốc Vĩ đã trở thành quá khứ rồi. Thường Công Trị cũng mừng thầm, may mà y sớm đã nghiêng về phía Bí Thư Hạ, chứ không phải là đứng trung lập nghiêng về phía Trương Quốc Vĩ. Những người khác càng không cần phải nói, báo cáo công việc cũng được, chúc mừng Bí Thư Hạ thăng chức cũng tốt, tất cả đều có thái độ rất tốt, chỉ hận một nỗi không thể moi tim ra cho Hạ Tưởng xem. Hạ Tưởng thì không bị chiến thắng làm mụ mị đầu óc, bởi hắn biết bề ngoài thì Trương Quốc Vĩ hoàn toàn thất thế, nhưng không có nghĩa là Trương Quốc Vĩ đã chấp nhận thất bại, cuộc chiến giữa hai người sẽ chuyển từ ngoài sáng vào trong bóng tối. Cũng có nghĩa là trận chiến sau cùng sẽ là một trận đối đầu nảy lửa. Bởi vì Tần Đường vẫn còn một thế lực lớn là Ngưu Lâm Quảng, vẫn còn một Lưu Kiệt Huy phiền phức lượn tới lượn lui. Thái độ của Trương Quốc Vĩ đã rõ ràng, đối kháng chính diện thì y đã không còn cửa thắng nào nữa, vậy thì y chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn cũ, tiếp tục đứng sau thúc đẩy mọi chuyện. Hạ Tưởng cũng biết, việc hắn thăng chức thành ủy viên thường vụ tỉnh, Trương Quốc Vĩ bề ngoài thì chúc mừng, trong lòng thật ra rất đố kỵ, thậm chí là hận thù. Bởi lý do công bố ra ngoài là, bởi vì tỷ trọng kinh tế của Tần Đường tăng lên, buộc phải để Bí Thư lên làm ủy viên thường vụ tỉnh. Trương Quốc Vĩ nhất định sẽ nghĩ, nếu không phải là hắn cướp mất vị trí Bí Thư thành ủy của y thì giờ này y đã là ủy viên thường vụ tỉnh rồi. Trên quan trường, khi anh chặn đường của người khác, ngồi vào vị trí của người khác thì còn nghiêm trọng hơn là cướp vợ của người ta. Hướng gió của Tần Đường thay đổi, Hạ Tưởng như mặt trời giữa ban trưa. Tần Đường vào tháng 3, gió xuân ấm dần, tiết trời đổi mới, cây liễu thêm xanh, lòng người thay đổi. Sau một quãng thời gian biến động, thế cục của Tần Đường dần ổn định, trở lại quỹ đạo như lúc ban đầu. Đương nhiên, bề mặt thì yên bình nhưng không giấu nổi dòng chảy ngầm phía dưới. Sau khi Hạ Tưởng lên chức ủy viên thường vụ thì mọi chuyện đã không thể nào trở về như cũ được nữa. Tình Yến lại có một vài lần điều chỉnh nhân sự nho nhỏ không gây chú ý với người đời. Trong hội nghị hội đồng nhân dân, Chu Duệ Nhạc đã chính thức được chọn là chủ tịch thành phố Đan Thành, ngoài ra còn có một thông tin rất dễ khiến người ta lướt qua không để ý, đó là Bành Dũng được chọn làm phó thị trưởng thành phố Đan Thành. Bành Dũng là ai? Sơ yếu lý lịch rất mơ hồ cũng rất đơn giản, thậm chí còn không đề cập đến những kinh nghiệm chính mà ông ta đã có trước đây. Nhưng vẫn có người chỉ nhìn hình ảnh thoáng qua chốc lát trên TV mà nhận ra Bành Dũng chính là trưởng ban thư ký tỉnh cũ. Nghe đồn là Bành Dũng bị bãi miễn chức vụ, hóa ra chỉ là giáng chức, đến Đan Thành đảm nhận vị trí phó thị trưởng tầm thường, vậy ai là người đỡ đầu cho ông ta? Bành Dũng bị giáng chức, vị trí trưởng ban thư ký tỉnh do Bành Vân Phong phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch đảm nhận. Tin tức Bành Vân Phong đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh lan ra làm cho không ít người kinh ngạc. Hay cho một Bành Vân Phong, tốc độ thăng chức nhanh đến kinh người, hơn một năm trước vẫn còn là trưởng ban thư ký thành phố Thiên Trạch, sau đó do sự đề bạt của Hạ Tưởng mà đảm nhiệm chức phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch, chẳng bao lâu đã lại nhảy lên thành trưởng ban thư ký tỉnh. Cứ như là ngồi tên lửa, từ cục trưởng lên giám đốc sở chỉ trong vòng có hơn 2 năm ngắn ngủi. Những người biết chuyện thì đều rõ là sau lưng lại có bóng dáng của Hạ Tưởng. Nhưng những người đó không biết rằng, đằng sau việc Bành Dũng bị giáng chức, cũng là ý đồ của Hạ Tưởng, là hành động cụ thể của hắn để thông qua thường vụ tỉnh, cũng có nghĩa là, trong hội nghị thường vụ tỉnh Yến, bước đầu của Hạ Tưởng đã coi như vững bước. Hạ Tưởng chuẩn bị sau khi tan ca sẽ đi thư giãn một lát, ra ngoài ô câu cá, vẫn còn chưa sắp xếp xong đồ đạc thì đã nhận được 3 cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên là Bành Dũng gọi đến. Bí thư Hạ, cảm ơn anh đã đề bạt. Giọng của Bành Dũng rất suy sụp. Anh ta từ lúc bị bãi nhiễm chức vụ đến được giáng chức để dùng tiếp, cũng coi như là nhặt được của báu, nếu không phải là Hạ Tưởng thì sau khi bị bãi nhiễm chức vụ, cuộc đời chính trị của anh ta gần như cũng coi như là kết thúc,
suy cho cùng, anh ta cũng không có ai nâng đỡ. Nhưng bị giáng chức để dùng tiếp thì khác, chỉ cần người vẫn còn đứng trên đài thì anh ta vẫn còn cơ hội thăng tiến, dù sao y cũng có cấp bậc, cũng có lý lịch kinh nghiệm đầy đủ. Sự cố an toàn ở huyện An theo thời gian cũng sẽ bị người đời lãng quên, 2-3 năm sau cũng sẽ trở thành lịch sử, mà cũng đúng lúc kinh nghiệm của anh ta cũng đã đầy đủ, đến lúc đó thuận theo thời thế việc anh ta đảm nhiệm vị trí thị trưởng thành phố cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cái ơn đề bạt của Hạ Tưởng với anh ta là rất lớn. Vì vậy, Bành Dũng muốn cảm ơn Hạ Tưởng, là xuất phát từ tận đáy lòng, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau này phải theo sát bước của Bí Thư Hạ, vì Bí Thư Hạ mà cống hiến sức lực. Bí Thư Hạ là ủy viên thường vụ tỉnh, mặc dù trong thường vụ tỉnh xếp hàng gần cuối, nhưng lời nói rất có trọng lượng, theo sát Bí Thư Hạ là lối thoát duy nhất của anh ta sau này. Hạ Tưởng chấp nhận lời cảm ơn của Bành Dũng, hắn nảy ra ý nâng đỡ Bành Dũng. Một là vì sai lầm của Bành Dũng không đến nỗi phải để anh ta bị bãi miễn chức vụ, hai là hắn muốn lôi kéo lòng người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, có lý do để tin rằng, từ giờ Bành Dũng sẽ chỉ trung thành với mình hắn, chỉ đâu đánh đó. Phó thị trưởng Bành, ngành công nghiệp và nông nghiệp của Đan Thành vốn không phải là quá yếu kém, rất có triển vọng. Đồng chí Duệ Lạc là một người có thực lực, con người anh ta thật thà, cẩn thận, tôi hy vọng anh có thể phối hợp tốt với anh ta trong công việc. Làm tốt nhiệm vụ của mình, trên cương vị mới lập được nhiều thành tích hơn. Lời của Hạ Tưởng, có nghĩa đen, cũng có nghĩa bóng, hắn tin rằng Bành Dũng có thể hiểu được. Bành Dũng đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh, đã rèn luyện được bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác, nghe âm thanh để nhận biết, lập tức hiểu ngay ý đồ của Hạ Tưởng. Xin Bí Thư Hạ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực, chủ động phối hợp tốt với công việc của thị trưởng Chu. Điều Hạ Tưởng cần chính là sự liên kết phối hợp giữa Bành Dũng và Chu Duệ Nhạc, hắn mỉm cười mãn nguyện. Thủ đoạn chính trị của Chu Duệ Nhạc còn non nớt, bốc đồng, Bành Dũng thì lại quá mềm mỏng, không đủ khí phách, hai người có thể tương hỗ lẫn nhau. Đặt điện thoại của Bành Dũng xuống thì đã đến giờ tan ca, vừa định bước ra ngoài thì lại nhận được cuộc gọi của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng, trước tiên xin chúc mừng cậu, giờ đã đuổi kịp tôi rồi, tôi rất đố kỵ với cậu đấy. Phó Tiên Phong nói đùa. Bệnh cúm của Tiên Tiên lại nặng thêm rồi, bảo nó về Bắc Kinh nó lại không chịu, đành phải nhờ cậu đi thăm nó vậy. Tôi tan ca rồi sẽ đi ngay. Gần đây nhiều việc quá, cũng nên đi thăm Tiên Tiên rồi. Hạ Tưởng thầm có chút áy náy, vì bệnh tình của Phó Tiên Tiên từ lần trước Mã Vân gây rối đến giờ vẫn không khỏi hẳn, quả thật là hắn đã lơ là với cô. Tiểu ma nữ hung hăng trước kia, giờ bôn ba bận rộn, ngày càng gầy đi. Vì ai mà bận rộn, vì ai mà vất vả. Hạ Tưởng bất giác có chút xót xa, đối với Phó Tiên Tiên, hắn vẫn còn chút ràng buộc trong lòng. Vậy thì nhờ cả vào cậu, đứa em gái này của tôi đúng là không làm cho người ta yên tâm được. Phó Tiên Phong ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Hạ Tưởng cũng nghe ra rằng, anh ta dường như còn chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Thôi, không đi câu cá nữa, đi thăm Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng đang định đứng dậy thì chuông điện thoại lại reo, hắn vốn không định nghe, nhưng khi nhìn thấy số từ Bắc Kinh gọi đến liền nghe máy. Tối nay tôi đến Tần Đường, cậu sắp xếp cho tôi một khách sạn. Là Cổ Ngọc, giọng điệu rất cương quyết. Lúc nào tôi tới sẽ gọi điện cho cậu. Từ Bắc Kinh đến Tần Đường cũng chỉ hơn 2 tiếng, Hạ Tưởng tay cầm điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác làm ủy viên thường vụ tỉnh vẫn chưa kịp tận hưởng hết. Trước mặt Cổ Ngọc, địa vị của hắn vẫn chỉ như cũ mà thôi. Hạ Tưởng sai từ Tử Kỳ đi sắp xếp khách sạn, sau đó hắn đi thăm Phó Tiên Tiên, không đi không được, mấy năm nay mặc dù Phó Tiên Tiên không nói gì nhưng chỉ cần hắn đi đến đâu là cô theo đến đó, tâm ý của cô thế nào còn cần phải nói ra sao? Thật sự là không cần nữa. Hạ Tưởng vẫn như ngày bình thường, khi ra ngoài rất cẩn thận, hắn bảo tài xế đưa đến nhà khách của thành ủy, sau đó xuống xe lại bắt xe khác để đi. Nhưng hắn không để ý thấy sau mình có một cái đuôi bám theo. Gia Cát Phách Đạo đích thân theo dõi Hạ Tưởng. Tuy nhiên cho dù Gia Cát Phách Đạo có đứng trước mặt Hạ Tưởng, chưa chắc hắn đã nhận ra, bởi vì một tay của y vẫn bó bột, nửa bên mặt vẫn sưng to, lại đeo kính đen, trông như Kung Fu Panda. Chiếc xe mà Gia Cát Phách Đạo ngồi là xe taxi, loại taxi phổ biến nhất, gần đây Hạ Tưởng nhiều việc. Lại thêm bệnh tình của Phó Tiên Tiên và sự có mặt của Cổ Ngọc làm rối loạn tâm trí nên cũng thiếu cảnh giác. Thật ra với cấp bậc của Hạ Tưởng thì có thể trang bị cảnh vệ, nhưng suy cho cùng đây là việc riêng,
đến cả tài xế cũng không cho đi theo thì càng không thể dùng nhân viên cảnh vệ được. Gia Cát Phách Đạo theo dõi Hạ Tưởng đến tận xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, thấy Hạ Tưởng một mình đi vào cổng, y bèn gọi điện cho Ngưu Lâm Quảng. Tổng giám đốc Ngưu, Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên quả nhiên là có tư tình với nhau, một mình hắn bí mật đến gặp Phó Tiên Tiên rồi, giờ hắn chỉ có một mình, có cần đợi đến lúc hắn ra rồi cho hắn một trận không? Mặc dù Gia Cát Phách Đạo không biết ai là thủ phạm đứng sau vụ việc ở huyện An, nhưng tuyệt đối là có liên quan đến Hạ Tưởng. Bị ngâm nửa ngày trong hố phân là điều sỉ nhục lớn nhất đời hắn, thù này không trả, quyết không làm người. Nhưng Ngưu Lâm Quảng lại điềm tĩnh nói. Đánh cho một trận, vứt vào hố phân, đó đều là những thủ đoạn hạ lưu thôi, chúng ta phải phá Hạ Tưởng một cách quang minh chính đại, cậu cứ nghe lời tôi, theo kế hoạch mà hành động. Chương 1207, không chỉ có rắc rối mà còn hiểm họa tiềm tàng. Phó Tiên Tiên đã gầy đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy làm người ta thấy xót xa, không còn chút thần thái gì của tiểu ma nữ, như một con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, hai mắt vô hồn, môi khô nứt nẻ. Hạ Tưởng rót nước cho cô, đưa nước cho cô uống, thấy trên mặt đất để một đống thuốc, không khỏi oán trách. Đi viện khám hoặc mời bác sĩ đến khám đều được, sao em phải tự hành hạ mình như vậy? Phó Tiên Tiên ở trong văn phòng xây dựng tạm thời của xưởng may mặc Phân Đạt Kỳ, điều kiện tạm tạm. Mà trong phòng cũng chẳng bày biện trang hoàng gì, càng không được tỉ mỉ dọn dẹp, với tính cách của cô mà sạch sẽ gọn gàng được thì mới là kỳ lạ, một đống bừa bãi, không giống nơi có phụ nữ ở chút nào. Phó Tiên Tiên bĩu môi, không biết là đang giận dỗi ai. Không cần anh phải lo, dù sao em thích ốm thì ốm, muốn chết thì chết, không ai thương không ai xót, em ốm chết cho xong. Nói xong nước mắt cứ tuôn rơi. Phụ nữ cho dù mạnh mồm đến đâu thì trái tim cũng vẫn yếu mềm. Hạ Tưởng biết, Phó Tiên Tiên vẫn còn oán trách hắn lạnh nhạt với cô. Không có gì để nói, quả thật là vẫn làm chưa đủ, hắn bèn tiến lên sờ trán cô, lại cảm thấy dùng tay thử nhiệt độ không được chính xác lắm, hắn liền dùng môi chạm vào, ai dè vừa đưa môi ra trước, Phó Tiên Tiên lại giở trò trêu ghẹo, ngẩng đầu lên. Kết quả là, môi của Hạ Tưởng vừa vặn chạm vào môi của Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên ôm lấy cổ Hạ Tưởng, dùng sức hôn thật mạnh, trong lúc Hạ Tưởng chưa kịp trở tay thì Phó Tiên Tiên đã buông hắn ra, còn đẩy hắn sang một bên, cười khanh khách. Đừng tưởng bở, em không phải là hôn anh đâu, em muốn truyền bệnh cúm cho anh thôi. Hại chết anh đi, cái con người không có lương tâm này. Hạ Tưởng không biết nói gì, sờ lên chỗ nước miếng ở trên miệng mình, lau cũng không được, không lau cũng không xong, đành bối rối cầm ly nước uống. Tuy nhiên sau khi trêu chọc Hạ Tưởng thì tinh thần của Phó Tiên Tiên tốt hơn rất nhiều, cô đã chịu nói chuyện với Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên ôm chân ngồi trên giường, cô mặc một bộ đồ mùa thu bó sát người, chăn rơi qua một bên, để lộ ra các đường cong, phải nói là dáng người Phó Tiên Tiên quá đẹp, đẹp mà cân đối, bụng phẳng, bắp chân nhỏ, đùi thon, mông tròn, ngực đầy, phát huy được đến tối đa sự hấp dẫn của một người phụ nữ. Cô hoàn toàn không biết gì, cũng có thể trong mắt cô. Trước mặt Hạ Tưởng không cần phải phòng vệ gì nên líu lo nói về chuyện Phó Tiên Phong nổi giận. Phó Tiên Phong giận dữ vì chuyện lần trước Mã Vân gây rối. Nhưng cũng may sau đó Mã Vân chết đi, vốn Phó Tiên Phong cứ nghĩ Mã Vân chết là do mình ngầm ra tay, nhưng sau đó âm thầm điều tra, thì ra vẫn còn một người nữa muốn Mã Vân phải chết. Kết quả là Mã Vân bất hạnh trúng hai loại thuốc này lại bất ngờ có tác dụng trung hòa lẫn nhau, chết thì chết rồi. Nhưng nguyên nhân cái chết thì không thể điều tra ra được. Vì vậy, Phó Tiên Phong cũng không dám chắc là Mã Vân chết bởi tay ai, anh ta vẫn còn thấy khó chịu. Lại dẫn lây sang Ngưu Lâm Quảng. Phó Tiên Phong đã mấy lần nói với Phó Tiên Tiên, bảo cô ở lại Tần Đường cứ yên tâm mà làm việc, không phải sợ, chỉ cần anh ta còn thì không ai dám động đến một ngón tay của cô. Mặc dù Ngưu Lâm Quảng có ô dù to, nhưng nếu dám làm anh ta tức giận thì anh ta cũng dám đập tan cỗ xe thiết giáp của Ngưu Lâm Quảng. Phó Tiên Tiên học được mấy câu nói của Phó Tiên Phong, vừa cười vừa nói cho Hạ Tưởng, cô thì coi đó như trò đùa, nhưng Hạ Tưởng thì lại thầm lắc đầu, con người Phó Tiên Phong tâm địa hẹp hòi, chỉ e là đã kết thủ oán với Ngưu Lâm Quảng rồi. Ngưu Lâm Quảng cũng đừng chọc vào Phó Tiên Phong, nếu không Phó Tiên Phong tức giận lên thì tất có đổ máu. Lại nói chuyện một lúc. Sắc mặt của Phó Tiên Tiên rõ ràng là khá hơn nhiều, mặt cũng hồng hào hơn, ánh mắt có thần hơn, sau đó Phó Tiên Tiên kêu đói, muốn Hạ Tưởng đi ăn cùng cô. Hạ Tưởng xem giờ, cổ ngọc sắp tới, phải làm sao?
Bỏ lại Phó Tiên Tiên để đi gặp Cổ Ngọc cũng không được, nhưng không đi đón Cổ Ngọc mà ở lại với Phó Tiên Tiên thì cũng không được. Hạ Tưởng lần đầu tiên buồn rầu vì không biết thuật phân thân. Phó Tiên Tiên hóa ra hiểu Hạ Tưởng hơn tưởng tượng, cô thấy hắn bất an bèn giơ tay véo tai hắn. Nói thật ra đi, có phải là hẹn gặp mặt người đẹp nào rồi không? Hạ Tưởng nghĩ đường đường là một ủy viên thường vụ mà trước mặt Phó Tiên Tiên cũng phải cởi bỏ lớp ngụy trang, lại bị cô véo tai, bèn hiên ngang mà nói. Bị em đoán trúng rồi, tối nay Cổ Ngọc đến Tần Đường, sắp đến nơi rồi. Phó Tiên Tiên buông tai Hạ Tưởng ra, rộng lượng nói. Em không ngại phải ăn cơm cùng chị ấy đâu, không biết chị ấy có gan ngồi ăn cùng em không thôi. Lời này nói ra cứ như Cổ Ngọc là người hẹp hòi lắm, Hạ Tưởng bèn gọi cho Cổ Ngọc. Không ngoài dự đoán, Cổ Ngọc lập tức nhận lời ăn cơm cùng Phó Tiên Tiên, không có chút ý kiến gì. Nếu nói trong mấy người phụ nữ, ai là người làm Hạ Tưởng yên tâm nhất, cũng là người mà hắn có thể hiểu nhất, thì Cổ Ngọc là người đứng đầu. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên cùng đi đón Cổ Ngọc, nhưng phụ nữ thật là rắc rối, Phó Tiên Tiên đòi đi tắm trước, sau đó lại thay quần áo, trang điểm, Hạ Tưởng đợi cô đến nửa tiếng, đợi sau khi người đẹp xong xuôi đứng trước mặt hắn. Hắn bất giác thấy đôi mắt sáng ngời. Phó Tiên Tiên quả là một người đẹp, đừng có nhìn vừa nãy không có thần sắc gì, giờ chỉ mới sửa soạn lại qua loa mà lập tức trở nên sáng ngời, khiến cho đôi mắt người nhìn cũng phải sáng lên. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên vai sánh vai ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến một chiếc xe đỗ trong bóng tối, Gia Cát Phách đạo bọc kỹ như một cái bánh chưng, đã đợi từ lâu. Đợi đến khi Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lên xe, Gia Cát Phách đạo mới cho người lái xe đi theo đằng sau. Trực giác mách bảo y rằng, hôm nay y sẽ có thu hoạch lớn. Y kìm nén lại ý nghĩ nhảy nhót trong lòng, vừa ngầm chụp ảnh không ngừng vừa gọi điện cho Ngưu Lâm Quảng. Đúng, với cấp bậc của Hạ Tưởng bây giờ, vấn đề phụ nữ đã không còn có thể lật đổ hắn được nữa, nhưng có một điểm, ít ra có thể gây rắc rối cho Hạ Tưởng, đồng thời có thể coi đó là cơ hội để lần ra những sơ hở khác của Hạ Tưởng. Ngưu Lâm Quảng cũng là nhân vật có nhiều tai mắt, ở Bắc Kinh cũng có ô dù. Suy cho cùng Hạ Tưởng vừa mới nhận chức ủy viên thường vụ tỉnh, cái gốc vẫn chưa vững, và lại những tiếng nói phản đối ở Trung ương cũng nhiều. Giờ lại có chuyện phụ nữ, cho dù không lật đổ được hắn nhưng ít nhất cũng có thể bôi nhọ hắn, để cho các lãnh đạo Trung ương không thích hắn, có thể mượn cớ công kích. Ngưu Lâm Quảng nhận được điện thoại của Gia Cát Phách đạo, cũng mừng thầm. Tiếp tục theo dõi, đừng để mất dấu. Cũng đừng để Hạ Tưởng phát hiện, nếu sau cùng mà bọn họ thuê phòng thì nghĩ cách bắt quả tang tại hiện trường.